thu được về tính sổ sách. Khuyển diệt nhất chỉ, cùng thánh đế lực ngưng tụ, hình thành cái kia đủ để xóa đi người hình cùng thần năng lượng, tại chiến trường phía sau bạo phát. Thành như đạo không thương suy nghĩ, đây chính là một viên lôi. Vọng tắc thánh đế sơ hàng lúc không có lựa chọn đem xóa đi, chỉ là dùng cùng loại trục xuất, thủ đoạn, đem tạm thời gian cầm lại. Tại hắn thế giới bên trong, động tác này quá mức tốn công mà không có kết quả, hoàn toàn không cần thiết. Hắn chỉ cần đem từ tiểu thụ xóa đi, Tiếp xuống chiến trường, thánh thần điện đường người có bó lớn thời gian có thể đi thanh lý. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn đường đường một giới thánh đế, chẳng những không có việc đi một chỉ này từ tiểu thụ, cuối cùng bị nó nuốt. Như vậy hiện nay, cái này liền lúc ấy tại mới hạ thấp thời gian thả vọng tắt thánh đế trong mắt đều cảm thấy thanh lý chi phí một chút khí lực hình thần câu diệt chỉ, quy lực của nó đã không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn người đã đi, cái này một viên lôi lần thứ hai bạo phát cũng liền thành không người có thể lấy ngăn được tuyệt đối sát chiêu. Nguy Thuộc hạ mong mỏi cùng trong mong, trong mắt đều là tuyệt vọng. Từ từ tiểu thủ trước đây cùng vọng tắc thánh đế chiến đấu đến xem, thánh đế lực một khi bạo phát, mảnh này khu vực bên trong người, gần như không một có thể may mắn thoát khỏi. Tự nhiên, đám người cũng liền đã mất đi đào vong xúc động, chỉ lặng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Cùng, nho nhỏ chờ đợi một cái, có lẽ sẽ có chuyển cơ phát sinh ví dụ như đạo điện chủ còn có thể xuất thủ lại có thánh đế giáng lâm hoặc là từ tiểu thụ thời khắc mấu chốt bận tâm bọn hắn cái này chút cá trong chậu sinh mệnh an nguy lựa chọn thu tay lại không người phản ứng bọn hắn đạo khung thương nhìn thấy chỉ có nhiều yêu yêu có thế ra âm thanh nhắc nhở về sau hắn thậm chí còn chưa kịp xuất thủ đỉnh đầu liền triển khai thứ diện chi môn lệ thuộc vào nội đảo cấm pháp kết giới quy tắc bị tiếp dẫn đi ra tùy theo mà đến còn có một mực ẩn thân ở chiến cuộc bên ngoài người trong suốt quỷ nước thanh âm. Từ tiểu thụ sát tâm đã lên, ngươi cần gì phải đau khổ giải dụa. Giờ khắc này, đạo khung thương bên tai cơ hồ nghe không thấy thanh âm, mắt sắc bên trong cũng nhiều một chút buồn vô cớ. Hắn thánh niệm không cách nào vận dụng, ánh mắt lại cơ hồ vòng quét qua cả tòa hư không đảo, dường như thấy được thất thụ đại đế chỉ dẫn tử vong chi đến nơi. Hết thảy, đều tại hướng kết quả xấu nhất phát triển chính như hắn nhìn thấy vọng tắc thánh đế lúc ấy tiến về tuyệt tẩn hỏa vực lúc do dự, mà nghĩ đến ván cờ điểm cuối bộ dáng như vậy. Bác Tôn Am, ngươi nhưng quá tuyệt. Long. Một tiếng vang thật lớn, đem đạo khung thương im ắng nỉ non tồi diệt. Trên không trung cơn bão năng lượng, như là trong đêm nở rộ mỹ lệ hoa quỳnh, nó là đến chậm một chút thời gian, lại đem tất cả sáng chói trong nháy mắt nở rộ. Không. Tội nhất điện phía dưới, vô số người phát ra kêu rên chỗ lại vọng tắc thánh đế một thức phong du tống, đúng là đem hình thần câu diệt chỉ hướng không trung đưa một chút, không còn là tiếp giáp mặt đất. Dù là như thế, tẩn chiếu thánh đế lực cùng linh hồn tiêu tan lực đồng thời nở rộ. Cái kia bành trướng như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước uy áp, vẫn như cũ cách xa xa khoảng cách, đem trên nền đất từng đạo phòng ngự không được bóng người ép bạo. Bành. bành! 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 Một tiếng lại một tiếng, tội nhất điện loạn thạch phế tích bên trên nở rộ từng đóa màu máu hoa tính cả trốn ở công trình kiến trúc cổ bên trong, tìm được một chút cổ lão phòng ngự trận pháp che đậy luyện linh sư nhóm, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thánh đế lực, không phải là trò đùa. Dù là chỉ là dư ba, như thế nào bình thường trảm đạo, thái hư có thể chống lại. Từ tiểu thụ, lại là ngươi. Cửu thiên phía trên, gió bảo nhân diệt đâu âm thanh. Bị đại na di thuật truyền đến trung tâm phong bạo như yêu yêu, đánh cờ hờ, tết đều không nghĩ tới nàng trong dự đoán chiến đấu cao trào đến mức như thế nhanh chóng. Theo nàng dự phán, tại đạo không thương căn dạng đã bắt đầu đề phòng thất thụ đại đế, thần ngục thanh thạch các loại quỷ dị lực lượng nàng, nên cùng từ tiểu thụ lại qua cái mười mấy lần hợp, mới có thể bị buộc đến cực hạn. Đến lúc đó, hoặc là từ tiểu thụ lực lượng khô kiệt, sơn cùng thủy tận, hoặc là đạo không thương chuẩn bị kỹ càng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhưng cái này một viên chung tại chiến trường phía sau lôi, phối hợp từ tiểu thụ đại na di thuật, tống tán nàng tất cả chờ mong. Phanh, sơn hải bằng phòng ngự tuyệt đối tại thánh đế lực cùng huyễn diệt nhất chỉ dưới liền nửa hơi đều không kiên trì được tội nhất điện bên trên bị để mà dựa vào ổn định sinh vật tử linh toàn diện nổ thành một mịn lại quy hư không khí tức hủy diệt liền như là là mới vào tiên thiên lúc như yêu yêu gặp qua cùng loạn nhất gió gào thét lên đi tới trước người cỏ cây núi đá phế tích không gian quy tắc từ thực chất đến vô hình toàn bộ đều tại bị phá hủy cái kia thiết mặt truyền đến sóng nhiệt tại không có bất kỳ che chắn tình huống dưới, cũng còn không có từng nổ tung đợt thứ nhất năng lượng, nhiều yêu yêu đã cảm giác tự thân hết thảy theo hòa tan. Bao quát trên thân váy, trên mặt thịt, máu cùng xương, thậm chí linh hồn. Ánh mắt mơ hồ. Thính lực thoái hóa. Thánh niệm đều bị nhen lửa một chút xíu đốt cháy sạch sẽ. Chính là với tư cách của kiếm tu chấp chưởng kiếm khí trong tay lực, đều rất giống muốn dưới một kích này hoàn toàn vỡ nát rơi. Ta, thật phải cơ hờ, tết. Trong nháy mắt, nhiều yêu yêu tư duy hoảng hốt, đèn kéo quân lóe lên qua lại cả đời toàn bộ ký ức. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là thánh đế họ nhiêu kiêu ngạo, là hồng y lãnh tụ, là quế gãy thánh sơn bên trên bất thế thiên tài. Nàng từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, vừa mở ra mắt liền là thánh thần đại lục chói mắt nhất Minh Châu, được xếp vào tuyệt sắc bản, phong hoa tuyệt đại. Nàng tiên thiên liền đã thức tỉnh phong thuộc tính, có cường đại nhất phong hệ lực tương tác, phối hợp vô hạn tài nguyên, một đường đến thái hư, chưa lịch bình cảnh, luyện linh con đường không biết long đông vì sao. Nàng thời gian giàu có, muốn tu cổ kiếm thuật, thánh đế họ nhiêu liền vì nàng tìm tốt nhất thầy giáo vỡ lòng, tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Nàng không vào hồng trần, lại có thế thông qua thánh đế bí cảnh trải nghiệm hồng trần, cảm ngộ nhân sinh, cuối cùng lấy tình kiếm thuật nhập đạo, lực đoạt thất kiếm tiên tên. Nàng. Nàng còn có rất rất nhiều, thế nhân chỗ không cách nào so sánh, trác tuyệt. Có thể vô số huy hoàng qua lại kinh lịch, hiện nay đọc qua, lại chỉ là một trương khảm viền vàng nhân sinh đồ quyển, nội dung toàn từ ngoại nhân câu họa, cùng đại đa số cái gọi là thiên chi kiêu tử bình thường, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Ngoại trừ ưu tú, chỉ còn ưu tú. Xứng đôi bọn hắn loại này người kết cục, giống như cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng gãy kích trầm xa. Ta, rốt cuộc là vì cái gì mà sống? Gió bảo trước khi đến, từ tiểu thụ sát ý lộ ra, như yêu yêu lại lần thứ nhất thấy được chưa từng ở trước mặt nàng ngụy trang qua chân thực tồn tại người nàng trải qua hồng trần khám phá hồng trần chuyên tu tình kiếm thuật cũng không có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm cũng không đủ lấy thổ lộ tâm tình vững tâm thân tình bên người nàng không người có thể lấy tin tưởng vĩnh viễn chỉ có thể theo dựa vào chính mình cho dù là trong tộc cùng thế hệ trưởng bối nàng có quá nhiều người theo đuổi quá nhiều quân địch nhưng từng cái đều mang theo nặng nề mặt nạ truy cầu không phải truy cầu đối địch không phải đối địch qua lại hết thảy liền như là có một cái vô hình bàn tay lớn lúc hướng dẫn lấy nàng nên như thế nào trưởng thành, quy hoạch lấy như thế nào trở thành ưu tú. Làm từng bước, liên miên bất tận. Kết quả là vừa quay đầu, nhiều yêu yêu phát hiện chính mình trước mặt chân thật nhất người, lại chỉ có từ tiểu thụ. Chỉ có hắn, dám bại lộ chân chính địch ý, rút bỏ nhân cách mặt nạ, lộ ra sát cơ. Trước đó, tất cả đều là thánh đế thao túng khôi lỗi, tất cả đều là đồ chơi. Nếu như ta không phải ta, ta là một cái khác người đâu nhiêu yêu yêu tại trong gió lốc mất phương hướng hết thảy, lại hoàn toàn tỉnh ngộ nếu như trên thế giới không có nhiều yêu yêu, kỳ thật vậy không quan trọng gì. Sẽ có kế tiếp nhiêu yêu yêu, nhiêu giao giao, nhiêu yểu yểu xuất hiện, lặp lại nàng nhân sinh. Nàng ưu tú, có thể sao chép. Nàng chỗ xem thường bác tôn am thất bại, hoa trường đang đồi phế. Tất cả thế nhân đều có nhưng nàng đơn độc không có ngăn trở, lại mới là người sống cả đời chân thực vết tích, là duy nhất cây lá, là không hai ánh sáng là thế này phải không? Mà nếu như thời đại tiến hóa đến liền ưu tú đều muốn chẳng khác người thường, chỉ có ngăn trở mới có thể đúc thành chân chính huy hoàng, cái này sao lại không phải một loại tuyệt đối, một loại bi ai? Như yêu yêu tìm không thấy đáp án. Nàng phiền nhất loại vấn đề này, trước kia còn hội dãy dụa lấy đi tìm một phen, hiện tại dứt khoát nhắm mắt lại. Ta, không có gì cả. Gió bảo ra đời nàng, vậy sắp hủy diệt đi nàng. Thời khắc cuối cùng, liền huyền thương thần kiếm cũng bắt đầu tự bảo vệ mình, dãy dụa lấy xông phá trói buộc, không muốn tại bực này lực lượng dưới tiêu vong. Nhiêu yêu yêu ngược lại cười. Cả đời tu kiếm, cuối cùng liền kiếm đều bỏ đi mà đi, cũng là một cọc diệu sự tình. Bất quá, huyền thương vốn là không thuộc về mình cưỡng ép có được, cũng không có nghĩa là đạt được tất cả. Khi huy hoàng biểu tượng rút ra, nên đi đi, nên cách cách, đúng là bình thường bất quá. Nhưng liền cũng liền tại nhiêu yêu yêu hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng thời điểm ông một tiếng sụt sôi kiếm minh sung mãn nồng đậm cảm xúc từ vỡ vụn trong không gian giới chỉ từ một đống phủ bụi đã lâu tạp vật ở giữa vang lên tội nhất điện di chỉ bên trên gió bão bên trong bỗng nhiên lóe ra một điểm nhàn nhạt ánh sáng ngay sau đó truyền tới một trận thê minh vang đó là đạo bị đè nén hồi lâu hồi lâu thảm thiết tiếng ca cao vút lúc giống trên trời vui vang vang thấp quán lúc giống như nhân gian khúc như khóc như tố chính là như vậy một đoạn tiếng ca đem như vậy đáng sợ gió bão đều ác ngừng một sát, tại hủy diệt bên trong lộ ra ngay nó vô hình. Vô số người cảm động lây như vậy ai oán, ngước mắt nhìn lại, trong mắt đã nhiều nước mắt, nhìn thấy lại là rời tách tán phiêu miếu kiếm quang. Kiếm quang. Nhiều yêu yêu ngây ngẩn cả người. Còn có kiếm, nguyện ý vì ta đứng ra. Nhìn chầm chầm trước người cái kia sụp đổ kiếm, nàng tự hồ hiểu cái gì, sinh ra vô tận hối hận, mong muốn giữ lại, lại cái gì đều không thể làm đến. Tinh Nguyệt ca giả từ nhỏ đến lớn nương theo nàng trưởng thành một đường kiếm từ tam phẩm cho tới bây giờ nhất phẩm vậy ra đời kiếm linh nàng nhiêu yêu yêu là không người có thể lấy vững tâm có thể tin tưởng nhưng với tư cách kiếm tu cái này một ban đầu bội kiếm tuyệt đối có thể tín nhiệm nhưng trở thành hồng y về sau chấp chưởng nhất phẩm kiếm đã là không phù hợp nàng nhiêu yêu yêu thân phận nhiêu yêu yêu như vậy cho rằng càng nhiều thời điểm nhiều yêu yêu lần lượt lựa chọn nếm thử khống chế huyền thương thần kiếm cái này hỗn độn ngũ đại thần khí một trong. Cái này phù hợp thân phận, lại nhiều lần thất bại. Bây giờ, tại hủy diệt tiến đến lúc, huyền thương thần kiếm vứt bỏ nàng mà đi, tinh nguyệt ca giả lại thứ chủ động hiện thân, lựa chọn thành toàn. Dục thân vỡ vụn, linh hồn vỡ vụn. Nàng nhiêu yêu yêu mong cầu vô số năm cái kia nhất trọng thiên giải cảnh giới, huyền thương không để cho nàng toại nguyện, tinh nguyệt ca giả lại có thể tại chủ nhân không có bất kỳ cái gì ý nguyện, vậy hoàn toàn quên lãng nó tình huống dưới. Chui này nhất phẩm linh kiếm, tại lúc này nơi đây, chủ động binh giải, hóa thành một đạo tuyệt sướng, mang theo chủ nhân một sợi thần hồn, tiến vào thiên giải thái độ, trốn xa cửu thiên. Không. Nhiều yêu yêu mong muốn hô ngừng, lại không làm được. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái kia một mực tại bên người, lại bị mình quên lãng thân nhân. Nàng rốt cuộc ý thức được, mình cũng không phải là không có gì cả không phải tất cả làm bạn cũng biết nói chuyện cũng không có người quy định đường nhất định phải đi lên phía trước người dù sao cũng phải học được dừng lại quay đầu nhìn nhưng nhiêu yêu yêu không có nàng một mực tại hướng phía trước hướng về phía trước nhìn lại không để ý đến sau lưng làm bạn khi ý thức được cái này chút lúc nàng đã thật không có gì cả thiên giải cốt đẹp giường nào nguyện cảnh cổ kiếm tu thiên giải thời điểm liền nên là hưởng dự thiên hạ ghi lại sử sách lúc nhưng linh kiếm chủ động binh giải, mang theo chủ nhân thiên giải thoát ly chiến trường, cái này không cách nào làm lại, điều này đại biểu lấy tinh nguyệt ca giả, đã ở trong im lặng mất đi, lại không cách nào phục hồi như cũ. Tinh nguyệt Theo tuyệt tiếng ca đem nhiêu yêu yêu tàn hồn đưa ra hình thần câu diệt chỉ đẩy ra gió bão, từ hư không đảo vỡ vụn không gian ra bên ngoài đột phá, ý đồ thoát đi giam cầm. Đây chỉ là một thanh nhất phẩm linh kiếm, nhưng cũng là có linh chi kiếm, là nếu như nhiêu yêu yêu có thế rất coi trọng, lại một lần danh kiếm hàng bản, là có thể lên bản, thủ danh khí vô hạn tẩm bổ tiến hóa chi kiếm. Nó chi thiên giải, nhân gian tuyệt sướng. Thật ứng hòa cổ kiếm tu phong không thể cản tên, từ thời không toái lưu bên trong khám phá, rời xa hư không đảo phân tranh, mang theo chủ nhân thoát ly chiến trường. Người tại một thế, làm sao có thể thật không lưu lại điểm vết tích đâu. Cái này, mặt khác từ tiểu thụ lại nhìn mộng. Hắn chưa hề muốn qua, trước khi cơ hờ, kết, nhiều yêu yêu trên thân lại còn có như thế thần vật có thế chủ động vì nàng thiên giải. Này nương môn phung phí của trời A. À. Tàn khổ nếu có thể như thế, hắn từ tiểu thụ không cần hữu tứ kiếm cùng diễm mãn. Một kiếm khi giết thiên hạ địch. Nhưng nhiều yêu yêu lại từ chiến đến tận đây, liền cái này kiếm, tên này, sáng đều không sáng một cái, một mực tại huyền thương, huyền thương. Nhiều đáng yêu, ngươi thật là thật là đáng yêu. Từ tiểu thụ đều vì này vô danh chi kiếm mà cảm thấy không cam lòng hắn một tay quan kiếm thuật có thế rõ ràng từ cái kia hình ý đều cờ hờ kết vô danh nhất phẩm trên thân kiếm nhìn thấy dày đặc nhất ai oán thế nhưng là làm sao có thể thành toàn đâu cho dù là vì chui kiếm này hắn vậy không có khả năng thật thả nhiêu yêu yêu rời đi tứ thần trụ giúp ta tiếng lòng điên cuồng gào thét từ tiểu thủ dốc hết toàn lực mong muốn lại ép ra một chút lực lượng đến chém cờ hờ tết một kiếm này thiên giải tuyệt sướng thế nhưng là cổng nhiên thành không. Hắn trạng thái đã đến cực hạn. Tứ thần trụ lực, càng là lại khó mà cho hắn bao nhiêu trợ giúp, nhập không đủ suất. Mạnh mẽ tiếp thánh đế lực, giờ phút này lực lượng biến mất, từ tiểu thụ thân thể đều tại vỡ vụn. Hắn sức mạnh còn sót lại dùng tới chữa trị, đều không đủ để bù đắp loại này xu thế, đâu còn có thế lại thua ra. Từ tiểu thụ, dừng tay. Quỷ nước nghiêm túc thanh âm từ đạo không thương đỉnh đầu thứ diện chi môn truyền ra. Ngươi đã đến cực hạn, nhiều yêu yêu danh kiếm thiên giải, càng là đã thoát ly hư không đảo. Tứ thần trụ lực, vậy lại khó can thiệp hư không đảo bên ngoài lực lượng. Nhưng chúng ta mắc không phải một cái nhiêu yêu yêu, là hư không đảo, nhớ kỹ. Thánh nô mắt, là hư không đảo. Tội nhất điện di chỉ bên trên tại hình thần câu diệt chỉ dưới, lưu lại người đã là không nhiều, nghe được quỷ nước như vậy công khai nói ra mắt, từng người từ cái kia thảm thiết tuyệt sướng bên trong đi ra, nghi ngờ không thôi. Từ tiểu thụ chỉ trầm mặt một sát, trong mắt hung diễm giấy lên, tiếp theo sát cơ lộ ra. Vẫn là câu nói kia. Nhiêu yêu yêu không đáng. Dù là vì cái kia vô danh chi kiếm, hắn thấy được, liền không thể không quan tâm. Tứ thần trụ không cách nào giúp ta, ta đến giúp ta. Ngửa đầu gầm lên giận dữ, từ tiểu thụ thu hết tất cả lực lượng, ngược lại rút ra tàn khổ. Anh! Vạn trượng tia sáng dưới, chui này màu đen, vạn vẹo, phấn khởi vô cùng ngũ phẩm linh kiếm, phát ra quái dị thanh âm ngươi có thể chịu. Từ tiểu thụ cúi đầu hỏi một chút. Anh! Tàn khổ phẫn nộ độ lay động mũi kiếm, cùng là vô danh kiếm, cùng là có linh thân, nó không thể chịu đựng được cái kia một đạo tuyệt sướng thê thảm. Dù là tàn khổ tự mình biết mình không xứng, giờ phút này, nó cũng muốn truy sát, cũng muốn thí thánh. Vậy liền bên trên, chúng ta cùng một chỗ. Từ tiểu thụ cao cao xoay tròn tàn khổ, ném hướng ngược lại trời xa, bay bổng nhảy lên. Anh! hàng khổ bay vào trời cao, lại đảo ngược đâm vào. Tốc độ nó theo khoảng cách tiến lên, kéo lên, cuối cùng mang theo lên vẫy thiên hỏa ánh sáng, chịu tải lên từ tiểu thụ, truy hướng về phía tinh nguyệt ca giả cuối cùng tuyệt sướng đi xa phương vị. Từ tiểu thụ, lại muốn làm cái gì? Giờ khắc này, sở hữu người đều bị chấn động đến. Đã mất đi tứ thần trụ lực, tiến vào trạng thái khô kiệt từ tiểu thụ, dùng một thanh vô danh vô dụng ngũ phẩm linh kiếm, đuổi theo giết thiên giải nhiêu yêu yêu dù là nhiêu yêu yêu lúc này trạng thái không được, cũng là cổ kiếm thánh thiên giải A, cờ hờ, tết gầy lạc đà so ngựa lớn. Hắn từ tiểu thụ đều không có ngoại lực gia trì, không sợ bị phản sát. Nhiêu đáng yêu, ta để ngươi chạy sao? Đảo ngược ngựa kiếm từ tiểu thụ, như là về tới lúc ấy thiên tăng linh cung phong vân tranh bá đấu trường. Mà nhiêu yêu yêu, bất quá chỉ là hắn sinh mệnh bên trong sắp đánh bại kế tiếp quân địch. Như thế mà thôi. Ngự kiếm mà đi, từ tiểu thụ kiếm thế càng vượt qua cao, nhảy lên nhập không gian toái lưu thời điểm, hắn đã một cái điểm kỹ năng mãn bên trên. Kiếm thuật tinh thông, vương tọa LV-10. Kiếm thuật tinh thông, thánh đế LV-0. Hơn kém một bậc, cách biệt một trời. Quanh một thanh âm vang lên, hư không đảo lôi minh mãnh liệt. Lần này, lại không phải là sấm sét giữa trời quang, mà là lôi minh về sau, kiếp vân hội tụ. Thánh kiếp, chính là đạo không thương, lần này đều cho nhìn mê mang từ tiểu thụ bất quá vương tọa đạo cảnh có thể nào rước lấy thánh kiếp hắn đến cùng làm cái gì hắn đến cùng muốn làm cái gì quỷ nước không gian toái lưu bên trong truyền đến một đạo âm thanh quát lớn quỷ nước sững sờ một giây sau rõ ràng cái gì thứ diện chi môn ở trên không nở rộ lúc mở lúc đóng thánh kiếp chân chính thành hình hội tụ tại chỗ liền bị cắt đứt mà ăn cuối cùng một cấp kiếm thuật tinh thông cảm ngộ từ tiểu thụ có thể nói giờ phút này liền là có được nhất thuần nhất chính nội tình lại còn không có cách nào thi thuật cổ kiếm thánh nhưng mà một thân kiếm thuật thật không gây chỗ khả thi a à. hắc ám không gian toái lưu bên trong từ tiểu thụ không cần tứ thần trụ giờ phút này chỉ bằng vào kiếm ý ngược dòng tìm hiểu cũng có thể xem gặp nhiều yêu yêu đi xa lưu lại vết kiếm dưới chân hắn xoáy mở kiếm đạo bàn trong đầu lóe ra trước đây tội nhất điện bên trên tị nhân tiên sinh một kiếm phong thái một sợi tàn niệm bất quá Trời Nam biển Bắc, vậy nhất định chém chi. Bất quá chớp mắt, từ tiểu thụ mở ra trong mắt, trong mắt vô thần không ánh sáng, không vui không buồn, không dục không cầu, không có một gợn sóng. Hư không đảo bên trên, nhưng cũng đồng thời từ không gian toái lưu bên trong, bay ra khỏi tàn phá thỉnh thoảng thánh âm. Kiếm thuật có tên, tên là Tâm. Nhanh thành công xuyên qua hắc ám. Nhưng làm trước mắt tảng sáng, xuất hiện quang minh, đập vào mi mắt là cái kia quen thuộc vân lôn dãy núi cùng quen thuộc thánh thần đại lục quy tắc khí tức lúc. Nhiêu Yêu yêu ngắn ngủi có một sát mơ màng. Đi ra. Thật có thể nhanh như vậy bỏ chạy đi ra, nàng ngược lại không hiểu. Tuy nói cổ kiếm tu chiến lực là cao, vậy lấy sắc bén làm đầu. Cho nên bán thánh đột phá hư không đảo phong cấm, thành công xuyên qua về thánh thần đại lục không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là quá nhanh một chút. Dù sao đây không phải Nhiêu Yêu yêu chủ động thiên giải mà là tinh nguyệt ca giả binh giải, không có lý do nhanh như vậy đi ra mới đúng. Lại hư không đảo trước đây như yêu yêu dò xét dưới, đúng là không thể vào không thể ra. Hiện nay tình huống như vậy, ngược lại giống như là có người đang cấp nàng mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Cái này, mới làm nàng không mê thất tại thời không toái lưu bên trong, còn không phải sau khi ra ngoài ngẫu nhiên điểm rơi, mà là đúng hạng mà tới quen thuộc nhất vân lôn dãy núi. Nội ứng Là ai? nhiều yêu yêu giác quan thứ sáu nói với chính mình có là lạ ở chỗ nào địa phương nhưng nàng đã không có thời gian tới kịp suy nghĩ bởi vì vừa mới từ thời không toái lưu bên trong phá vỡ nhiều yêu yêu còn sót lại một sợi tàn hồn cảm thấy uy hế bờ lớn lao tựa như là có cái gì đồ vật đang truy đuổi tại phía sau sắp thúc ngựa đuổi đến bình thường là từ tiểu thụ nhiều yêu yêu trong lòng ngũ vị tạp trần không cần nghĩ đều biết là từ tiểu thụ không chịu thả qua nàng nàng dốc hết tia khí lực cuối cùng dùng một sợi thánh niệm thôi động tinh nguyệt ca giả tuyệt sướng lực, đem mình xuất hiện truyền ra. Ô! Theo oán kiếm khóc âm thanh, phút chốc lay động hướng toàn bộ vân lôn dãy núi. Chỉ một thoáng, vân lôn dãy núi tất cả luyện linh sư đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu mà trông. Có kiếm tu, có cổ kiếm tu, có luyện linh sư vũ khí làm kiếm người. Tất cả linh kiếm, cùng một thời gian trầm thấp rung động, đồng cảm tinh nguyệt ca giả binh giải chi buồn. Phần này bi thương, Thông qua linh kiếm truyền cho từng người chủ nhân, lại choáng nhiễm tại toàn bộ vân lôn dãy núi bên trên. Không bao lâu, liền Đông Thiên Vương Thành đều xuất hiện kiếm minh. Phát sinh cái gì? Lại có bán Thánh Giáng Lâm, lần này, vẫn là cái kiếm tu. Không, nhìn động tĩnh này, nên cái cổ kiếm tu mới đúng, lão phu lớn mật một đoán, xác nhận cùng Thiên Không Thành Thoát không khỏi liên quan. Phong Thánh đạo cơ, tán thánh nơi. Vô số người nhớ tới cái gì, gấp trong tay kiếm, ghé mắt mà trông cùng nhau nhìn phía vân lôn dãy núi cô âm vách núi phương hướng. Nơi đó chính là trung tâm phong bạo, lúc này cực nhanh một điểm tàn âm, đau thương qua đi, không thấy kiếm hình dáng. Tinh Nguyệt ca giả. Linh gương chủ vị trước, từ bỏ dùng mãn lực công phá hư không đảo tường thành dự định, lựa chọn dùng còn lại thời gian làm bạn chắc gái Ngư lão, đột nhiên dựng lên. Ngư gia gia. Ngư Tri Ôn đứng dậy theo, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi còn nhỏ, chỉ gặp qua nhiều yêu yêu dùng huyền thương nhưng không biết nàng trước đây bội kiếm là tinh nguyệt ca giả đây cũng là cái kia linh kiếm thanh âm ngư lão ngừng tạm bốn phía nhìn quanh nhiêu nha đầu đi ra hắn cũng không có tìm được nhiêu yêu yêu hoặc là nói ngư lão chủ quan ý thức dưới là tại tìm một cái cụ thể hoàn chỉnh người mà tinh nguyệt ca giả binh giải lực hoàn toàn biến mất về sau nhiêu yêu yêu chỉ còn lại chỉ là một điểm tàn niệm cái kia vốn nên tại hình thần câu diệt chỉ dưới hoàn toàn hóa thành hư không lại bị vãn hồi đến cuối cùng một hơi Nhiêu kiếm tiên trở về ngư tri ôn từ không nghi ngờ ngư gia gia lời nói nàng nghe tiếng mà động lật ra một cái ánh sao lộng lẫy đẹp để tiểu thiên cơ bàn rất mỏng rất nhẹ hai ngón nhẹ nhàng mà múa ấn quyết đánh vào trong đó cô lan bên trên chỉ dẫn thình lình lại là dưới chân vân lôn dãy núi nàng thật tại vân lôn dãy núi nàng trở về ngư tri ôn giữa lông mày nhảy ra một sợi vui mừng như yêu yêu trở về cái này nhưng không thể tốt hơn vừa vặn có thể đem đại quyền trả lại cho nàng. Có trời mới biết nàng ở chỗ này kinh lịch qua thánh đế quá cảnh sau áp lực lớn bao nhiêu. Dù là ngư gia gia tới, cũng là có nhiệm vụ mang theo, không thể bởi vì muốn bảo vệ một mình nàng mà chậm trễ hành động. Này cục rõ ràng đã không phải nàng cái này đám tiểu bối có thể tham dự chi cục, đến giống như hồng y chấp đạo chúa tể cái kia tồn tại đến tọa trấn mới được. Bởi vì mà đối với nhiều yêu yêu trở về, ngư tri ôn tuy là chẳng biết tại sao. Nhưng đoán một cái luôn có thể đoán được thánh đế quá cảnh nhiễu loạn nên tại hư không đảo bên trong bị thánh thần điện đường người trấn áp xuống dưới đi như thế nhiều yêu yêu trước đây quân một về tiếp xuống liền là đại quân đều rút về đến hòa bình mọi người đều tường an không sự tình cái gì chiến tổn đều không có đây là ngư tri ôn trong lòng nhất giản dị nhưng cũng biết là xa xỉ nhất nguyện vọng bất quá ngư tri ôn thật dài lông mi bỗng nhiên rung lên tinh đồng bên trong mịt mờ hiện lên một sợi thần sắc lo lắng Nhiêu yêu yêu hòa bình, đây có phải hay không mang ý nghĩa thánh nô một phương, không quá hòa bình. Cái kia, tên kia đâu? Nhiêu yêu yêu, mau tới gặp ta. Chính suy tư lúc, bên cạnh thân ngư lão đã là lên tiếng một hô. Thánh âm lay động phá khắp nơi, tráng kiện hữu lực, vô cùng rõ ràng truyền vào vân lôn dãy núi tất cả thí luyện giả trong tai. Nhiêu yêu yêu. Là nhiêu kiếm tiên. Thật sự là nhiêu kiếm tiên trở về. Thiên không thành bên trong chiến tranh kết thúc vừa rồi còn không có tứ đại bán thánh quá cảnh a nhanh như vậy cũng bị nhiêu tiên tử giải quyết lợi hại a không hổ là đệ nhất kiếm nữ không hổ là thất kiếm tiên ngươi sai chỉ nghe vừa rồi cái kia một tiếng kiếm ngân vang nhiêu kiếm tiên chuyến này tất có đột phá vậy có lẽ bây giờ nên xưng hô nàng là nhiêu kiếm thánh muôn người chú ý trong mong mà đợi sở hữu người đều mong mỏi nhiêu yêu yêu lóng lánh đăng tràng vì thiên không thành mang đến tai họa vẽ xuống một cái viên mãn câu nói nhưng không có nhiêu yêu yêu trầm mặt im ắng, chưa từng đáp lại ngư lão tiếng nói. Phong thánh về sau, ngược lại là lộ ra thập phần điệu thấp. Lúc này, theo sát vừa rồi một tiếng thê tuyệt kiếm ngâm về sau, không trung bỗng nhiên văng nước, đầy trời kiếm ý từ đó tiêu xạ mà ra, lại là kiếm. Còn có kiếm thánh. Không phải đâu, lần này sẽ là ai? Thiên không thành còn có vị thứ hai kiếm thánh sinh ra. Ta đếm xem a. À. Không đúng, không có khả năng a. À, Thất kiếm tiên phần lớn bậc vô âm tính ngoại trừ như tiên tử còn có ai lại bên trên thiên không thành. Đệ bác kiếm tiên. Quanh một tiếng nổ vang, vân lôn dãy núi phạm vi cao mấy vạn dặm không, như là mặt kính bình thường vỡ vụn. Đầy trời kiếm ý dăng khắp nơi, một vòng quanh một bộ rộng lớn bao la hùng vĩ kiếm đồ, cổ lão, xa xăm, cường đại. Rõ ràng lần này chi thế, so trước đó phiên, chỉ có hơn chứ không kém. Cái này kiếm đồ. Giờ phút này, vân lôn dãy núi thí luyện giả đã cảm thấy có điểm không đúng sao một bộ giặc cùng đường đang lẫn trốn, đại địch đang đuổi dấu hiệu. Nhưng nghĩ lại, cái này không khỏi cũng quá giật. Thất kiếm tiên một trong, đã phong thánh nhiêu yêu yêu, thành giặc cùng đường. Cái này không chọc cười đâu a. À. Kiếm đạo áo nghĩa trận đồ. Tỳ hưu sơn bên trên, trong ngực một thanh hung hãng màu đen kiếm bản rộng tô thiển thiển, suy nghĩ xuất thần nhìn qua không trung, một mặt trung động. Tiểu sư muội ngươi nhìn lầm đi, đây rõ ràng. Cố thanh tam đồng dạng sững sờ, nói xong nói xong, lộc cộc nuốt ngụm nước miếng. Tam sư huynh, nhưng nếu như không phải, nó lại là cái gì? Ta không nói không phải a. À. Cố thanh tam run run một cái, đây rõ ràng, rõ ràng liền là. Hai đại cổ kiếm tu đối thoại, một truyền mười, mười truyền trăm, phút chốc truyền đi tỳ hưu sơn đỉnh từ ban đám người mọi người đều biết. Ngay cả vốn muốn thoát ly vương thành thí luyện, cuối cùng bị từ ban bắt được bắt lấy nhốt tại trong lòng giam khương nhàn cũng biết đây là áo nghĩa lực. Bất quá, áo nghĩa lực lại như thế nào? Mấy người hạng dung dế, lại là không gặp qua chân chính bán thánh xuất thủ. Khương nhàn thân khốn lòng giam, đều là khuất nhục, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, nếu như tộc ta bán thánh Khương bố y xuất thủ, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát như vậy cái gọi là kiếm đạo áo nghĩa trận đồ. Kiếm đạo áo nghĩa thứ hai cảnh giới. Không tốt. Cùng vô tri Khương mổ hoàn toàn khác biệt, ngư lão là gặp qua kiếm đạo áo nghĩa trận đồ. Cổ kiếm tu áo nghĩa lực, cùng luyện linh sư có khác biệt lớn. Mang theo trận đồ xuất hiện, hẳn là nào đó một kiếm thuật thứ hai cảnh giới. Nhìn như vậy đến, thật là có người đang đuổi giết nhiêu yêu yêu. Thế nhưng là, làm sao có thể a? À? Làm sao có người dám? Trong lòng gợn sóng còn chưa hoàn toàn thả đi, nhưng nghe Cửu Thiên nương theo áo nghĩa trận đồ xoáy dương mà ra, tung bay tiếp theo một đạo không buồn không vui âm thanh, kiếm thuật có tên, tên Nhật Tâm. Tâm chi đạo không thần không Phật, coi trời bằng vung. Tâm kiếm thuật. Ngư lão con ngươi phóng đại, quay người lại, thánh lực lôi cuốn lấy Ngư Tri Ôn, trước đem đưa lui. Ngươi rời đi trước chiến trường. Ngư gia gia. Ngư Tri Ôn khẩn trương, đưa tay mong muốn phản kháng, lại không cách nào chống lại như vậy thánh lực. Nàng còn có lời không nói. Thanh âm này sở hữu người nghe tới cao cao tại thượng, phản phất thần minh. Nàng lại cảm giác vô cùng thân thiết, rõ ràng là từ tiểu thụ thanh âm cổ này hương vị mặc dù có cao lạnh sát ngoài ngụy trang, ngư tri ôn nghe xong liền ra. Từ tiểu thụ, đang đuổi giết nhiêu yêu yêu. Ở trong đó nhất định có gì đó cổ quái tồn tại, ta phải ở đây, có lẽ có thế. Thắng. Cửu thiên kiếm đạo áo nghĩa trận đồ sáng rõ thời điểm, ngư tri ôn đã là bị truyền đến vân lôn dãy núi biên giới vị trí. Nàng cắn răng một cái, trên thân thiên cơ ánh sao phun trào, một cước dẫm ra, ánh sao bám đuôi, lại đi bước vào chiến trường rơi hồng bay múa, Mai Hương đưa tới. Vừa mới vào trận, hư không đảo bên ngoài, kiếm đồ phía dưới, một điểm vô hình tàn niệm, đã là theo nhẹ nhàng hồng mai rơi xuống, bị ép bứt ra. Nhiều yêu yêu cũng không còn điều gì ẩn trốn. Nàng biết được giờ phút này muôn người chú ý, tự nhiên trong lòng xấu hổ đang xen, nửa điểm không dám lên tiếng. Nhưng từ tiểu thụ, lại một tơ một hào cơ hội đều không cho, đuổi theo ra đến cũng muốn chém nàng. Hắn làm sao có thể? hắn làm sao có thể tâm kiếm thuật thứ hai cảnh giới. Giờ phút này, lại xấu hổ lại giận, nhiều yêu yêu đã bất đắc dĩ tại vạn chúng nhìn chăm chú nhìn phía dưới, đem hết toàn lực hô lên như vậy sỉ nhục một tiếng, ngư lão cứu ta. Nàng không thể không hô. Nàng không hô, tinh nguyệt ca giả liền trắng hiến tế. Nàng không hô, mệnh thật muốn không có, mạng nhỏ vào đầu, nhiều yêu yêu rưng rưng buông xuống tự tôn. Có lẽ như vậy ngăn trở, mới có thể đúc liền càng cường đại hơn mình. Một tiếng này, hẳn như như yêu yêu suy nghĩ, coi là thật kêu toàn bộ vân lôn dãy núi tận lên ồn ào. Cái gì? Như yêu yêu tại hô cứu mạng. Ta Thiên, nàng không phải công thành lui thân, mà là không công mà lui bị người đuổi giết đi ra. Điều đó không có khả năng, đó là Thất kiếm tiên a, à, tuy nàng người phải là mạnh bao nhiêu. Tâm kiếm thuật. Ta nhớ được tâm kiếm thuật thứ hai cảnh giới, Thất kiếm tiên mai tị nhân hội, đây là tị nhân tiên sinh. Nhưng hắn âm thanh không có còn trẻ như vậy a. À. Rất quen thuộc tốt quen thuộc thanh âm tất cả chứng kiến qua vương thành đánh đêm người giờ phút này nghĩ đến đều là cảm nhận được thanh âm này quen thuộc đột nhiên trong đầu của bọn họ nhảy tóc vào một đạo cực kỳ không đứng đắn bóng dáng nhưng như vậy hoang đường bóng dáng cùng giờ phút này cao lạnh như cùng trên trời thần thanh âm sao có thể đánh đồng từ tiểu thụ im miệng ngươi đây là đang kinh nhờn mặc dù ta vậy nghĩ như vậy liền là hắn a Tuyệt đối không phải. Tiểu thú ca ca. Tỳ Hưu Sơn bên trên, quần tình xúc động phẫn nộ, lại bị Tô Thiển Thiển một đạo thất thần mỹ non âm thanh, hung hãn mà đè xuống. Từ Tiểu Thụ. Thật sự là hắn. Lần này, trong lòng biết vị này tán kiếm mộ mới truyền nhân cùng thánh nô Từ Tiểu Thụ quan hệ người, từng người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. A. À. Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Kê nhìn qua trời cao kiếm đồ, ngốc như con gà con. Bên hông một vị thân mang váy đỏ một tiểu công che miệng nhẹ cười, trong mắt lại khó nén kinh ngạc, tiểu ca ca, xem ra thật sự là hắn A. À. Oanh! Đã thành hình, nhưng chỉ có hé mở kiếm đạo áo nghĩa trận đồ từ không gian bên trong nhô ra lúc đến, tất cả người quan sát tinh thần vì đó nhoáng một cái, như là rơi vào vực sâu. Bọn hắn tiến vào một cái mơ hồ linh quốc, cái kia chẳng phải là cái gì, hết thảy đều vẫn còn hỗn độn chi thái. Ngư lão! Ngư lão! Nhiêu yêu yêu lúng cuốn! triệt để luống cuốn. Nàng cảm thấy mình đã bị khóa chặt, nếu là còn có kiếm mang theo, nhục thân theo tại, nàng có thể sử dụng sơn hải bằng mạnh mẽ chống đỡ một đợt. Nhưng linh hồn nàng sớm tại huyễn diệt nhất chỉ dưới vỡ nát, nhục thân tại thánh đế lực bên dưới tịch diệt. Một sợi tàn niệm, chỉ có thể chờ đợi cơ hờ kết, cái gì đều làm không được. Màu đen vết nứt không gian bên trong, hé mở kiếm đạo áo nghĩa trận đồ phía trên, rốt cục nhô ra đến một đạo ma khí quấn quanh, đen nhánh ngạo tuyệt hư ảo bóng dáng hắn cúi đầu nghiêng đầu, hơi ngậm hai mắt, sách ngược tàn khổ, đầu ngón tay vật qua thân kiếm, thân kiếm liền chân thực co rút, từng đóa hoa mai ở tại bên trên tung bay, lại từng đóa trôi qua. Kiếm ý, lại tại một tấc, một tấc đi lên trèo cao. So với người cao, cao hơn vân lôn, so thiên đều cao. Ngư tri ôm ngước mắt nhìn lại, tinh đồng rung lên, tâm vậy đi theo rung lên. Từ tiểu thụ. Còn đợi không nói chuyện, một giây sau, nàng vậy cảm giác mình rơi vào như vậy linh quốc bên trong, bên tai vang lên nhẹ nhàng chậm chạp, phiêu miếu thánh âm. Hỗn đạo ít cửu kiếm, hắn ta tôn tâm thuật. Không tưởng chút linh quốc, trăm vọng đều là bột. Trầm luân thể xác tinh thần đắng, hỗn tạp suy nghĩ không được quốc. Thánh âm đến tận đây, quanh một thanh âm vang lên. Trong hư không cơ hồ là phút chốc tránh thoát trói buộc, vậy là cái thứ nhất tranh đoạt trói buộc, là ngư lão. Hắn một mặt rung động, giống như là gặp quỷ, hoàn toàn không tin như vậy người trẻ tuổi, có thế chém ra như thế tịch tuyệt một kiếm. May mà nơi đây nhắm chuẩn như yêu yêu, hắn chỉ chịu dư ba, có thể tức khắc tránh thoát. Đổi lại là nhằm vào hắn, sợ là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, căn bản không kịp chống cự. Tiểu bối, sao dám? Ngư lão vung tay lên, cái động tác thứ nhất không phải trợ giúp như yêu yêu thoát khốn, mà là đem bảo bối chắc gái từ bể khổ trầm luân bên trong giải cứu ra. Sau đó, hắn mới là lắc mình biến hóa, hóa thành che trời côn bằng rủ xuống thiên hai cánh chấn động tránh về trời cao hình bóng từ tiểu thụ hoàn toàn giết đỏ cả mắt khí ý trèo đến đỉnh phong chỗ đó sẽ sợ như vậy côn bằng hắn một kiếm không động hai mắt vừa tỉnh oanh ngư lão chỉ cảm thấy tinh thần gặp phải đòn nghiêm trọng nhìn thấy không còn là một người trẻ tuổi mà là một cái chân đạp ma đế hắc long sau lưng mọc lên huyết thụ bảy cây thân oanh màu trắng biển lửa đỉnh đầu thanh ngục cuộn trên không có hai đầu cháy đen cánh tay cùng bạo cự nhân. Cái này là bực nào tồn tại? Ngư lão ngắn mũi hoảng hốt một cái chớp mắt. Nhưng như vậy cũng không thành thục ý tưởng có hoa không quả, từ tiểu thụ trong cơ thể lại không thánh đế lực, căn bản trấn không được hắn. Ngư lão cười lạnh một tiếng, lại muốn được trước. Liền lúc này, hắn lại xem gặp từ tiểu thụ trong đôi mắt, lật ra một quyển sách cổ, trang sách sàn sạc. Cổ tịch phía trên, ý tưởng hội tụ, rất nhanh hóa thành một cái ngạo nghễ lăng tại trên đó áo trắng kiếm khách, thân phối bốn kiếm, hút đầu liền là một tiếng quát tháo. Tên ta bác tôn am, muốn thử kiếm giả, có cơ hờ, tết vô sinh. Chỉ lần này một câu, từ tiểu thụ trống rỗng vô cùng tâm kiếm thuật ý tưởng thiên giải, chớp mắt bị vô tận lực lượng bổ sung, giống như thánh đế đích thân đến. Quanh một cái, ngư lão hóa thân côn bằng ở trên không vừa lão đảo loạn choạng suýt nữa rơi xuống. Liền là như vậy trì trệ chi thế, hắn lấy lại tinh thần lúc, hết thảy đều trễ. Nhiều yêu yêu đạo tâm cường đại, đồng dạng tại cái này không thành thục một kiếm bên trong lấy lại tinh thần, nhưng nàng chỉ còn thê lương thanh âm tại vân lôn dãy núi vang vọng, không. Cùng một thời gian, từ tiểu thụ ngâm xong một câu cuối cùng, tàn khổ hóa thành cao quan. Nhất niệm thần Phật khác biệt, nhất niệm bàn nhược vô. Như vậy một kiếm, bay lượn qua không, chém ngang thiên hà. Hôm nay, hắn từ tiểu thụ truy sát đến tận đây, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thắng im ắn vang, hóa về gần sóng. Hư không hoa rụng giới vẫn còn, một điểm tàn niệm, lại là nương theo cái kia phiêu miếu thánh âm đi xa vô hình, chỉ để lại một viên tinh thể ống ánh vô cùng bán thánh vị cách. Không có càng nhiều lực lượng chấn động. Vậy không sáng chói lộng lẫy tử vong. Giờ khắc này, vân lôn dãy núi người, lại đồng cảm đau thương. Ông! Âm thanh rung lên, tàn khổ cao trào qua đi, phóng xuất ra một đạo kiếm quang, mượn nhờ trảm thánh tên hoàn thành tấn thăng, thăng nhập tứ phẩm linh kiếm, nó chi tương lai, đã đều có thể. Từ tiểu thụ thu kiếm thu thế, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vừa dài tháng một tiếng. Nhiều đáng yêu, tạm biệt, không tiễn. Cái này, chính là thế nhân đối vô nhiêu đế cảnh nhiều nhất nhận biết. Tương truyền, vừa tiến vào phương thế giới này, có thể cảm nhận được trong trời đất nồng nặc nhất linh khí, thỉnh thoảng còn có vô chủ thánh lực phiêu giật mà qua, gột rửa thần hồn. Như ở đây cảnh bên trong xem đến linh vũ, người đương thời thường có thể đi vào ngộ đạo cảnh nhìn thấy thời của lực lượng một chút trọng đến gió thuộc tính năng lực một hai tu vi rất có tinh tiến bây giờ liền là tại như vậy trong mây tiên cảnh bên trong gió mát nhiều thảm thiết không khí nhiều thê tuyệt ngay cả vật qua liên miên thanh phong mây trôi đều có một chút khóc ý dường như đang vì ai mà buồn cùng thiên địa chung tình ô vô nhiều đế cảnh khắp nơi núi bác phương thần đình bên trong đột nhiên truyền ra một đạo rên rỉ thánh âm vang vọng một giới nghe tiếng người đều sinh buồn, lại là đồng dạng có thế ý thức được. đây là có thánh đế họ nhiêu huyết mạch bán thánh vẫn lạc tại bên ngoài, mới hội dẫn phát dị tượng. thế nhưng là họ nhiêu bán thánh, nếu như bên ngoài đi lại, thiên hạ loại nào người dám can đảm giết? trong lúc nhất thời, vô nhiêu đế cảnh lòng người bàn hoàng, lại lộ ra xúc động phẫn nộ, tràn đầy đều là mưa gió sắp đến gió đầy lâu cảm giác. khắp nơi trên núi mới ra u lâm, lại nhập đường mòn một tuấn tú phi phàm nam tử người khoác áo bào xanh ngực mở rộng chỉ lấy lam xanh ngọc đai lưng đem áo buộc vào bụng trước lộ ra đường cong rõ ràng phỉ cơ ngọc thịt bảo thể thánh màu lưu hà vô cùng thần dị hắn nghiêng tai lắng nghe một trận phút chốc lại đem trong lòng bi thương xóa đi hơi nhíu mày khẽ cười nói xin lỗi ta có lẽ là tới có chút không khéo bắt gặp ngươi tộc một chút không chịu nổi truyền ra ngoài nhà sự tình hắn thần thái cực kỳ buông lỏng như tại nhà mình đình viện tản bộ trong tay còn chuyển một căn không biết từ đâu bẻ tới màu xanh cành, tùy ý trong không khí phổi đi lấy, kéo ra suy suy phá tiếng gió. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tuấn tú nam tử trên thân đạo vận tự thành, thánh lực lưu chuyển, có khó nói lên lời đặc thù mị lực. Để nguyệt cung ly đại nhân chê cười, tại hạ cũng là không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện thế này, nếu không nhất định sẽ không mời đại nhân vào hôm nay leo núi. Bên hông một người cúi đầu lời nói, ánh mắt bên trong lại là còn có lưu rung động. Hắn là họ như người, phụ trách chuyên môn tiếp đón còn lại tứ đại thánh đế bí cảnh người bái phỏng. Lâu dài đối ngoại, nhiều bất khổ tự nhiên vậy hiểu hơn vừa rồi cái kia một tiếng thánh vẫn chi minh đại biểu cho cái gì. Theo hắn hiểu rõ, đương đại tại thánh thần đại lục bên trong họ nhiêu đi lại, ngoại trừ cái kia đã bị họ nhiêu xóa tên ngoại nhân bên ngoài, cũng chỉ có nhiêu yêu yêu. Nhiêu yêu yêu, tư chất ngút trời, hồng y chấp đạo chúa tể, thất kiếm tiên một trong. Trước đây bác phương thần đình bên trên, vừa mới truyền ra một tiếng phong thánh kiếm minh, Vậy đại biểu Nhiêu Yêu Yêu đã thành kiếm thánh. Thực lực như thế bạn thân, còn họ Nhiêu, bên ngoài là phát sinh đại sự cỡ nào, Nhiêu Yêu Yêu mới hội thánh vẫn. Ta đoán không sai, cơ hờ tết là Nhiêu Yêu Yêu đi, cô nương kia thiên tư bất phàm A, đáng tiếc. Được xưng là Nguyệt cung ly nam tử trọng mắt vừa đi vừa về nhất chuyển, liền nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi, Nhiêu bất khổ, vọng tắc thánh đế sẽ không để cho Nhiêu Yêu Yêu xảy ra chuyện, ngươi thành thật nói cho ta, vì sao A nàng sẽ vẫn lạc đâu. Thông hướng bát Phương thần đình đá xanh đường mòn bên trên, nhiều bất khổ bước chân dừng lại, vẫn như cũ trong mắt, thần sắc không động, lại là nghe được cái này Nguyệt thị tộc nhân không có ý tốt thăm dò. Hắn cười một tiếng, thổn thức lấy lắc đầu nói. Đối với một tiếng này thánh vẫn, ta cũng là cảm thấy vô cùng bi thống. Nhưng mọi thứ tổng có ngoài ý muốn, nhiều yêu yêu bên ngoài đi lại, so với nàng thiên tư cường giả tự nhiên cũng có, phong hiểm càng thêm. Vọng Tắc Thánh đế sẽ không vĩnh viễn nhìn chằm chằm nàng như là lúc ấy thập tôn tọa hàng ngũ, có không ít người liền có như vậy dũng khí, thực lực như vậy trảm thánh. Nguyệt Cung Ly nghe được ha ha cười to tiếng cười tại đá xanh đường mòn bên trên truyền đến xa xăm, trêu đến cách đó không xa một chút họ như tộc nhân lông mày nhíu chặt, mặt lộ bất mãn. Đây là thánh vẫn thời điểm, người nào như thế hung hăng ngang ngược, tại bác phương thần đình bên ngoài lên tiếng cười to. Cuối cùng, sướng rồi, Nguyệt Cung Ly mới kiềm chế ý cười, khóe môi nhếch lên, như yêu yêu sớm nên. Khụ khụ không nói cái này. Hắn lời nói xoay chuyển, không phải như vậy đi, nhiều bất khổ, ngươi không cần gạt ta ta, vọng tắc thánh đế nhất định xuất thủ. Vọng tắc thánh đế lâu dài bế quan, hắn xuất thủ hay không, không phải ta đám tiểu bối có thể vọng ý thăm dò chi. Nhiều bất khổ sắc mặt không động. Cũng không phải. Hư không đảo giáng lâm, ngũ đại thánh đế bí cảnh đều đang chăm chú. Nhiều bất khổ, ngươi không lừa được ta, vọng tắc thánh đế ý niệm hóa thân, đều leo lên hư không đảo. À, là thế này phải không? Tóc Mai có chút hoa râm hơi già nhiêu bất khổ ngẩn đầu lên, một chút kinh ngạc. Ngươi ngược lại là tốt rẻ giả. Nguyệt cung ly cười lắc đầu, trong lời nói nhiều một chút kinh hãi, lợi hại đâu, vọng tắc thánh đế xuất thủ đều thất bại, nhiêu yêu yêu còn có thể bị trảm. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, lão nhân gia ông ta tại trong trận này thụ đại thương, không có cách nào bận tâm nhiêu yêu yêu sinh mệnh an toàn. Ách, ý vị sâu xa nha. Nguyệt Cung Ly đại nhân tuyệt đối không thể vọng thăm dò thánh đế chi tâm. Nhiều bất khổ ngũ quan đều là rung động, biểu hiện ra lo sợ bất an. Ngươi nhìn, ta như vậy nghị luận, đều không có bị hạ xuống trừng phạt. Tuấn Tú Nam tử mở ra tay tại cười, trong mắt nhiều một chút giảo hoạt, như vậy, đây có phải hay không là đại biểu cho, ta có thể vào lúc này thừa dịp lửa đánh. Nguyệt Cung Ly Nhiều bất khổ nghe tiếng, ánh mắt lúc này lạnh xuống, chúng ta kính ngươi là khách quý, mới không quát mắng ngươi, chớ có để cho ta họ nhiêu đối ngươi. Ra tay với ta sao? Nguyệt cung ly chu mỏ một cái, hai tay ôm sau đầu, nửa người trên ngửa ra sau, không thèm để ý chút nào phối hợp hướng phía trước, vừa đi vừa nói. Không phải vợ vịt nữa a à nhiêu bất khổ, ngươi tâm tư gì ta nhìn không ra sao? Vọng tắc thánh đế mắt sáng xem xét liền là xảy ra chuyện A, à, hư không đảo bên trên bố cục thế nhưng là bác tôn am, hắn là ai vọng tắc thánh đế khả năng không chú ý, ngươi đến rõ ràng A. À? A, à, vì tên kia, chị ta hiện tại còn tại hàng mục bên trong giam giữ không thể đi ra đâu ta đối hắn nhưng là điều tr a lại điều tra nghiên cứu lại nghiên cứu xuất thủ là bác tôn am hư không đảo lại là hắn nửa cái hậu hoa viên vọng tắc thánh đế ý niệm phân thân không phải là bị chém a nói đến đây nguyệt cung ly che miệng kinh ngạc được mất âm thanh gọi to không thể nào không thể nào chẳng lẽ vọng tắc thánh đế ý niệm hóa thân không phải là bị trảm mà là bị thần ngục thanh thạch bắt được a chuyện kia có thể lớn chuyện đâu. Thần ngục thanh thạch năng lực ngươi ta rõ như ban ngày, bị bắt lại ý niệm hóa thân, đảo ngược thực hiện ảnh hưởng đến bản thể lời nói. Hoa! Nguyệt cung ly há to miệng, cơ hồ có thế nuốt vào cả một cái nắm đấm, tuyệt tú ngũ quan bị hắn như thế khoa trương biểu lộ chống phá thành mảnh nhỏ, hào hứng hừng hực nói. Nếu như thừa dịp cái này cơ hội, ta dẫn đầu nguyệt thị tộc nhân tiến đánh vô nhiêu đế cảnh, cướp đoạt các ngươi nơi đây thần vật một hai, lại bắt mấy cái nũng niệu nhiêu nguyệt cung ly như bất khổ từng chữ nói ra nộ khí trùng thiên nói đùa nói đùa ha ha nguyệt cung ly tay tại trước miệng một cái hai mắt cười hít thành công công trăng lưỡi liềm hồ ly mắt cười ha hả vỗ nhiêu bất khổ vị này tiểu thái hư bả vai chỉ vào bên hông hắn ngọc bội nói sáng lên phía trên đưa tin cho ngươi đâu để ta đoán một chút đoán chừng là muốn trao đổi nhiêu yêu yêu vẫn lạc sự tình cùng che miệng vọng tắc thánh đế thụ thương a Ngô, hẳn là muốn để ngươi lập tức đem ta đuổi đi, đến bác phương thần đình hội hợp. Hắc hắc, ta tới quá là thời điểm, ngươi nhanh tiếp A. À. Nhiều bất khổ hít một hơi thật sâu, giận mà không dám nói gì, chỉ khó khăn lắm lấy xuống bên hông ngọc bội. Cái này hồ ly nam, tính cách đơn giản cùng hắn tỷ như đúc một dạng. Một cái không nhìn quy củ, cùng thánh thần đại lục thấp kém chủng loại mến nhau tướng kết, còn vụn trộn sinh hạ huyết mạch hậu nhân. Một cái coi trời bằng vung, ỷ vào mình có thụ sủng ái, là tiếp theo đảm nhiệm hàng cung đế cảnh, người nối nghiệp một trong liền tùy ý làm bậy, liền thánh đế cũng dám trêu chọc. Thế nhưng, nhiều bất khổ có nỗi khổ không nói được. Nguyệt Bắc Hoa nhiêu đạo, vậy cũng là thật lâu trước đó thứ hạng. Mà lúc này kỳ, tại hủy diệt lệ gia về sau, liền đạo chi nhất tộc thực lực đều muốn hướng phía trước đẩy một chút. Hắn họ nhiêu thì càng đến khuất tại hậu vị, không nói đến đi đỏ sức từ xưa đến nay, một mực tại ngũ đại thánh đế thế gia bên trong xếp hạng thủ vị, thực lực vĩnh viễn không lùi nguyệt thị nhất tộc. Giọt. Đưa tin ngọc bài mới vừa tiếp thông, nhiều bất khổ thấy hoa mắt, phát hiện trên tay ngọc bài không thấy. Ngươi. Hắn trợn mắt chuyển mắt xem xét. Quả nhiên, nguyệt cung ly cái này coi trời bằng vung hồ ly tinh, đã nắm lấy ngọc bài chống đỡ tại bên tai, dựng thẳng nhọn tai nhọn, đến hơi ngưng thần đang nghe. Nhiều yêu yêu thánh vẫn, vọng tắc thánh đế thần niệm có biến thánh thần điện đường 10 người nghị sự đoàn hồng y chấp đạo chúa tể vị trí tạm thiếu, họ nhiêu nhất tộc đương đại đi lại lại đi thương thảo. Một nén nhang về sau, vô nhiêu đế cảnh đối ngoại phong bế. Tất cả người bác phương thần đình nghị sự, nghe hỏi tập trung, không được sai sót. Nguyệt cung ly nghe xong, biểu lộ lập tức đặc sắc. Hắn dịch chuyển khỏi ngọc bài, che miệng nới rộng ra môi, phát ra liên tiếp âm dương quái khí cút cút âm thanh, ghê gớm, ghê gớm. Ta vậy mà đoán đúng, vọng tắc thánh đế thụ thương. Nguyệt. Cung. Ly. Nhiêu bất khổ nắm đấm nắm chặt, ngươi đã chọc giận tới tộc ta. Trả lại cho ngươi. Nguyệt cung ly đầu lưỡi ế môi, trong mắt phát ra ánh sáng, thuần thục đem đưa tin ngọc bài nhét vào nhiêu bất khổ miệng bên trong, phi thân rời đi, bên cạnh đi vừa nói. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi giữ bí mật vọng tắc thánh đế thụ thương một chuyện. Liền nhiêu yêu yêu đều cứu không được, hắn thương đến thật nặng nha ngũ đại thánh đế bí cảnh ta đều sẽ không nói cho, bao quát chúng ta nguyệt thị tộc nhân. Nhiều bất khổ ngươi thay ta viết cái đảm bảo, ký ta tên liền thành, xảy ra chuyện tìm ngươi. Mặt khác, cái này phá thế giới ta đợi ngán, hồng y chấp đạo chúa tể vị trí ta tranh một chuyến, ta thế nhưng là bán thánh, thực lực đạt tiêu chuẩn đến lúc đó các ngươi họ nhiêu ném ta một phiếu là được. Yên tâm, đây không phải uy hế bờ, cũng không phải trao đổi, các ngươi tùy ý, bỏ phiếu phản đối cũng có thể. Ta đi trước tìm chị ta, bác tôn am tới cứu nàng ha ha ha. Tiểu tử này. Thật đúng là dám. Nhiều bất khổ nhìn qua dây lát kia hơi thở giảm đi bóng lưng, đem ngọc bài từ miệng bên trong rút ra, khí rung lạnh. Nguyệt cung ly. Gia hỏa này liền nên cùng Nguyệt cung nô bình thường, trực tiếp nhốt vào hắn hàng cung đế cảnh hàng ngục bên trong, quá kinh người. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tại Nguyệt thị nhất tộc bên trong, không có gì ngoài hắn cái kia cờ hờ, tết cũng không hối cải tỷ tỷ liền thừa gia hỏa này được sủng ái nhất. To như vậy vô nhiêu đế cảnh, chỉ cần vọng tắc thánh đế không ra, chỉ cần không giết người, hắn nguyệt cung ly phản thiên đều thành, bởi vì có nguyệt thị vì hắn chỗ dựa. Địa thế còn mạnh hơn người. Nhiều bất khổ chỉ có thế nén giận, nắm lấy ngọc bài chạy tới bác phương thần đình, trong lòng cực kỳ bi ai vô cùng. Liền biết gia hỏa này lên núi không có chuyện tốt, còn mượn danh nghĩa trước đây mời thăm tên, lấy chủ động người thân phận leo núi. Hóa ra đây là hàng cung đế cảnh phái tới điều TRK vọng tắt thánh đế thương thế hư thực. Lần này xong. Không ngừng tiếp xuống tài nguyên giao dịch bên trên, vô nhiêu đế cảnh muốn rơi hạ phong. Ngũ đại thánh đế thế gia đương đại bên ngoài đi lại cái này công việc béo bở, lệ thuộc vào vô nhiêu đế cảnh vị trí, cũng nên muốn cho hồ ly tinh này nảy ra đi. Đáng cờ hờ tết nguyệt cung ly. Vân lôn dãy núi. Một kiếm thu thế, hé mở kiếm đạo áo nghĩa trận đồ, từ trong cái khe không gian biến mất cái kia đạo cao ngạo ngạo tuyệt màu đen bóng dáng, giết người không ở lại, tàn ảnh tiêu nát, không ở nhân gian. Rơi mai đã trôi qua. Lệ thuộc vào nhiêu yêu yêu cái kia sợi không có chút nào phản kháng tàn niệm, càng là mai danh ẩn tích. Ô! Ngoại sự ngoại vật, đồng cảm bi thương. Mà từ sâu trong linh hồn vang lên cái kia âm thanh kiếm khóc âm thanh, làm cho sở hữu người hoàn toàn tỉnh ngộ, nhiêu yêu yêu, thánh vẫn. Không có làm lại từ đầu cơ hội, cơ hờ tất càng không phải là bán thánh hóa thân, ý niệm hóa thân hàng ngũ. Thật sự, vị này nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm nữ, Thất kiếm tiên, Hồng y chấp đạo chúa tể. Vẫn lạc. Không phải đâu, như tiên tử vẫn. Giết nàng người là từ tiểu thụ. Ta nhớ được từ tiểu thụ mới tiên thiên, hắn vương thành đánh đêm lúc liền cái này cảnh giới a. Tông sư. Người ta khi đó đều đột phá tông sư. Khắc vũ nhục ta thụ bảo. Ngươi cái này nói là tiếng người à, tông sư có thế trảm thánh. Lời này để cho người ta không phản bác được, tông sư xác thực không thể trảm thánh, liền vương tọa đều không được. Trảm thánh cơ sở, cho dù có thế vượt cấp chiến đấu, tối thiểu thái hư đỉnh phong A. À. Nhưng người ta nhiêu yêu yêu cũng là có thế vượt cấp mà chiến thiên tài A. À. Vừa rồi từ tiểu thụ bày ra lực lượng, lại hoàn toàn siêu việt tông sư. Một kiếm kia áo nghĩa lực, không nói vượt qua thánh cảnh, tối thiểu cũng là các đại tông môn lão già cấp bậc nhân vật sắp cơ hờ ít lúc toàn lực phản công mới có thể thi triển đi ra uy lực a vậy thì không phải là từ tiểu thụ các ngươi đều cử chỉ điên rồ tâm kiếm thuật như tài nghệ như thế đó là thất kiếm tiên mai tị nhân ta tận mắt nhìn thấy tị nhân tiên sinh tại thiên không thành phong thánh úc tận mắt nhìn thấy ngươi cái vương tọa đạo cảnh có thế từ thiên không thành còn sống trở về a à, ngươi xem thường ai đây ta chỉ thấy qua các ngươi đều sai, ta là nam vực người, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, trảm nhiêu yêu yêu, liền là thanh danh vang dội thánh nô thụ gia, hắn nhưng là thái hư đỉnh phong A. Nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, có nói đây là từ tiểu thụ bạo trồng, có nói đây là bán thánh quỷ thú phụ thể, có nói đây là thất kiếm tiên mai tị nhân phong thánh sau giả trang. Nhưng vô luận như thế nào, từ tiểu thụ cái này hình tượng kiếm trảm thất kiếm tiên nhiêu yêu yêu, đây không chỉ vạn người tận mắt nhìn thấy. Lần này, thánh nô tên, thánh nô từ tiểu thụ tên, đều xem như truyền ra. Tính cả tay hắn cầm trảm thánh chi không biết tên kiếm, đều nhiều một chút thần thoại ý vị. Có người nói màu đen hung kiếm chỉ có thể là hữu tứ kiếm, có người nói đó là ma kiếm vạn binh ma chủ, còn có người nói thiên tan linh cung lúc từ tiểu thụ liền có một thanh tùy thân bội kiếm cực kỳ phù hợp lúc ấy trảm như yêu yêu lúc biểu hiện ra ngoài hết thảy đặc tính, thậm chí còn có đảo ngược ngự kiếm thuật. Cái kia kiếm, tên là tàn khổ, chỉ là cửu phẩm. Cửu phẩm linh kiếm, kiếm trảm nhiêu yêu yêu, đây không thể nghi ngờ là thần thoại bên trong thần thoại, truyền thuyết bên trong truyền thuyết, mới có thể xuất hiện sự tình. Tàn khổ tàn khổ, giấu ba năm đắng, ra khỏi vỏ một kiếm tiên. Kiếm thần thiên kiếm thần thiên, 30 năm một đời, đời đời ra yêu tài. Đông vực bát tôn am, đông vực từ tiểu thụ. Chật chật, lão phu có dự cảm, thời đại mới muốn tới. Vô số tranh luận bên trong, đã trở lại linh gương chủ vị trước ngư tri ôm, thất thần mà lẩm bẩm, từ tiểu thụ là ngươi sao? Tại bên hông vẫn không có thể từ cái kia một quyển sách cổ bên trong cái kia bỗng nhiên xuất hiện bát tôn am bên trong lấy lại tinh thần ngư lão, nghe tiếng thân thể rung lên. Tiểu ngư, ngươi nói cái gì, người kia là ai? Từ tiểu thụ, ta nói cho ngươi qua. Từ tiểu thụ. Ngươi biết hắn? Hắn lớn bao nhiêu? Hắn cùng ta cùng tuổi. Ngư lão sửng sốt, nhìn qua hồn bay lên trời bảo bối chắc gái, sắc mặt biến đến cổ quái. Hắn chưa hề gặp qua hắn bảo bối chắc gái sẽ vì một ngoại nhân, tâm thần như thế thất thủ. Quế gãy thánh sơn bên trên nhiều thiên tài như vậy, ngư tri ôm xem qua mà quên, tất cả đều không để vào mắt, tự có nó ngạo. Cái kia từ tiểu thụ. Ngư lão trì trệ một cái, lúc này liền như yêu yêu người ngoài này tại hắn mặt bị trảm đều quên, trong đầu chỉ nhiều như thế một chút mới suy nghĩ. Cái kia từ tiểu thụ xác thực rất lợi hại, nhưng ngươi cái ánh mắt này, vẻ mặt này. Hai người các ngươi, lại là cái tình huống như thế nào. Thân hình. Những người này rõ ràng không phải thực thể, liền ngũ quan đều cực kỳ mơ hồ, nhưng thật ra là hội tụ các nơi thiên minh cao tầng một lần tuyến bên trên lâm thời tụ hội. Thiên minh, một cái thập phần lỏng lẻo tổ chức. Thiên minh nội bộ thành viên có bán thánh, Thái hư, chỉ tại đoàn kết bắt vực cường giả, chống cự bắt vực dị thứ nguyên không gian mở ra cùng phần ngoài thế lực xâm lấn, hội không định giờ tổ chức tụ hội. Nơi đây tụ hội chính là lâm thời triệu thành người cũng còn không có gom góp, người đề xuất cứ nói. Nhiêu yêu yêu thánh vẫn, từ tiểu thụ giết chi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho cùng biết một chút người thân hình càng thêm mơ hồ, rõ ràng là linh niệm có kịch liệt chấn động. Có người nửa người trên cắt ra rất lâu, qua đi mới một lần nửa nối liền. Không phải là bị người bổ, mà là kích động đến đứng lên đến. Nhiêu yêu yêu, thế nhưng là cái kia nhiêu. Từ tiểu thụ, thế nhưng là cái kia từ đều là như ngươi suy nghĩ thánh vẫn ngươi nói là như yêu yêu phong thánh đúng coi là thật không thể giả được t cái kia liền đáng sợ kiếm thánh trảm nàng lại là người trẻ tuổi đây là lại một cái bác tôn am không hắn có thể so sánh bác tôn am còn muốn mãnh liệt hải đường nhi ngươi là thánh nô người đi ngươi biết cái này từ tiểu thụ không phúc triệu lão ngươi cái này nhưng quá rõ ràng Hải Đường Nhi làm sao có thể trả lời đâu? Ta biết. A, à, Nhanh nói nghe một chút. Nhưng ta cảm thấy, hiện tại nên cân nhắc dưa điểm phổ huyền Khương thị thời gian, Thánh Nô đã xuất thủ, lưu cho chúng ta thiên minh ổn định không nhiều lắm. Ách, à, ngươi nói là... Khương Bố Y. Đúng, hắn cờ hờ kết, từ tiểu thụ vậy có tham dự. T. Nam vực tội thổ, tuất nguyệt hôi cung. Đây là một phương bao phủ tại màu xám trong sương mù tiểu thế giới, quy tắc cùng trật tự không giống với thánh thần đại lục, bốn phía hiển lộ ra hỗn loạn, không bình thường người lâu đợi lấy. Ở chỗ này, thế giới rất là hùng vĩ, có thể xưng kỳ cảnh. Có từ Nam Bắc Tây Đông Tứ phương mặt đất xuyên thấu mà ra thông thiên hoa râm sừng thú, tại trời cao lệch phương đông vị giao hội, bốn góc ở giữa, giam cầm lấy một viên to lớn ảm đạm, trăng sáng. Cái này, trăng sáng, cũng không tính lớn, dù là xem gần chừng trăm dặm khoảng cách, so với cả một cái thế giới mà nói, có thể nói là rất nhỏ rất nhỏ. Nó nhưng thật ra là một cái áp suất rất nhiều năm, từ vô số đời tuất nguyệt hôi cung thành viên cộng đồng chế tạo năng lượng hạch tâm, đảm nhiệm cái này không ánh sáng thế giới chiếu sáng công năng. Đương nhiên, khi tất yếu nó cũng có thể lấy dẫn bạo, để người xâm nhập vì vùng thế giới nhỏ này chung cùng. Tuất nguyệt, liền là viên này ảm đạm trăng sáng, tên, cũng là tất cả tuất nguyệt hôi cung thành viên trong suy nghĩ tính ngưỡng. Nó một ngày không diệt, tuất nguyệt hôi cung vĩnh tồn, thánh thần điện đường cũng không dám trắng trợn xâm phạm. Túc Nguyệt phía dưới, có cái này phương Túc Nguyệt thế giới ngọn núi cao nhất, Khôi Thiên Phong. Khôi Thiên Phong bên trên súc có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, chủ thể dàn giáo lấy kim vàng xương thú chế tạo, dùng nhiều ghép lại kỹ nghệ đắp lên, mảnh chỗ càng là trở lại như củ xương thú thuần thiên nhiên vận vị. Một câu khái quát, liền là lười nhát rèn luyện. Cung điện này tuyên chỉ càng là lớn mật, vừa vặn khảm tại đỉnh núi phía trên cái kia như là mở lớn bồn máu miệng đầu rồng bên trong, liền bị ngậm phía dưới là không có vật gì vách núi nguyên thủy cuồng giả bị điên cái này ba cái từ đủ để dùng để hình dung tòa này danh tiếng lẫy lừng tuất nguyệt hôi cung đáng nhắc tới là cái này đầu rồng vậy không phải khôi thiên phong tất cả không phải núi đá không phải thiên nhiên quỷ phủ thần công mà là đương đại tuất nguyệt hôi cung cung chủ giả dạ yến uống rượu mất khống chế về sau khởi xướng rượu điên ưng thuận hào ngôn lại trong đêm giết tiếng thất đoạn cấm long quật bên trong chém xuống chân long xương đầu. Trước lúc này, Tuất Nguyệt Hôi Cung tọa lạc tại Khôi Thiên Phong bên trên. Tại cái này về sau, Tuất Nguyệt Hôi Cung liền bị điêu tại đầu rồng bên trong. Đương nhiên, sau đó cái này cùng giả trong cung điện vậy liền có thêm một đầu lệnh cấm, không được uống rượu, người vi phạm tru. Từ bạch trụ cung chủ tự mình hạ lệnh, lại dẫn đầu áp dụng, tuyệt không phạm cấm. Nấc một cái rượu nấc, mùi rượu bốn phía. Trong đại điện, như là dạ minh châu tản ra nhàn nhạt đỏ sẫm ánh sáng chân long chi nhãn chiếu rọi xuống đang có một thân tư thế nở nang mỹ phụ đang nằm tại màu tím đen xương thú bảo tọa trên lan can một tay bầu rượu một tay chống đỡ má má đào diễm hồng như máu ánh mắt sóng chuyển như nước hắn dáng người cực kỳ nóng bỏng tại xương thú bảo tọa bên trên duỗi một lưng mỏi cao xiên váy dài liền che không được say rượu thất thố trong lúc lơ đãng lộ ra xuân sắc rượu này không biết uống mấy ngày mấy đêm cả sảnh đường đều là mùi rượu Lúc này ngay cả đại biểu Trang Nghiêm Ngọc Trâm đều đã không thấy tung tích, hơi cuộn nhạt mái tóc tím dài liền tùy ý như vậy khoác lên trên vai thơm, đã là bị rượu ướt nhẹp. Người, còn không, đến đông đủ. Nấc, sao? Xương thú bảo tọa bên trên, Mỹ phụ mượt mà hai chân vừa trùng điệp, cao cao khoác lên một bên khác trên lan can, một tiếng nói xong, ngửa đầu lại lộc cộc mấy ngụm. Quỳnh tương đẹp những liền như vậy từ hắn bên môi đỏ mọng tràn ra, trượt qua cái cổ trắng ngọc, thuận ẩm ướt tóc tụ hợp vào trước ngực trong hang sâu. Bẩm bạch trụ cung chủ, còn không? Bên hông một lưng còng lão nhi cúi đầu, nhìn không chớp mắt. Thế nhân đều coi là bạch trụ cung chủ là nam tính, chỉ có gặp qua chân thân, mới biết vị này mảnh nhân nhưng thật ra là thân nữ nhi. Hắn có rất nhiều không thể gây địa phương. Ví dụ như bị hắn phát hiện cung bên trong con cháu bên ngoài xưng hô hắn lạc nàng, còn trêu chọc hắn, nói hắn nói xấu. Ví dụ như uống rượu thời điếm, về sau ví dụ như mỗi tháng cũng không cố định nhưng tất có táo bạo thời gian. Trừ cái đó ra bạch trụ cung chủ là rất dễ nói chuyện, nắm giữ tốt quy luật đi hầu hạ hắn, sẽ không phải cơ hờ tết. Lưng còng lão nhi chờ một chút đợi đến bạch trụ cung chủ hẳn là có thế kịp phản ứng có thế bình thường đối thoại, mới cung kính lớn tiếng nói. Liền ô hạ, trường hằng, ba trăm mấy cái trưởng lão đến, còn lại không có tới. Bọn hắn đâu, bọn hắn đều không đến. Mỹ phụ liếc xéo mà đi, trong mắt chỉ gặp thủy quang, không thấy cảm xúc. Đúng. Một tiếng này dưới, đại điện nhất thời an tĩnh rất nhiều, ngay cả phía dưới chờ mấy vị đều trong lòng nhấc lên. Đột nhiên, bành một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp bạch trụ cung chủ cầm trong tay bình ngọc ầm ầm đập nát, giận đứng lên, vừa đem lật ngược ngọc thạch bàn. Cái kia phi không lật xoáy màu tím bàn chưa rơi xuống đất, bạch trụ cung chủ lại là bay ra một dính bông tuyết, chân trần một cước đạp mạnh mà đi. Bồng. Ngọc mảnh bay tứ phía, cả sảnh đường đều là sát ý bạch trụ cung chủ thân thể lay động một cái mới đứng vững quay đầu hừ lạnh nói tới không được vậy liền mẹ hắn đều không cần tới lão ô quy đem không người đến người tên nấc cùng vị trí từng cái báo đến lão tử cái này đi điểm giết bọn hắn bình thường chó cái nuôi rác rưởi dám xem thường lão tử được xưng lão ô quy lưng còng lão nhi đầu thấp hơn nửa điểm không dám nâng lên lớn tiếng nói bạch trụ cung chủ ngài thật sự là anh tuấn vĩ ngạn, khôi võ bất phàm A. Toàn bộ Nam vực đều tại ca tụng ngài công tích vĩ đại, bọn hắn đều phụng ngài là chân chính chúa cứu thế. Cái này chút vĩ đại, bạch trụ cung chủ ngài biết không? Cái gì, ngươi không nhớ rõ. Chúng ta mới là cho tới nhiêu yêu yêu thánh vẫn một chuyện A, ngài có thể tiếp tục nói. Bạch trụ cung chủ thân thể lão đảo hai lần, thuận thế liền ngã ngồi ở màu tím xương thú bảo tọa bên trên, hai má sinh hồng, cười lên. Hắc hắc, thật là thế này phải không? lão ô quy, ngươi lại đi sách một quyển, để bán nguyệt cư người cho lão tử thật tốt lan truyền một đợt chiến tích, liền lần trước long cuộc chiến dịch, nấc. Lão tử lần trước đi ra ngoài, đều không có nghe được có người truyền ta tại long cuộc một trận chiến huy hoàng A huy hoàng, mẹ hắn, bọn hắn, lấy tiền không làm việc, nên giết. Lão ô quy lớn gật đầu, đúng vậy A, à, nhiêu yêu yêu thật nên giết. Bạch trụ cung chủ ánh mắt nhiều một chút thần thái, giống như là hồn nhi trở về, một cái nắm chặt hai chân, phủ xuống cao xiên làng váy, ngồi nghiêm chỉnh trang trọng nghiêm túc nói đúng nói chính sự chiến phái người trước mặt kệ như yêu yêu thánh vẫn một chuyện ngươi điều tr a à, tốt là ai gây nên sao hắn lại đột nhiên liền nói chuyện đều ăn khớp lão ô quy thở dài một hơi chân thực bạch trụ cung chủ ngủ say dối trá bạch trụ cung chủ trở về cái này nhưng quá tốt rồi nghe nói là từ tiểu thụ gần nhất danh tiếng đang nổi vị kia thánh nô thụ gia bạch trụ cung chủ hỏi đúng hừ Bác Tôn Am người, không biết có hay không phản cốt, lão tử về sau có rảnh lại tự mình đi gặp gỡ hắn đi, Tiêu Đường Đường nói hắn có thể cân nhắc, nhưng có thể hay không đào tới còn hai chuyện. Bạch trụ cung chủ nhíu lại lông mày, khoát tay chặn lại sau lại nói, việc này trước tạm thời đè xuống không đề cập tới, phong tiêu sắc bên kia thế nào? Bạch vô âm tính. Hắn tại hư không đảo bên trên. Từ tiểu thụ có thể trảm nhiêu yêu yêu, xác nhận đạt được đại cơ duyên. Nhìn như vậy hắn nên cùng với phong tiêu sắc có đụng qua mặt mới đúng ở trên đảo đỉnh tim cũng liền mấy cái kia chờ phong tiêu sắc trở về hỏi lại hắn người này như thế nào a à? chỉ cần hắn có thể trở về lão ô quy cũng dám bắt đầu trêu đùa nói nhảm bạch trụ cung chủ đôi mắt đẹp quét ngang liếc mắt trừng mắt về phía cái này rùa đen khốn kiếp nhưng vậy không giận phản mà nhìn phía phía dưới một người ô hạ ai buồn bã đi tóm lại nhiêu yêu yêu cơ hờ tết rồi việc này cố nhiên đại khoái nhân tâm, nhưng ngươi là không có cách nào tự mình báo thù. Nhưng lão tử cho ngươi cam đoan. Bạch trụ cung chủ vỗ miêu tả sinh động bộ ngực, không hề cố kỵ sóng nước dập dần, động tác thô kệch đến như một cái khôi ngô mảnh hán, ăn nói mạnh mẽ nói, về sau có hành động, nhất định đem ngươi mang lên, hồng y ngươi tùy ý giết, giết mẹ hắn thống khoái. Tốt. Ô hạ nổi lòng không tốt, trầm mặt ít nói. Bạch trụ cung chủ vậy liền không cần phải nhiều lời nữa, vẫn nhìn phía dưới mấy người, ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Đám người này, thật nên thật tốt thu thập, cốt xấu lão tử cũng là bên ngoài cung chủ. Phong tiêu sắc không tại, đúng là liền người trẻ tuổi đều không phái làm đại biểu tham dự hội nghị, a à, Bạch trụ cung chủ trong đôi mắt đẹp nhiều sát cơ, bỗng nhiên ngực ưỡng một cái, lại ở một hơi rượu, trang nghiêm thần thái lập tức không còn. Hắc hắc, lão ô quy, ngươi nói cái kia từ tiểu thụ sinh mảnh như vậy, nhưng đẹp trai hay không? Đúng, Ngươi lại để cho Bán Nguyệt cư truyền một đợt lão tử truyền thuyết thôi. Bọn hắn tuyên truyền Bác Tôn Am. Nấc, như vậy ra sức, tuyên truyền lão tử, cùng hắn mẹ chen sữa giống như, chen một điểm ra một điểm, không chen còn không cho, thật chó cái nuôi. Còn có, còn có. Ngươi qua đây a, à, lui lại làm gì? A. À. Lão Ô Quy rất là sợ hãi, nhưng lại không thể không đi. Quả nhiên, Bạch trụ cung chủ lay lấy hắn, đột nhiên lại ưỡn ngực một cái, lại hơi ngửa đầu như là ổ bụng bên trong có cái gì đồ vật đi ngược dòng nước. Quẹ. Toàn nôn trên người hắn. Tây vực. Thâm sơn, rừng già, miếu cổ. Một không qua 11-12 tuổi tiểu sa di nắm lấy trường một côn, hấp tấp chạy vào trong miếu. Nhìn quanh một vòng, phát hiện không ai, hắn đối vật tượng cúi đầu, cái mông uống éo sau lại chạy ra ngoài, trường côn khẽ chống liền bay lên chùa miếu đỉnh. Phương trượng. Phương trượng. Bọn hắn nói nhiều yêu yêu thánh vẫn, Nhiêu yêu yêu là ai a, à, là khách hành hương sao? Tiểu Sa Di lo lắng nhìn qua mái công bên trên cái kia có lấy như cùng ăn chùa miếu trước sư tử đá bụng lớn Hữu Hỷ Phương Trượng, luôn luôn sợ hắn nhiều đi mấy bước liền hội dẫm phá phòng nói, rơi xuống viên tịch. Hữu Hỷ Phương Trượng rõ ràng đều mập như vậy, chính hắn một điểm đều không phát giác được sao? Vì sao a liền lão ưa thích ở chỗ này a cao, nguy hiểm như vậy địa phương đâu? Tiểu Sa Di cũng không dám hỏi. Hắn trước kia dùng vấn đề này hỏi qua những sư thúc khác nhóm, luôn luôn bị gõ sọ não, đánh đầu băng, đau lắm đây. Mở lấy bụng lớn, râu bạc trắng thiện mắt, trên gương mặt biểu đi ra thịt luôn làm cho hắn bày biện ra một bộ vui tươi hớn hở biểu lộ hữu hỷ phương trượng, dùng bàn tay lớn vuốt ve tiểu sa di đầu, hòa ái nói, biết, tiểu bất bi. Nhưng ngươi là không thể đi lên, bị giới luật đường sư thúc nhìn thấy, bọn hắn hội phạt ngươi đi gánh ba ngày nước, biết không? Không thương tổn không sợ, bất bi hiện tại đã có thể liền gánh mười ngày nước nặng. Tiểu sa di cổ lấy mình cánh tay bên trên tiểu cơ bắp. Người xuất gia không đánh lừa dối. Hữu hỷ phương trượng. Ta thế nhưng là không có gạt người. À, ngươi thật lợi hại như thế. Phương trượng không tin, ngươi đi gánh một cái cho phương trượng nhìn xem. Hừ. Đi thì đi. Tiểu sa di nhíu một cái cái mũi, kém chút liền nhảy xuống, rất nhanh kịp phản ứng phần này chứng minh cần dài đến thời gian 10 ngày. Hắn lại miết miệng tức giận nói, hữu hỷ phương trượng lại lừa gạt bất bi không buồn không vui hoa ngươi ha ha phương trượng liền như vậy vuốt ve đầu hắn nhìn xem mặt trời lặn phía tây nhìn xem hoàng hôn phương trượng phương trượng ngươi mỗi ngày đều đứng ở chỗ này nhìn cái gì nha tiểu sa di nghi ngờ xem mặt trời lặn mặt trời lặn cố nhiên là đẹp nhưng ti ti liên miên bất tận đồ vật có cái gì tốt nhìn đâu tiểu sa di ông cụ non chống nạnh như là trưởng bối tại phát biểu phương trượng vừa cười ấm áp nói ra ta dụng tâm xem mặt trời lặn ráng chiều thay ta nhìn hắn tâm ta mỗi ngày khác biệt ráng chiều mỗi ngày khác biệt hắn liền có muôn vàng biến hóa nếu như hắn lựa chọn quay đầu ráng chiều thay ta đón hắn về nhà hữu hỷ phương trượng hắn là ai a à? tiểu sa di không hiểu vào đầu cái này mới là đại nhân biết nói chuyện hoàn toàn nghe không hiểu chỉ nghe hiểu có cái hắn ngươi hữu oán sư thúc a à, là bất nhạc sư huynh sư phụ ta biết hắn hắn không phải ở bên ngoài trấn áp đại ma đầu sao? Là, hắn tại trấn áp một tôn rất lớn, cực kỳ lớn ma đầu, hắn sớm nên về nhà. Hữu hỉ phương trượng thịt cục cục, tràn đầy ý cười trên mặt không thấy ý cười, phản chiếu lấy ráng chiều viết đầy tang thương hai mắt, nhiều một chút hoàng hôn sầu đắng, hắn, sớm nên về nhà. Hữu oán sư thúc không thể trở về nhà à, hắn mệt mỏi liền có thể lấy tùy thời trở về nha. Tiểu sa di nghiêng đầu, rất nhanh bóp quyền, ta có thể thay hắn trấn áp đại ma đầu ta biến lợi hại. Hữu hỷ phương trượng sờ lấy hắn tráng, nhìn xem mặt trời rơi núi Tây, sắc trời hướng muộn, chỉ cười cười không nói lời nào. Tiểu sa di lại vào đầu, nhưng rất nhanh nghĩ đến ban đầu chủ đề, lo lắng hỏi. Bụng lớn phương trượng A, bọn hắn nói nhiều yêu yêu thánh vẫn hội có ảnh hưởng gì, vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sao? Trên sách nói, chúng ta rời đi bên ngoài rất xa A. Hội. Vậy cụ thể hội có ảnh hưởng gì đâu? Hữu hỷ phương trượng không có trả lời, mà là ngồi xổm xuống Tiểu sa di càng thêm lo lắng nhìn về phía sau lưng nơm nớp lo sợ mảnh ngói nhóm Nhưng chúng nó luôn luôn không có viên tịch Ngươi nhìn A à. Bụng lớn phương trượng ngồi xổm, Ông tiểu sa di chỉ hướng phương xa màu sắc rực rỡ dần dần nhạt bầu trời Nói mặt trời lặn về sau sẽ phát sinh cái gì đâu Sẽ phát sinh cái gì Tiểu sa di không hiểu Mặt trời lặn về sau thiên liền muốn thay đổi A à. Biến thành đen đơn giản như vậy vậy cái này đề ta hội bụng lớn phương trượng ngươi nhanh hỏi lại một lượt thật tốt tốt vậy ta hỏi ngươi mặt trời lặn về sau khi nào bình minh ách ta nói không phải vấn đề này vậy ngươi trả lời ta cái này phức tạp hơn vấn đề a ách vậy ta ngẫm lại đáp án là ngày mai ngày mai đúng ngày mai ha 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 tốt một cái ngày mai đó là cái tốt đáp án vậy ta hỏi lại ngươi từ trời tối đến bình minh ở giữa, chúng ta nên như thế nào độ qua đây? Đi ngủ. Cái kia không phải tốt, ngươi đang sợ cái gì, còn không đi ngủ cảm giác. Út, đi ngủ a. À. Ngủ một giấc, liền cái gì đều hội biến được không? Hữu Oán sư thúc vậy hội trở về sao? Hội. Gió chiều phật qua Hữu Hỷ Phương Trượng thật dài râu bạc trắng, hắn đột nhiên liền lộ ra già đi rất nhiều. Hắn nhìn qua phương xa màu đen bầu trời, mỉm cười vuốt râu nói. Nhân sinh như mộng Tỉnh tại say bên trong, ngày mai biến hóa rồi sẽ tới. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, dưới chân cự nhân quốc gia cùng thánh thần đại lục không gian kết nối vào. Nhiêu Yêu yêu trở ra đi, Từ Tiểu Thụ trở ra đi. Mọi người tự nhiên vậy đều có thể nghe đến bên ngoài vậy đến từ Nhiêu Yêu yêu vài tiếng, Ngư lão cứu ta. Cùng Từ Tiểu Thụ so như tử thần tuyên án lạnh nhạt vô cùng, nhất niệm thần Phật khác biệt, nhất niệm bàn nhược vô. Về sau cái kia một tiếng thánh vẫn rên rỉ càng là chính diện phản ứng ra từ tiểu thụ xuất kiếm sau kết quả. Nhiêu yêu yêu, bị hắn bàn nhược vô chém. Thánh vẫn. Sở hữu người trong lòng tồn lớn nghi hoặc, đều đến thánh thần đại lục, thánh đế thế gia nhiêu tộc không có người xuất thủ tiếp ứng nhiêu yêu yêu. Cái kia nhiêu yêu yêu trong miệng ngư lão gặp cái gì, không thể tại đã mất đi tứ đại thánh đế lực sau từ tiểu thụ trong tay bảo vệ nhiêu yêu yêu. Từ tiểu thụ lại vì sao có thế một khi ngộ đạo, triệu hồi ra thánh kiếp lấy thứ diện chi môn cắt đứt về sau, bước vào cổ kiếm tu ngọn núi cao nhất, khi triển ra lão sư hắn mới hội thứ hai cảnh giới bàn nhược vô. Quá nhiều, quá nhiều vấn đề. Từ tiểu thụ, hắn thậm chí chỉ là một cái thanh danh vang dội tiểu bối, có tài đức gì có thể làm được đây hết thảy. Tại hư không đảo trước, mọi người liền đem hắn cùng vũ linh tích đặt chung một chỗ, đều cảm thấy là kéo xuống linh bộ thủ tọa cái này một xưng hào cấp bậc. Bây giờ từ tiểu thụ rút kiếm trảm thánh, không quản quá trình như thế nào, kết quả như thế, hắn liền là hoàn thành vượt thời đại hành động vĩ đại. Hắn thành tựu, nghĩ kỹ lại, đã hoàn toàn siêu việt ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên, bát tôn am. Thời đại, phải đổi. Nhìn qua cái kia đạo từ trên cao đạp đến, khí tức cùng khí thế lại tại một chút xíu sụt đi màu đen bóng dáng, rất nhiều trong mong người trong lòng phát ra như vậy suy nghĩ. Lấy từ tiểu thụ cầm đầu, sống sau đè sống trước lại một thời đại, lại muốn tới. Lần trước là thập tôn tọa, lần này lấy từ tiểu thụ trảm thánh làm hiệu, trước thời hạn quá nhiều, hoàn toàn không cho hắn cùng thế hệ lưu thời gian. Quỷ nước nhìn xem đi lại tập tỉnh từ tiểu thụ trở về, như là thấy được một đầu ngủ say cự thú đang thức tỉnh. Thời khắc cuối cùng, nhưng thật ra là hắn thả đi nhiêu yêu yêu. Thả hổ về rừng. Núi này, vẫn phải là vân lôn núi. Quỷ nước là không rõ ràng lắm bác tôn am chân thực tâm tư, nhưng cũng có thể phỏng đoán một hai. Nếu như từ tiểu thụ cuối cùng sinh lòng lui niệm không truy, nhiều yêu yêu còn sẽ cơ hờ kết, sẽ cơ hờ kết tại hắn thứ diện chi môn lực lượng dưới, về sau nhân quả từ hắn quỷ nước một mình gánh chịu, cái này là trong kế hoạch sự tình, kết cục sẽ không thay đổi. Nếu như từ tiểu thụ lựa chọn truy, cũng chính là lập tức phát triển, quỷ nước vậy thả từ tiểu thụ ra ngoài, để hắn tại vân lôn nhất chiến thành danh. Cổ kiếm tu con đường, tu hành phương thức dù sao cùng luyện linh sư có chỗ khác biệt. Xem như nửa cái bát công am truyền nhân từ tiểu thụ, đồng dạng cần phải tiếp nhận danh khí tẩm bổ. Đây chính là vì gì Nam vực bán nguyệt cư tại từ tiểu thụ lên đảo trước sau, đã ở rộng truyền thánh nô thụ gia tên nguyên nhân. Quỷ nước cử động lần này liền là trợ giúp cuối cùng một tay. Đương nhiên, trảm nhiêu về sau nhân quả, từ tiểu thụ có thể hay không chịu được, liền xem bản thân hắn bản sự. Cái này chút, quỷ nước đã là không quan tâm lắm. Hắn nhiệm vụ đã kết thúc, công thành lui thân về sau, nên cân nhắc cái này chút là bác tôn am cách đó không xa, đồng dạng biết được thắng bại đã điểm, dừng lại chiến tranh chi tâm đạo khung thương, giờ phút này nhìn về phía cái kia đạo tuổi nhỏ bóng dáng lúc, cũng là thần sắc có chút phức tạp. Hắn thua. Thua triệt để. Liền muốn tại như vậy có thể đoán được bại cục bên trong, bồi dưỡng được một cái có thể chịu được sử dụng sau này tốt quân cờ kế hoạch, đều bị từ tiểu thụ cường thế vỡ nát. Quả nhiên, hư không đảo lớn nhất biến số, liền sẽ chỉ là người trẻ tuổi này, không còn cái khác cái kia lúc ấy hắn đạo không thương tại quế gãy thánh sơn bên trên không thể tính ra đến biến hóa thật làm cho cho hắn đầy bàn đều thua liền vất một hơi vì tiếp xuống bố cục sớm vãn hồi một chút đều không được hậu sinh khả úy a à. đạo không thương nghẹn ngào cười trong ánh mắt nhiều vẻ tưởng nhớ nhớ lại thủa thiếu thời cùng các lộ thiên kiêu giao phong lúc mới có gợn sóng tâm cảnh rất nhanh hắn bình phục lại cảm xúc trên mặt lại không bao lớn chấn động thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là không thể tiếp nhận thất bại Tại trong mắt thế nhân, thánh thần điện đường này cục triệt để kết thúc, vậy hoàn toàn bại. Ở trong mắt đạo không thương, đây chỉ là kết quả xấu nhất, nhưng hết thảy sớm đã đoán trước đạt được. Cái này từ hắn tại quế gãy thánh sơn bên trên không có lựa chọn chính mình ra tay, mà là toàn quyền giao cho nhan vô sắc đi xử lý hư không đảo một ván lúc, đã có thể thấy được lốn đốn. Lúc kia, hắn đạo không thương bên trên, cuối cùng hắn không thể nói trước cũng phải vẫn, thậm chí bản thể nhận liên lụy. Về phần hiện tại kết cục là cơ hờ tết một cái, cơ hờ tết hai cái, vẫn là cơ hờ tết sạch. Tới đây mục đích, nghĩ những thứ này kỳ thật đã mất cái gì cái gọi là. Từ đầu đến cuối, nơi này liền không phải mình chiến trường, mà là quân địch muốn đoạt hậu hoa viên. Như vậy, như thế nào lợi dụng cái này chút tử vong phát huy ra nhiệt lượng thừa, mới thật sự là chính đương sự nên cân nhắc sự tình. Giờ khắc này đạo không thương tâm là lạnh, máu cũng là lạnh, hắn sớm thành thói quen dạng này mình hắn thậm chí có thế tỉnh táo suy tính ra, tiếp xuống đơn giản hai cái phát triển. Hoặc là, lúc này quế gãy thánh sơn bên trên ngồi không ăn bám người, thậm chí ngũ đại thánh đế thế gia, đều bị như thế rung động tình báo chỗ bừng tỉnh, thánh thần điện đường một phương lực lượng có thế tại hắn lãnh đạo dưới một lần nữa bệnh thành một sợi dây thừng, dùng đến đối kháng thánh nô. Hoặc là, hắn đạo không thương tự nhận lỗi từ chức, nhưng vậy sẽ không cờ hờ tết, chỉ hội đem tiếp xuống cục diện rối rắm dao cho chính bọn hắn đi xử lý, thuận tiện lấy đem thiên hạ tất cả ánh mắt tập trung nhìn chăm chú đưa ra ngoài cũng liền có thế thuận thế tiếp tục mình nghiên cứu hai loại phát triển đạo không thương đều có thể tiếp nhận đều không lỗ cho nên đối với nhiêu yêu yêu không thể trở thành hắn sắc bén nhất thanh kiếm kia đạo không thương cảm thấy thập phần tiếc nuối nhưng cũng liền chỉ thế thôi hắn không phải cái hội lưu luyến qua lại người so với khối này họ như mài kiếm thạch sớm mài ra từ tiểu thụ cái này thanh kinh thế danh kiếm Đạo Khung Thương cảm thấy Nhiêu Yêu Yêu xem như cơ hờ Tết có ý nghĩa. Một cái chỉ trị giá 8 điểm quân cờ, quá mức hoàn thành nàng sứ mệnh. Sao Sơn Chấn Hổ đánh thức quế gãy Thánh Sơn, phá vỡ ngũ Đại Thánh Đế Thế Gia Cân Bằng, sớm bước ra bát tôn am ác chủ bài, càng đêm còn chưa thành thục từ tiểu thụ đặt nơi đầu sóng ngọn gió bị vạn chúng chú ý. Nhiêu Yêu Yêu đã cơ hờ Tết quá đáng giá. Mất đi Thánh Đế Lực, một đêm ngã về vương tọa đạo cảnh từ tiểu thụ, phải dùng bao nhiêu thời gian khôi phục lại chân chính với tới bán thánh cảnh giới đạo không thương không biết nhưng hắn biết tiểu tử này giả tâm sau bác tôn am còn lớn hơn nắm giữ năng lực cũng nhiều hơn đạo cơ kiên cố thì đại biểu cho càng khó giảm tại hắn trưởng thành phát dục trong khoảng thời gian này dù là quá trình hội rất ngắn hắn thừa nhận được nhiều như vậy ánh mắt trong đó bao quát thánh đế nhìn chăm chú sao nâng dết là dết người nhất vô hình phương thức từ tiểu thủ kết thúc hư không đảo về sau liền nên bị thế nhân khung đến trên lửa đi nướng là thành heo sữa quay vẫn là vàng thật không sợ lửa, đạo khung thương rửa mắt lấy đợi. Vị này trong thời gian ngắn tính xong hết thảy lợi hại đạo điện chủ, rất nhanh đưa mắt nhìn sang một bên khác, thấy được bị thanh tỉnh trở về mai tị nhân mang vào trong cuộc chiến Bác Tôn Am. Hắn tin tưởng, trước mắt từ tiểu thụ còn nghĩ không ra nhiều như vậy đến tiếp sau, nhưng Bác Tôn Am có thể nghĩ ra được. Cho nên nói người này là thật cuồng, dám tin tưởng từ tiểu thụ như vậy hành động, còn có thể nơi đầu sóng ngọn gió bên trong thành công vết ra một con đường sống tử sinh thành bại, tận trong tương lai. Như vậy, từ tiểu thụ, ngươi sẽ như thế nào phát triển? Liệu sẽ đi đến ta vì ngươi an bài đường, cũng vì ta sử dụng đâu? Đạo không thương trong mắt, mệt mờ nhiều một chút mong đợi. Mệt mỏi quá. Đến đỉnh, không chịu nổi. Từ trong cái khe không gian trở về, từ tiểu thụ một thân lực lượng như thủy triều xuống chi thủy, cấp tốc chảy tới. Hắn suy yếu đến tinh thần nhoáng một cái, suýt nữa ngất đi, đúng là giữa trời vừa lão đảo loạn choạn. Từ tiểu thụ. Hương gió phất mặt, một đầu tóc bạc lệ tịch nhi lách mình đến đây, đỡ kịch chiến qua đi cúi xuống bất lực từ tiểu thụ. Dựa vào một cái. Từ tiểu thụ hai mắt cuối. toàn thân vỡ ra, cơ hồ muốn ngã rơi không trung, nghiêng đầu liền nằm ở tiểu sư muội mềm mại trong ngực, khó được an tâm. Tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước. Thấy thế lệ tịch nhi trong mắt cũng không khỏi hiện lên một sợi đau lòng. Khó có thể tưởng tượng, nàng tiếp nhận đơn nhất thánh đế lực đều cảm giác đau khổ khó nhịn, từ tiểu thụ với tư cách tứ thần trụ trung tâm, cùng nhận tứ đại thánh đế lực, sẽ có như thế nào thống khổ. Càng đừng đề cập tại cái này về sau, hắn còn nâng kiệt lực thân, vượt qua không gian toái lưu, tế ra một kiếm bàn nhược vô. Gia hỏa này trước kia rõ ràng một bộ như thế nào tiêu hao đều sẽ không thâm hụt thân thể, hắn cường tráng vô cùng đến như cùng một đầu tinh lực vô hạn quỳ ngưu. Bây giờ bộ dáng này, giống như là toàn thân tinh huyết đều bị người hút khô lệ tịch nhi biết cổ kiếm thuật thứ hai cảnh giới tuyệt đối không có tốt như vậy ra từ tiểu thụ không biết từ chỗ nào mượn tới như thế một hơi nhưng một kiếm kia về sau hắn sợ là tinh khí thần đều theo bàn nhược vô triệt để xói mòn loại này tại đạo cơ phương diện tổn thương từ tiểu thụ thật có thể khôi phục lại sao hắn vẫn là quá miễn cưỡng mình rõ ràng không cần vì bác tôn am làm đến như thế lệ tịch nhi chẳng biết tại sao tâm đều nắm chặt lên mặt mày khóa chặt rất nhanh kịp phản ứng là nhận lấy một tử tịch ảnh hưởng. Thần ma đồng nhất chuyển, nàng thần sắc khôi phục lạnh nhạt, đem từ tiểu thụ ôm ngang, đem trên người hắn còn sót lại ma khí toàn diện thôn vệ. Hô! Một thân sinh mệnh tinh khí nhàn nhạt tản mát mà ra, bị từ tiểu thụ bị động hút vào. Cái này không những không ảnh hưởng lệ tịch nhi tự thân trạng thái, ngược lại làm cho nàng càng lộ vẻ thành thục băng diễm. Chí sinh ma thể, liền là không giây phút nào đều tại thôn vệ sinh mệnh lực ấu hóa, tràn ra càng nhiều, nàng liền có thể khôi phục càng nhiều bản thân cùng lực lượng từ tiểu thụ nơi xa tiếu không động nhìn thấy từ tiểu thụ suy yếu như vậy liền bản thân đều nhanh giữ không được vô ý thức mong muốn tiến lên chu nhất viên kéo hắn lại ngươi muốn làm gì ngươi lại làm gì kéo ta tiếu không động ngoái nhìn trừng mắt liếc hắn một cái gia hỏa này không có chút nào quan tâm sao hai bọn họ tại nguyên phủ thế giới bên trong đã hoàn thành nhiều lần người chung phòng bệnh giao lưu xem như nữa có quen hay không bằng hữu quan hệ ngươi lại lại tại sao phải đi qua ta quan tâm a à. từ tiểu thụ đều coi như ta nửa cái tiểu sư đệ đến phiên ngươi quan tâm à ngươi bây giờ đi lên liền cực kỳ đột ngột chu nhất viên nâng tráng ta chỗ đó đột ngột ngươi chỗ đó không đột ngột chu nhất viên đem tiếu không động cái này chỉ sẽ làm khung không có điểm nhãn lực độc đáo dễ thấy bao túng trở về mịt mờ chỉ tới khóe môi kém chút không có liệt đến huyệt thái dương đi ngươi nhìn hai người bọn họ nhiều hài hòa tiếu không động thuận đầu ngón tay hắn nhìn lại. Vỡ vụn phế tích bên trên không, một đầu theo gió tung bay cô gái tóc bạc thân mang cùng thước tha tư thái không hợp nhau màu xanh lá váy ngắn, trong ngực ôm là y như là chim non nép vào người đại ma vương từ tiểu thụ. Hình tượng này thấy thế nào hai người đều có quá dị điểm, kết hợp với nhau sau nhưng lại thập phần đẹp mắt. Chủ thứ tự như là điên đảo chút, nhưng vậy không ảnh hưởng toàn cục. Lệ tịch nhi dung mạo đương nhiên không cần nhiều lời, côi má lúng đồng tiền như họa, tiên tư nhu tình ngậm từ chưa nôn, khí như u lan. Dù là nó trên gương mặt tàn có các bụi, vẫn như cũ không thể che lấp cái kia lành lạnh yêu mị chi khí tư chất, phản thêm một chút tiên tử rơi xuống phàm trần khói lửa nhân gian khí, càng lộ vẻ tồn tại cùng chân thực. Từ tiểu thụ cho dù lại suy yếu, tướng mạo cùng bảo thể đều ảm đạm vô quan, cũng là tại nhiều lần cường tráng, cường hóa dưới, sớm trở nên tuấn tú phi phàm. Trước kia hắn thời khắc che dung mạo, còn có ẩn nấp bản thân, liền sợ kinh người, cho nên ngoại nhân rất khó phát giác. Hiện nay kiệt lực về sau, cái kia Trương Anh võ bên trong không dưới yếu ớt, cường ngạnh bên trong không khỏi yếu thái mặt liền lộ ra, như vẽ lên công tử, tập võ nhiều bệnh, thực là sống đến yêu kiều. Đáng nhìn dây một cái dời, hắn cái kia sau khi chiến đấu vỡ tan áo bào dưới lộ ra cường tráng hai tay, cùng trên bụng như bị thiên tiên được chế tạo qua cân xứng cổ đồng cơ bắp, đều chứng minh hắn trước đây một trận chiến, dựa vào là mình lực lượng, không phải là hư ảo. Tiếu không động nhìn xem nhìn xem, một chút đã hiểu. Cái này không phải liền là khi còn bé gặp qua, lão sư cùng sư nương tổ hợp sao? Thế giới tiêu điểm giờ khắc này tự hồ như ngừng lại đôi này trai tài gái sắc ôm công chúa tổ hợp trên thân, thật lâu không người lên tiếng. Đối với từ tiểu thụ chiến lực, khen không thể khen, tháng không thể tháng, mọi người chú ý lực vậy liền bắt đầu phát sinh di chuyển. TA, nguyên lai like từ tiểu thụ như thế tráng. Hắn mặc quần áo thời điểm lão nương là thật nhìn không ra a. À cái này cơ bắp đường công không khỏi cũng quá. T. Chịu không được, thật chịu không được. Cô gái tóc bạc kia là ai? Như thế dung nhan, đơn giản kinh thế hải tục, nàng nên bên trên tuyệt sắc bản A. Là, như thế nhân gian tuyệt sắc, vì sao trước đây chưa hề gặp qua? Từ tiểu thụ bên người nào có như vậy nữ tử? Ta nhớ được hắn chỉ có một cái đần độn sư muội gọi cái gì tới? Cố gắng chính là nàng. Nữ lớn 18 biến, cái kia biến hóa này không khỏi quá khoa trương các ngươi nhìn nàng tóc bạc ánh mắt của nàng quá đẹp ta chưa hề gặp qua xinh đẹp như vậy hai mắt một đen một trắng quỷ dị bên trong lộ ra cường đại thần bí bên trong hiển lộ rõ ràng cao quý đây là cái gì mắt lệ gia đồng tử a đây không phải là mỹ lệ đó là tội ác bắt đầu lý phú quý thật sâu thở dài khí số ít biết được lệ gia đồng tử qua lại đi theo thần sắc dị động đối cô gái tóc bạc này thân thế nhiều một chút đáng thương. Nhưng đồng dạng, như vậy qua lại, như vậy dung nhan, phối hợp hiện tại như vậy ra sân, tăng thêm khí tức thần bí. Vô số trong lòng người im dấu lấy lập tức sau khi chiến đấu cảnh này, đẹp đẽ như họa. Cạch, cạch, cạch. Trầm ổn, an tâm tiếng bước chân, tại phế tích về sau truyền đến. Có người nghe tiếng chuyển mắt, trông thấy là một mặt suy yếu thái độ, trên mặt nhưng lại có hạnh phúc vẻ kiêu ngạo mai tị nhân, tại cùng dao động nó phiến mặt quạt bên trên vài cái chữ to nổi bật, miêu tả sinh động. Trẻ con là dễ dạy. Sở hữu người lúc này mới nghĩ đến từ tiểu thụ tựa như là mai tỷ nhân học sinh. Như vậy học sinh tại trước mặt lão sư phục thắt ra hắn kinh thế một kiếm, làm lão sư, nên đến cỡ nào tự hào. Nhưng suy nghĩ chưa định, từ mai tỷ nhân sau lưng vượt qua, đi vào trong tầm mắt mọi người nam tử kia, mới chính thức làm cho bên trong chiến trường tất cả ghé mắt người trong lòng nhất lên sóng to gió lớn. Cái cổ có sẹo tay vẻn vẹn tám ngón tay. Bác Tôn Am Cái này lúc trước Linh Gương trong tấm hình tại phía xa rừng kỳ tích bên ngoài, từng bước một không nhanh không chậm tiến lên người, rốt cục chạy tới trong chiến trường đến. Hắn chỉ tại phía sau, cái gì cũng không làm, đại cục hướng về hắn nghiêng đổ, thánh thần điện đường trụ trời bị trảm ngược lại. Bây giờ hắn bước vào nơi này, chỉ cần lại đối mặt cái cuối cùng người. Hắn đối thủ cũ, đạo không thương. Cho nên, còn sẽ có lo lắng sao? Chân trời, Đạo Không Thương chuyển mắt trông lại, ở trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên, lớn tiếng dọa người, Bác Tôn Am nói thật, ta rất không quen ngươi như vậy lặng yên không một tiếng động vào sân. Như nếu là lúc trước ngươi, hiện tại nên sóng gió ngập trời, nên có kinh thiên kiếm minh, tập ngàn vạn nhìn chăm chú vào một thân về sau, ngươi mới kinh diễm biểu diễn. Ngươi, chung quy là già. Vậy học được tại phía sau màn tính toán người khác, thành ngươi ghét nhất dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắc. Cùng ta một dạng, sở hữu người nghe được giật mình đạo không thương vậy mà tự hạ mình liền vì tổn hại bác tôn am một lời đây chính là đối thủ cũ sao ánh mắt rơi xuống cái kia sắc mặt đột nhiên xác thực thật, thật nhiều một chút nghèo túng nhan sắc bác tôn am trên thân đám người âm thầm thần thương giống như đạo không thương nói cũng là đúng để bác kiếm tiên cái này chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết nhân vật thật già nhưng lúc này bác tôn am lên tiếng cười to hắn tại mọi người trong kinh ngạc tại phế tích bên trên một bước tiến lên trước tràn ra đầy đất bụi đất, cao giọng ngâm nói. Đại mộng nhẹ nhàng vui vẻ lúc, ta từ trên trời đến, không muốn gây phàm tục, nửa giới nên hoa nở. Nay vừa mộng tỉnh về sau, ta từ bụi bặm đến, biến thành trích tiên nhân, sao không tiêu giao quá thay. Một trận, bác tôn am ngửa ngắm viễn không, cười như không cười. Đạo không thương, ngươi như thế hoài cựu, còn sống tại quá khứ. Đám người một cái thoải mái, phản phất thấy được năm đó hăng hái, bại tận thiên hạ đệ bác kiếm tiên, cũng có thể trông thấy bây giờ nghèo túng, nhưng như cũ dương dương tự đắc bác tôn am. Nhưng không quản là ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên, trên trời tiên, hoặc là trở về vẫn là hậu thiên luyện linh trích tiên nhân. Từ câu kia, sao không tiêu giao quá thay, có thể nhìn thấy nó tâm cảnh liền chưa từng gợn sóng qua. Thành công cùng thất bại, tự hồ trong mắt hắn không có gì hơn đều là một loại nhân sinh trải nghiệm, đều có thể đến vui. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Loại này coi nhẹ cùng siêu thoát cảnh giới, làm cho người kinh ngạc kiếm đạo luyện linh đạo thậm chí đại đạo ba ngàn người tu đạo hoặc cần thiên phú hoặc cần nghị lực hoặc cần cơ duyên nhưng vô luận như thế nào tâm nhất không thể thiếu biến thành trích tiên nhân sao không tiêu dao quá thay rất nhiều luyện linh sư lẩm bẩm niệm này câu xem như mơ hồ rõ ràng vì sao bác tôn am sẽ là bác tôn am có thể trở thành bác tôn am mà mình chỉ có thể tự thẹn không bằng có được như thế đạo tâm người dù là chỉ dùng ba điểm thiên phú, ba điểm cố gắng, lại há hội không thể thành sự. Đây chính là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Cho dù hắn bác tôn am không tu kiếm, cũng sẽ ở một đoạn thời khắc, tại cái khác đường một lần là xong A. Sao không tiêu dao quá thay, sao không tiêu dao quá thay? Hư không bên trên, ở trên cao nhìn xuống đạo không thương bị một lời ngăn chặn, lại bản thân đều muốn vỗ tay tán dương. Hắn là thật không nghĩ tới mình minh biếm tối phúng mấy câu, Bác Tôn Am dùng bực này phương thức tùy tiện hóa giải cùng phản kích. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng. Cũng là gia hỏa này như thế nào giống người thường, có thể vì ngoại nhân đôi câu vài lời mà tâm cảnh có chỗ chấn động. Không giống với nhiều yêu yêu cảm xúc bên ngoài hóa, từ tiểu thụ coi được giảng được, Bác Tôn Am cho dù hiện nay nhìn xem lại nghèo túng, thực chất bên trong ngạo khí liền không có yếu xuống tới qua. Từ tiếp tiên nhân ba chữ có thể nhìn thấy một chút. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng mình thất bại chỉ là tạm đi thế gian, trải nghiệm hồng trần. Kỳ hạn đến lúc, hắn cuối cùng đem lên như diều gặp gió, trời cao một thước. Năm đó một chuyện, đối với hắn thật không có nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhân đều là cho là hắn lưu lạc 30 năm, có hay không một loại khả năng. Hắn chỉ là chủ động thả chậm bước chân, lựa chọn một cái khác đầu con đường tu luyện. Đạo khung thương ở trong lòng nổi lên hỗn tạp suy nghĩ, suy nghĩ chuyển hướng nơi khác, phản phất dòng ra bát tôn am tâm tư. Nếu như là người khác, hắn đánh cơ hờ, kết không tin có người có thể chủ động làm ra như vậy lựa chọn, lựa chọn yên lặng. Là bác Tôn Am lời nói, hết thảy đều là có khả năng. Như vậy, có cái gì đồ vật đáng giá, ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên, bác Tôn Am, buông xuống phi tốc tiến cảnh, ngược lại lựa chọn trọn vẹn hơn 30 năm thời gian để mà lắng động, chỉ đợi hậu tích bạc phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Đạo không thương suy nghĩ nhất định về sau, con ngươi chậm rãi phóng đại. Hắn có chút lắc đầu, lấy một loại có chút thổn thức giọng điệu đối phía dưới người kia nói bác tôn am a à, bác tôn am ta nên nói như thế nào đâu thật không hổ là ngươi nhưng toan tính đến tận đây ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được đạo điện chủ đang nói cái gì như vậy một mảng lớn chiến trường lại không người nghe hiểu được chuyện bỗng nhiên chuyển đến trên trời đi đạo khung thương nói bên trong nói bóng gió phế tích phía trên bác tôn am chỉ là nhẹ cười xoay người tại đống đá vụn bên trong dùng chỉ có bốn ngón tay tay trái vốc lên một quyền cắt. Sở hữu người nhìn xem hắn, đều không minh động tác này vì sao, ngay cả đạo khung thương đều lộ ra nghi hoặc. Bác Tôn Am lại đứng lên lúc, chỉ nhẹ nhàng đem bốn ngón tay thả mở, tùy ý sau khi chiến đấu gào thét thiên địa gió, ngón tay giữa nhọn cắt chảy một chút xíu mang hộ đi. Cho đến đất cắt không sai biệt lắm chảy hết, hắn trong lòng bàn tay hiện ra một cái nho nhỏ, màu đen, nghiễm nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức xuân trùng. Thế giới yên tĩnh lấy, liền gió đều tại chờ đợi. Bác công am đầu ngón tay khẽ vuốt qua cái này băng lãnh màu đen tiểu trùng, chậm bế hai mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Các bụi không biết như thế nào cố định, xuân trùng không hiểu như thế nào vĩnh sinh. Cho nên, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi đàm luận việc này. Tại ngươi thế giới, ta quá khùng điên, tại trong mắt ta, cái này là thật bình thường bất quá một bước, tiến lên một bước. Bác công am bước ra một bước, ngẩng đầu lên, xa nhìn cái kia ngày xưa đối thủ. Thật lâu, hắn nghẹn ngào vừa cười, cuối cùng vẫn là không cách nào nhiều lời, sau mùa hè sao nói băng. Chim cung cúc cười cung bằng. Tùy ngươi nghĩ ra sao a? À? Lần này, đừng nói là đạo không thương, sở hữu người đều nghe được bác Tôn Am trong lời nói khinh thường chi ý. Sớm nghe nói để bác kiếm tiên cuồng. Nhưng hiếm có người có thể nghĩ đến, một ngày kia bọn hắn lại cũng có thể bản thân cảm thụ phần này tùy tiện. Liền quỷ thần khó lường đạo không thương, tại hắn bác Tôn Am trong mắt, cũng không là cùng một cái thế giới người. Hắn lại cũng cho rằng, đạo không thương không thể nào hiểu được hắn, là bởi vì cấp độ không đủ. T. Trong sân tất cả người quan sát hút mạnh khí lạnh, không khỏi càng hiếu kỳ bác tôn am toan tính. Cái kia rốt cuộc là cái gì, liền đạo điện chủ đều không thể nào tiếp thu được. sau so thiên còn lớn hơn, sau so cái này hư không đảo chi cục, còn khó hơn lấy tính toán, tưởng tượng. Chỉ có nơi xa thân ở ngoài cuộc, ông còn tại nằm ngáy o o từ tiểu thụ lệ tịch nhi, môi đỏ cài lấy mấy sợi bị gió đỡ dậy tóc bạc mơ hồ có thế nghe hiểu được đạo khung thương chỗ còn nhớ kỹ bác cung bên trong chiến dịch về sau thánh nô đám người co lại đến một cái u ám hang núi bên trong lúc đó bác tôn am còn đang vì từ tiểu thụ chỉ đường còn vẫn là một tử tịch thời kỳ lệ tịch nhi nghe lén qua giữa hai người đối thoại khi trò chuyện cùng không thành thánh chung vi nô hàm nghĩa lúc bác tôn am có sách qua đầy miệng hắn phong thánh nguyên nhân thánh quá mơ hồ thánh đế vậy hết cách xoay chuyển. Cho nên ta muốn phong thần, chỉ đợi lại lần nữa rút kiếm ngày, đem cái này ô uế thế giới, trảm hắn cái máu me đầm đìa. Khi đó từ tiểu thụ thậm chí một tử tịch, đều còn tưởng rằng như vậy ngôn luận xa vời mặt đất, quả thực quá cao, quá hư, qua đi cũng làm như thành nói đùa. Nào có bán thánh, thánh đế không thể phá bắt đầu. Bây giờ hư không đảo đại chiến một trận, lệ tịch nhi tin tưởng, nếu như từ tiểu thụ tỉnh lại lần nữa, nên cùng mình bình thường, rõ ràng bác tôn am lại chưa từng hí quá lời. Phong thần Vượt qua bán thánh, thánh đế, trực chỉ phong thần xưng tổ cảnh. Cái này, mới là hắn giả tâm sao. Lệ tịch nhi im ắng miếng môi, thấp mắt lường trong ngực từ tiểu thụ một chút. Nàng tự giác nếu như là chỉ dựa vào chính mình, khả năng cuối cùng cả đời, đều không sẽ sinh ra như vậy ý nghĩ điên cuồng. Nhưng có từ tiểu thụ tại, lúc này nghĩ đến, lại có thể lấy bình tĩnh tiếp nhận loại này điên cuồng tồn tại trong ngực ngủ say người ý chí sợ không thua này chân trời đạo khung thương trên mặt đã không có nhiều tốt nhan sắc có thể nhìn chính là bởi vì coi trọng hắn không cách nào đem bác tôn am lời nói cùng người khác nói bình thường khi gió thoảng bên tai bỏ mặt nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là quá khinh người đã nhiều năm như vậy bác tôn am vẫn là như vậy không coi ai ra gì liền hắn đạo khung thương đều vẫn không có thể nhập nó phát nhãn a à, thật là cao quý đâu đạo khung thương dễu cật xuống rất nhanh tâm cảnh về ổn, từ chối cho ý kiến nói, khác nghề như cách núi, ta chỉ có thể chúc ngươi thành công. Ta lại không cách nào chúc ngươi thành công. Bác Tôn Am tứ miệng phản bên trên, có ý riêng nói, bựa lão đạo, người khác ta không biết, ngươi tâm tư ta lại có biết một hai. Ngừng lại một cái, bác Tôn Am liếc nhìn lệ tịch nhi phương hướng, nói cho đúng, là nhìn về phía từ tiểu thụ, sau đó chậm chậm lắc đầu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng. Đạo không thương con mắt một cái nheo lại chỉ giữ trầm mặt. Hợp thời, lệ tịch nhi trong ngực từ tiểu thụ ưng một tiếng, cũng liền mở mắt ra, vừa vặn nối liền bát tôn am dời đi ánh mắt. Bọn hắn đang nói chuyện ta. Hắn cảm giác một cái nhìn rõ toàn trường. Ngươi đã tỉnh. Lệ tịch nhi kinh ngạc vui mừng. Không có, là ngươi mắt mờ. Bọn hắn đang nói chuyện ta. Nhận nguyền rủa bị động giá trị. Lệ tịch nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo, đem từ tiểu thụ ném ra ngoài, xì một tiếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có trọng yếu như vậy. Ta nhưng quá trọng yếu. Từ tiểu thụ bẹp lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn đứng ở không trung, cảm thụ được gió mát sưu sưu, rõ ràng không kịp Nguyễn Ngọc ấm áp như vậy thơm ngọt, hắn đột nhiên có chút hối hận tỉnh lại. Nhưng lập tức cảm ứng khí hải, cái này trọng yếu hơn. Không bao lâu, từ tiểu thụ liền thấy tự thân khí hải thâm hụt, đạo cơ có hại. Trong lòng một lột bột, từ tiểu thụ sắc mặt biến trắng. Ngươi thế nào? Lệ tịch nhi đỡ cái này mơ mơ màng màng, lão đảo một cái thiếu chút nữa rơi ngã đồ đần. Vẫn được, không có ra cái vấn đề lớn gì. Từ tiểu thụ một bên khoát tay, một bên trong lòng điên mắng. Khí hải rạn nứt, đúng là đạo cơ bị hao tổn. Hắn một thân bị động kỹ đang điên cuồng chuyển vận, cũng chỉ là đem hắn vận đến thức tỉnh trở về, còn lại thương cũng không biết có thể khôi phục hay không. Coi như có thế, từ tốc độ này nhìn. Đến tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể trở về đến trước kia trạng thái. Sẽ không thật chữa trị không tới A. À. Quả thật, Cưỡng ép tiếp nhận tứ đại thánh đế lực, cuối cùng kiệt lực còn chém ra một kiếm bàn nhược vô, quá miễn Cưỡng. Từ tiểu thụ sắc mặt cổ quái một đợt, cuối cùng vuốt lên mình. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Người ta bác tôn am ngón tay cũng bị mất hai căn, nhiều năm như vậy đều không khôi phục lại được, còn có thể tiếp tục tu kiếm. Trên người mình thương thế kia, hẳn là là tiểu vu gặp đại vu hắn ở chỗ này bản thân làm lấy tâm lý phụ đạo, lệ tịch nhi xem xét từ tiểu thụ bộ này lạnh nhạt, không cần quan tâm, bộ dáng, ngược lại càng biết được gia hỏa này trên thân phiền phức lớn rồi. Nàng không có nhiều lời cái gì, chỉ là phản tay nắm lấy từ tiểu thụ tay, lẳng lặng làm bạn. Nhận lo lắng, bị động giá trị. Không cần gánh. Từ tiểu thụ đang nói, thân thể mãnh liệt cứng đờ, cảm giác tay đều tê, uốn thành vô tụ, xích tiêu thủ. Rất nhanh hắn ánh mắt một nghiêng, nhìn về phía chiến trường, bọn hắn đang nói chuyện cái gì lệ tịch nhi liếc mắt nhìn hắn trò chuyện một chút chỉ tốt ở bề ngoài người thường nghe không hiểu đồ vật đó là ngươi ân ừ. a à, ta là ý nói tới nghe một chút nói không chừng ta nghe hiểu được a à, ngươi thật thông minh lệ tịch nhi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái liền không có ý định cùng người bị thương so đo đem vừa rồi hai người nói báo cho từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ vuốt ve lên cái cầm đến các tôn an toàn tính quá lớn đạo không thương muốn đoán chừng vậy không nhỏ nhưng cái trước vì phong thần mà phong kiếm cái sau là vì cái gì một dạng vẫn là nói cái khác nhưng hiệu quả như nhau từ tiểu thụ trong đầu đột nhiên nhảy vào đạo không thương trước đó sáng qua đủ để đánh bay thần ngục thanh thạch thánh đế lực đầu kia giống như là ngọc thạch chế tạo cánh tay lại nhớ lại lên bựa lão đạo nhưng thật ra là cái bề ngoài bình tĩnh nội tâm điên cuồng còn lại bởi vì một ít nghiên cứu bị ngũ đại thánh đế thế gia kêu dừng điên cuồng người. Từ tiểu thụ trong lòng có một hai phỏng đoán. Có lẽ đạo khác biệt, nhưng đạo khung thương toan tính, không thể so với bác tôn am phong thần con đường thấp bao nhiêu, thậm chí càng thêm rung động. Nơi xa hai người lâm vào ngắn ngủi dằn co, giống như là lão bằng hữu trùng phùng một dạng, đối mặt hồi lâu, rõ ràng có chút ẩn ý đưa tình. Từ tiểu thụ nhìn xem nhìn xem, khóe môi đều muốn nhếch lên. Nhưng hai người thế dằn co, rất nhanh ứng thanh mà băng. Đạo khung thương đột nhiên cười to, ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn, sau mùa hè sao nói băng. Chim cung cút cười cung bằng. Bác tôn am liền đem lòng bàn tay cờ hờ kết xuân trùng bắn bay, nói khẽ, sâu kiến công dụng được, hướng cờ hờ kết chi đạo. Bác tôn am, ngươi thật ngông cuồng. Đức không xứng vị, mới thất bại, cái này, liền là ngươi bị kêu dừng nguyên nhân, cho nên dừng tay a. À. Ngươi, chỉ là một câu lời khuyên, chỉ thế thôi, có nghe hay không từ ngươi. Bác Tôn Am Phất, đánh gãy đạo khung thương nói, hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa. Đạo khung thương chính còn muốn cãi lại, hư không đảo rung lên, tứ phía thánh đế lực mờ mịt, đang nhanh chóng tụ tập. Ngô! Lệ tịch nhi kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân quay về giấy lên bạch viêm. Tuy nói bạch viêm vô hại nàng, mà dù sao là thánh đế lực, dù là nàng là chí sinh ma thể, vẫn như cũ đến sức chịu đựng xuất hiện mang đến thống khổ. Đối loại này thống khổ, từ tiểu thụ tự mình kinh lịch qua, tự nhiên sẽ hiểu. Hắn nhướng mày, phía sau màu đỏ thao thiết đầu thú vừa hiện, há miệng đem lệ tịch nhi trên thân tuôn ra lực lượng toàn bộ một ngụm nuốt. Ăn như gió cuốn. Đoát một tiếng, lệ tịch nhi trạng thái khôi phục, từ tiểu thụ lại kém chút trên rỉ lên tiếng. Út. Hắn rốt cục vẫn là áp chế không nổi, thân thể bị trọng thương đều bị cổ năng lượng này liệu khỏi không ít. Nhưng chỉ này một tiếng, phát giác được bên hông lệ tịch nhi quá dị ánh mắt, hắn vội vàng nhẹ tiếng nói, khục dưới nói. Ngươi liền không cần đi ra, chỉ còn lại có một cái không ảnh hưởng toàn cục đạo khung thương, không dùng được ngươi. Trên người lệ tịch nhi, chính là tẩn chiếu lão tổ lực lượng. Đối với tẩn chiếu lão tổ vì sao không dám phụ thân mình, từ tiểu thụ có một điểm suy đoán. Có lẽ, chính là bởi vì nó đã nhận ra nguy hiểm khả năng sẽ phát sinh cùng loại phong vu cẩn phong ấn lực mang theo linh trí xâm nhập thân thể của mình, lại bị bị động hệ thống chém giết nguy hiểm. Cho nên, tứ thần trụ lúc tẩn chiếu lão tổ gặp thời lựa chọn lệ tịch nhi. Cái này không có gì đáng ngại, tóm lại không có ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Hiện tại hết thảy kết thúc, bác Tôn Am muốn làm rơi đạo khung thương. Huy hoàng qua nhất thời từ tiểu thụ, biết được đối phó chỉ là bán thánh, không dùng được lớn như vậy phô trương, cho nên lên tiếng. Tẩn chiếu lão tổ lực lượng cũng liền mai danh ẩn tích, lại thật không ra ngoài. Ta lợi hại a à. Từ tiểu thụ lập tức đắc ý đến kiêu mi, rất nhanh ý thức được cái này băng băng mặt không còn là tiểu sư muội tự chút nhục nhã nghiêng đầu qua. Bình thường a à. Bên tai dường như nhiều đạo thấp như ruồi mũi thanh âm. Từ tiểu thụ như vậy nhạy cảm đều kém chút nghe không được, nhất thời liếc mắt nhìn lại, ngươi nói cái gì? Gió dơ lên tóc bạc, mông lung bên mặt, lệ tịch như nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm phương xa chiến trường, đại chiến hết sức căng thẳng. Kỳ quái! Từ tiểu thụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, muốn hất ra lệ tịch nhi tay lại không vung được nồng đậm sinh mệnh linh khí, không giây phút nào thông qua lòng bàn tay ôm nhuận truyền lại mà đến, bị phương pháp hô hấp nhanh chóng chuyển hóa, tư liệu lấy thương thế. Từ tiểu thụ há to miệng, đang muốn lên tiếng. Phương xa một tiếng oanh minh tiếng vang, đem hắn câu kia ta nguyên phủ bên trong mình liền có sinh mệnh linh ấn, cắt đứt. Long. Đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp đàm phán không thành hai người, không cần nghĩ ngợi xuất thủ. Bác công am vẹn vẹn chỉ là điều tứ thần trụ bên trong ba phần tư lực lượng, Đạo không thương liền không nói hai lời, lựa chọn tự bạo. Là, liền là tự bạo. Cái kia oanh minh tiếng vang, không có phun ra, không có dị biến, không có thương hại đến bất kỳ người. Phản tại một tầng thiên cơ thuật cái bọc phía dưới, đem hết thảy đạo không thương tại hư không đảo lưu lại vết tích xóa đi. Bác tôn am bên cạnh thân dơ lên màu xanh xiền xích, tự nhiên cũng liền đã mất đi mục tiêu. a à, chạy thật nhanh. Nhìn lên trước mặt hư vô lỗ đen cảm thụ được dần dần tiêu di tại không thuộc về đạo khung thương khí tức, bác Tôn Am chỉ là lắc đầu vừa cười, liền để xuống việc này. Đạo khung thương hắn không có khả năng bắt được, điểm ấy sớm có đoán trước. Gia hỏa này vì chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sau không biết có bao nhiêu, vậy không có khả năng như vọng tắc thánh đế như vậy chọi cứng sau bị bắt, tự tổn bản thể lực. Hắn tin khôn cực kỳ. Ván này có thể nói liền không có chân chính bước vào qua, bo bo giữ mình. Chỉ là, này cục không vào, người trong cuộc, nơi nào có thể bỏ chạy đâu. Bác Tôn Am sờ tay vào ngực, lấy ra một khối truyền âm thạch, đối trước người to lớn lỗ đen, lại nhìn quanh hướng hư không đảo bên trên nơm nớp lo sợ đám người. Nên kết thúc. Linh Nguyên rót vào, bác Tôn Am thân thể chợt rung lên, nhưng hắn rất tốt che giấu xuống như vậy rung mạnh, vậy thời khắc ẩn giấu đi trong lòng bàn tay đá. Thế là đạo âm lả lướt, quanh quẩn khắp nơi, đây cũng là đạo không thương chỗ nghe không được lời khuyên. Ba ngày thường si mộng, thường thường có thể thành. Muốn giống tiêu giao ta, lại nhập điên ma đạo. Tốt, các vị. Sở hữu người còn đắm chìm trong đạo điện chủ vậy mà tự bạo, cùng bác Tôn Am trước đây một tiếng bên trong lúc. Phế tích bên trên cái kia đạo bóng dáng ngừng tạm, mảy may không có ngoài ý muốn cùng dư thừa suy nghĩ, chỉ nắm vuốt truyền âm thạch, mở miệng lần nữa. Cảm ơn các vị nể mặt thưởng mệnh, xem ta hư không đại lễ. Bây giờ nghi thức kết thúc, còn lại các loại không được xem, cho nên cũng liền không cần như vậy lưu thêm. Không tiễn. Không tiễn, là có ý gì? Tại các phiên thánh chiến bên trong, còn có thể tại lúc này còn sống sót người đã là ít càng thêm ít. Từng cái không nói chiến lực phi phàm, tức là có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Liếc nhìn lại, tàn phá cự nhân quốc gia bên trong, có thể di động toái thi khối thịt, trôi nổi hồn linh chi thể, ảnh sức thái hư ý chí. Tất cả đều cũng có. Nhưng có hoàn chỉnh nhân loại hình thái, mấy không thể gặp giờ phút này nghe tiếng, sống sót sau tai nạn người không khỏi kinh hãi. Nghe lời này ý tứ, hay là tập thể diệt khẩu. Chống đỡ đến bây giờ, cuối cùng nhịn không được bác Tôn Am sau khi chiến đấu thanh toán, hắn không có ý định để sở hữu người sống. Nhưng đám người lộ vẻ đánh giá cao mình tại nào đó người suy nghĩ bên trong vị trí. Sâu kiến bò, đường bên trong cờ hờ kết, cạnh đường sống. Bác Tôn Am ép căng liền không có đem những người này để vào mắt, chỉ nói là xong nhìn về phía quỷ nước. Kết thúc A quỷ nước lật tay lại, thứ diện chi môn sáng lên. Ông! Tội nhất điện di chỉ phía dưới, tối tâm không mặt trời trong cung điện, cái kia chút lệ thuộc vào cấm pháp kết giới đạo văn mạch lạc điểm điểm biến mất. Bành! Một thanh âm vang lên, bất quá chớp mắt thời khắc, đám người dưới lòng bàn chân nổ tung tiếng vang, một đạo bóng dáng bay ra. Đó là cái hết sức tuổi trẻ thanh niên, toàn thân nhân lấy hơi nước, khuôn mặt cùng trần trụi thân thể tại bóng nước che lấp lại mơ hồ không rõ nhưng đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy là gặp được một cái khác quỷ nước. Thủy hệ áo nghĩa trận đồ. Là, bóng nước bên trong thanh niên vừa mới bay hiện, dưới chân liền xoáy triển khai sáng chói áo nghĩa trận đồ. Trong không khí độ ẩm đang gia tăng, biến đến vô cùng ẩm ướt. Tí tách. Rất nhanh, bầu trời liền đánh rớt giọt mưa. Chỉ bất quá mưa kia giọt không phải màu mực, mà là bình thường nước nhan sắc. Cho đến đây, sở hữu người dường như mới hiểu rồi người trẻ tuổi kia là ai linh bộ thủ tọa vũ linh tích vũ linh tích chưa từng nghĩ đến mình lại thật có thể bằng vào mình nhục thân lực lượng đánh vỡ cái kia tối tăm không mặt trời trong cung điện cấm chế một khi phá phong hắn giận mà bay lên trời chỉ muốn tìm kia đối chính mình ra đòn mạnh nam tử hắn không cách nào tán thành mình trước đây đâm chiêu suy nghĩ hắn cấp bách cần một cái người trong cuộc khẳng định đáp án nhưng khi tìm thấy đáp án này trước đó hắn có càng quan trọng sự tình được làm ta bị hắn đổi người kia tất nhiên ẩn nút tiếng thánh thần điện đường một phương bên trong, không thể nói trước còn sẽ đối với nhiều yêu yêu các loại tối hạ độc thủ. Suy nghĩ đến tận đây, vũ linh tích ở trên không cứng đờ, so như hóa đá. Hắn thấy được cái gì? Nâng là chỗ xem, khắp nơi vết thương. Trong ấn tượng cái kia cao có thế nhập mây cự nhân quốc gia kiến trúc cổ xưa không còn, chỉ còn lại tàn bại một mảnh sau khi chiến đấu đá vụn phế tích. Nếu không phải biết được mình còn tại tội nhất điện phương vị, Vũ Linh Tích thậm chí cho là mình phá phong ngoài ý muốn xâm nhập nào đó một phương dị thứ nguyên không gian thế giới, chứng kiến cái gì chiến trường thời viễn cổ. Nơi này có thi cốt máu chảy, thối nát thánh ý. Ngay cả siêu việt bán thánh phía trên lực lượng vết tích, đều dăng khắp nơi, rõ ràng có thể ngửi. Đây là Tội nhất điện Mới bước lên đảo lúc thấy có lịch sử cổ xưa, khoan thai phong cảnh, duy mỹ hình tượng cự nhân quốc gia cảnh sát mỹ lệ, cùng giờ phút này tàn phá phế tích chi tượng trong đầu ti chấp giao về, từng cái chiếu rọi. Vũ Linh tích cảm giác mình là ngủ say có một thế kỷ lâu, khi tỉnh lại thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Hắn áo nghĩa trận đồ sông vào nước đại đạo, thông qua lưu lại tại hư không đảo bên trên các nơi hàm lượng nước, trộn gặp cái khác phương vị thảm đạm hình tượng. Vỡ vụn đọa uyên, mất ngược trên đó u minh quỷ đô, nổ tung thánh pháp trường, không thấy dãy núi cùng thạch cự nhân ngủ say cốc, bị một kiếm bổ điểm huyết giới, khô cạn thanh đầm, rừng cổ đức đoạn rừng kỳ tích, rách nát không lửa tuyệt tẩn hỏa vực, lại thêm dưới chân đã thành đá vụn phế tích tội nhất điện chính đại tuyệt địa mất ráo nơi này phát sinh qua thánh chiến đế chiến nơi này vẫn là hư không đảo ngoài đảo ta quen thuộc cái chỗ kia vũ linh tích ở trên không thất thần thật lâu không cách nào tỉnh lại cách đó không xa quỷ nước thấy thế tiến lên trước một bước đưa tay chống đỡ mi tâm một trận thuận thế đem ẩm ướt tóc sau này vẫy lên khẽ cười nói đã lâu không gặp hài tử của ta thanh âm này. Vũ Linh Tích đột nhiên quay đầu, thấy được tại thánh pháp trường bên trong, bị dán tại đồ đằng trụ bên trên, tiến vào qua như vậy huyền bí mộng cảnh sau thấy có ảnh sức thân hình nam tử. Cũng chính là hắn, dẫn đến mình tiến tội nhất điện, lập tức bị phong, đã ngừng lại tiếp xuống hết thảy hành động. Hắn thì thay vào đó, lợi dụng linh bộ thủ tọa thân phận, hoàn thành một ít tiện lợi. Nhưng lần này, cái kia đạo bóng dáng không còn mơ hồ, vậy không có hé mở hoàng kim mặt thú che lấp hắn là chân thật như vậy, tỉnh đứng yên ở thiên một bên khác, như là hồi nhỏ tại diễn võ trường bên ngoài nhìn xem mình huấn luyện. Cha! Vũ Linh tích răng môi một trương, sắc mặt liền dữ tợn, muốn rách cả mí mắt, gào ra một thanh âm vang lên thiên triệt bạo rống. Vũ mặt! Một tiếng này nổ sóng âm cuồn cuộn, hóa thành mắt thường thấy được hữu hình chấn động đẩy ra, kém chút không có đem bát tôn am đều cho lật tung. Từ tiểu thụ đều có thể nghe rõ hai chữ này nồng đậm mà phức tạp cảm xúc, phẫn nộ, quán trách luyến, cừu hận, tưởng niệm, áp chế, vui vẻ, đau khổ. Hoa Từ tiểu thụ lắc đầu trong mắt giấy lên hừng hực bát quái diễm hỏa. Hắn nhìn một chút trong gió sụp đổ vũ linh tích, lại nhìn một chút rỗi rảnh lạnh nhạt vũ mặt, ngoái nhìn là huyết lệ đầy rẫy con trai, lại dò xét là mây trôi nước chảy phụ thân. Từ tiểu thụ bắt lấy lệ tịch nhi tay liền đập lên, tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Đặc sắc Thật sự là quá đặc sắc. Ta nguyện xưng là thế giới danh họa thiên tài về sau, cha con áo nghĩa, đừng hầm hư không, vô tình lừa gạt, sống mơ mơ màng màng, duy nhất còn sống. Làm vì một người ngoài cuộc, từ tiểu thủ đương nhiên nhìn ra được quỷ nước thiết trong cuộc dụng tâm lương khổ. Quân không thấy hư không đảo một ván về sau, thánh thần điện đường toàn tuyến sụp đổ. Nhị hào cơ hờ kết, nhan vô sắc cơ hờ kết, nhiều yêu yêu cơ hờ kết, đạo khung thương tự bạo, vọng tắc thánh đế ý niệm bị bắt. Còn có rất rất nhiều không tên không họ hồng y, bạch y, lục bộ thủ tọa các loại, cũng mất hơn phân nữa. Đơn độc vũ linh tích, hoàn hảo không chút tổn hại. Từ kết quả luận, ai nấy đều thấy được, đây là quỷ nước triểu nặng tình thương của cha. Nhưng cái này yêu, tinh tế tưởng tượng, không khỏi quá nặng nề chút. Lấy một cái con trai thì dắt đi thay vào, vũ linh tích cái gì cũng không làm, vốn là thánh thần điện đường lập trường, bị phụ thân vô tình lợi dụng cho đến chiến cuộc cuối cùng mới tái xuất, sau khi ra ngoài người cơ hờ, kết sạch. Hắn nên như thế nào quay đầu? hắn nên thế nào đối mặt là cá nhân đều không thể nào tiếp thu được dạng này cục diện liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ chỉ có thể đem xem như một ác mộng hết sức đi lãng quên lại vô luận như thế nào làm không được a à. vũ linh tích rõ ràng là muốn nói điểm cái gì nhưng khóe môi nhúc nhích run rẩy hồi lâu lời gì đều nói không nên lời sau khi chiến đấu phế tích gió là lạnh lẽo như vậy từ tay mắt mũi miệng rót vào mắt thấu tạng phủ mắt qua lòng bàn chân quỷ nước tay trái bưng thứ diện chi môn tay phải vồ một cái hiện ra ngự hải thần kích từng bước một tiếng lên trước không cần tha thứ ta hài tử của ta như ngươi thấy ta lợi dụng ngươi mà thánh thần điện đường người cờ hờ tết hết nhiêu yêu yêu nhang vô sắc nhị hào dạ kiêu đằng sơn hải quỷ nước thuộc như lòng bàn tay ngự hải thần kích trên tay hắn điên cuồng rung động giống như tại chống lại lấy cái gì a à, đúng còn có vị này hắn giống như là nhớ ra rồi cái gì trong tay trái thứ diện chi môn sáng lên. Cái kia giấu tại hư vô, nhưng đạo không thương tự bạo chỗ không thể mang đi tư đồ dung nhân, đầy rẫy kinh dị dãy dụ lấy phù ra thân hình. Không. Thê lương kêu rên chỉ vang lên nửa lần. Ba một tiếng, tư đồ dung nhân liền nổ thành huyết hoa, cờ hờ tết không tán thân nơi. Áo nghĩa bán thánh, nghiền nát lúc này tư đồ dung nhân, như là nghiền nát một con kiến. Quỷ nước ánh mắt đều không dao động dù là một cái, liền như vậy dẫn theo không còn rung động, an tĩnh ngự hải thần kích, đi tới vũ linh tích trước mặt. Hắn ánh mắt là như thế lạnh nhạt, phản phất một giây sau, hổ dữ muốn ăn con. Vì, vì, vì sao a? À? Vũ linh tích thân thể run rẩy, rốt cục có thế phát ra âm thanh, lại không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy. Hắn không thể nào tiếp thu được cái kia từ nhỏ truyền cho mình trung với thánh sơn, trung với thánh thần điện đường, trung với đạo cùng mình lý niệm phụ thân, lần nữa trở về, lại lựa chọn phản bội. Thậm chí ở trước mặt hắn, đem tư đồ dung nhân tiện tay bóp nát hắn đã có thể tuyệt tình đến tận đây chẳng phải cũng là tại chứng minh hắn lời nói không ngoa thánh thần điện đường toàn viên bỏ mình kỳ thật đều không cần chứng minh cái này phương rách nát chiến trường giăng khắp nơi bán thánh giao thủ vết tích cùng cuối cùng đứng ở nơi đây nơi bên trên thánh nô đám người không một không tại tuyên án thánh thần điện đường tại hư không đảo chiến dịch bên trong kết cục như vậy mình đâu chính mình cái này linh bộ thủ tọa có phải hay không cũng nên rơi vào kết cục như thế cơ hờ tết tại vị này tuyệt tình phụ thân trong tay vũ linh tích mong muốn phản kháng nhưng hắn còn không động liền cảm giác tự thân hoàn toàn mất khống chế cho dù là trong thân thể một giọt máu một đạo khí tại lúc này đều không thuộc về mình quỷ nước chưa từng dùng thứ diện chi môn phong cấm lại hắn năng lực nhưng thủy hệ áo nghĩa bán thánh đối thủy hệ luyện linh sư lực khống chế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu vũ linh tích liền không cách nào động đậy hắn tựa như là một đầu bị tháo răng nanh sữa hổ, liền gào thét đều lộ ra nải thanh nải khí, không cách nào tại chính thức sơn lâm bá chủ trước mặt phóng xuất ra dù là một chút hổ uy. Giết ta, giết ta. Vũ Linh tích âm thanh run rẩy, đã thấy được quỷ nước cao cao nhất lên ngự hải thần tích Từng có lúc, đây cũng là hắn tha thiết ước mơ thần vật, thủy hệ chí bảo, độc nhất vô nhị. Suy nghĩ còn chưa đoạn. Suy. Quỷ nước được như ý nguyện đem cái này một kích đưa vào Vũ Linh tích lồng ngực, máu bắn tung tóe, rơi khắp không trung. Cái này một kích, coi như phía dưới sở hữu người lông tơ đứng đấy, từ tiểu thụ cũng vì đó sững sờ. Thật động thủ. Quỷ nước vô luận cách làm như thế nào, nó khổ tâm từ tiểu thụ vẫn là nhìn ra được một hai, nhưng lúc này hắn thật có điểm suy nghĩ không thấu cái này mang thù tiểu nhân. Hổ dữ còn không ăn thịt con a. À? Ngô. Vũ Linh tích vậy không nghĩ tới tử vong giáng lâm sẽ như thế đột ngột, vũ mặt vậy mà thật. Không đúng, rất nhanh, Vũ Linh Tích cảm thấy không đúng. Hắn cố nhiên tại tiếp nhận một kích động đâm thủng ngực thống khổ, nhưng ngự hải thần kích hấp thu huyết dịch của hắn tốc độ, khác hẳn với bình thường nhanh. Lại máu trôi qua, không phải là biến mất, mà là dung nhập. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Vũ Linh Tích đã mất đi thống khổ, cảm giác được mình linh niệm liên hệ vật bên trong, có thêm một cái mang theo bất mãn cùng đối với mình chẳng thèm ngó tới Linh. Linh. Nơi nào đến Linh? quỷ nước rốt cục buông lỏng ra nắm ngự hải thần kích tay tùy ý cái này thập đại dị năng vũ khí đâm vào chính mình con trai trong ngực ở tại thân bên trong dừng lại hắn ép trước thân thể đưa lỗ tai vừa cười dùng chỉ có hai cha con mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra đường tại dưới chân không cần quay đầu đi lang thang a vũ linh tích còn không có phản ứng kịp dưới chân hắn thủy hệ áo nghĩa trận đồ tự động xoáy dương mà mở cùng một thời gian quỷ nước dưới chân không có sai biệt lộ ra càng sáng chói càng lớn trận đồ, tới hòa lẫn. Oanh! Hư không đảo nổ tung một tiếng vang thật lớn. Tọa lạc tứ phương tứ tượng môn ầm vang mở ra, cửu thiên phía trên, càng là mở ra một cái hư không môn. Năm môn đều tới. Cộng thêm thứ diện chi môn dẫn dắt. Vũ Linh Tích chỉ cảm thấy mình về tới thánh pháp trường bên trên bị tưởng nhớ một khắc này, toàn thân linh nguyên bị rút khô, cơ hồ đã mất đi ý thức. Thiên khung tung xuống thánh quang, bao phủ cái này đến cái khác người sống sót bất quá nửa cái hô hấp thời gian, gió thổi qua, sở hữu người đã mất đi thân hình, bao quát vũ linh tích. Vắng ngắt. To như vậy hư không đảo, đã mất đi cái kia vụn vặt chỉ trích âm thanh, lại thành cái không người đảo yên tĩnh. Còn lại ở đây người, vậy bất quá thánh nô mấy người. Không khỏi có chút quá. Bác Tôn Am dậm chân mà đến, nhìn trời cao, thanh âm không lớn, nhưng bán thánh lại là có thể nghe được. Không quá. Quỷ nước lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, rơi xuống phía dưới, sóng vai mà đi, hắn quá thuận, chưa hề kinh lịch qua ngăn trở, ta không hy vọng hắn đi đến cùng ta một dạng đường. Hắn hiện tại liền thánh thần điện đường đều không về được, cũng không về lại sẽ bị xem như thật phản bội. Hắn đã không nhà để về. Trở về không phải cũng là cẩu vô nguyệt, nhan vô sắc hàng ngũ. Ngươi nên thu lưu hắn. Hắn không phải chó. Bác Tôn Am nghe được khóe môi nhếch lên. Quỷ nước cũng cười liếc mắt nhìn hắn, lại nói bổ sung, không nhận đồ bố thí. Từ tiểu thụ ở phía xa nắm sư muội bay tới, một mặt hồ nghi, ta có lý do nghi ngờ, các ngươi tại ngấm ngầm hại người chút cái gì. Xoát một cái, quỷ nước cùng bác tôn am ánh mắt cùng nhau định tại sư huynh muội hai nắm chặt trên hai tay. Đúng là đều không dời ánh mắt. Cứ như vậy nhìn chầm chầm, ánh mắt cơ hờ kết khóa. Nhận ngờ vực vô căn cứ, bị động giá trị. Lệ tịch nhi gương mặt xinh đẹp một hồng, vội vàng buông tay ngươi cứ như vậy đem ngự hải thần kích đưa ra ngoài. Từ tiểu thụ ngược lại không lắm phát giác, gãi gãi trên tay dư ôm, rất nhanh tán đi vẫn chưa thỏa mãn. Quỷ nước dương mắt lên nhìn, từ cô gái tóc bạc trên mặt quét qua, gật đầu. Ta từ nhỏ dạy hắn kích thuật, vốn nên tại hắn thời điểm thành niên, đem ngự hải thần kích truyền cho hắn. Đáng tiếc, ta bỏ qua hắn lễ thành nhân. Đây là đến trễ làm bạn. Từ tiểu thụ A một tiếng, ngươi con trai sợ là sẽ không cảm kích. Hắn ăn rất nhiều đắng, nhiều năm như vậy đều là một cái người gắn gượng vượt qua quỷ nước ánh mắt sáng rực theo dõi hắn ai không phải đâu từ tiểu thụ giống như là cái gì cũng không thấy ngươi hỏi qua ngự hải thần kích ý nguyện sao nó vui lòng cái rắm nó rõ ràng tại cự tuyệt vậy còn ngươi quỷ nước ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi thậm chí nhiều một chút nguy hiểm tia sáng từ tiểu thụ nhìn thẳng hắn thật lâu vừa cười người vật vô hại hắt một tiếng chỉ cần hắn không chọc ta nhưng ta cũng không có ý định tùy tiện thả qua hắn quỷ nước đang muốn lại mở miệng không cẩn thận thấy được bên hông chống đỡ lấy cái cầm, một mặt xem kịch vui biểu lộ bác tôn am hắn không nói gì hắn cái gì mới nói quỷ nước thở dài một tiếng cho ta cái mặt mũi đi ta dù sao cũng là cái áo nghĩa bán thánh các ngươi dù sao vậy thiếu ta rất nhiều ân tình ai còn không phải cái bán thánh đâu từ tiểu thụ tung tung trên tay bán thánh vị cách quỷ nước một cái nghĩ đến hắn dùng thứ diện chi môn hỗ trợ các đức thánh kiếp từ tiểu thụ khoảng cách kiếm đạo phong thánh chỉ thiếu chút nữa chỉ cần hắn muốn đó là cái quái thai a sách đi điều kiện nhưng đừng quên các ngươi cũng còn thiếu ta quỷ nước nhìn về phía từ bắt hai người sớm thăm dò cái này hai bẩn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ngươi muốn đi từ tiểu thụ chỉ là hỏi lại đúng quỷ nước gật đầu đem thứ diện chi môn giao cho bác Tôn Am, hợp tác kết thúc ta sẽ rời đi Thánh Nô, tiếp xuống trời đất bao la, áo nghĩa bán thánh lớn nhất, ta nửa cái tự do. Ngừng tạm, quỷ nước nhìn chầm chầm bác Tôn Am, đừng quên ngươi đáp án. Từ tiểu thụ nghe được cười. Thoát ly Thánh Nô. Cái này nhưng quá tốt rồi. Ngươi là nhân tài A quỷ nước. Mới thái hư, hư không đảo lớn như vậy cục, ngươi đều có thể quậy tung được đến, nhẹ nhõm nắm, phong thánh như thế nào được ngươi loại này nhân tài, sao có thể tự do? Nửa cái tự do, có chân chính tự do vui không? Từ tiểu thụ nắm lên quỷ nước tay, trong mắt chứa nhiệt lệ, quỷ nước tiền bối, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Hắn nhưng không có thật muốn gia nhập ai, vì ai bán mạng thói quen. Tại thánh nô hắn đều chỉ treo một cái tên, chỗ đó hội lùi lại mà cầu việc khác, bỏ đi bác tôn am lựa chọn từ tiểu thụ. Nói hay không là ta chuyện, có nghe hay không là ngươi sự tình từ tiểu thụ hiển nhiên khó chơi phối hợp nói ra chúng ta hợp tác a à. trên trời đệ nhất lâu cùng ngươi cá nhân về sau ngươi không cần lại nhìn hắn ánh mắt hành sự từ tiểu thụ nói xong liếc nhìn bác tôn am cái sau sắc mặt không có một gợn sóng liền một vẻ kinh ngạc đều không có hiển nhiên sớm đoán được người nào đó hội ăn nói ngông cuồng tiếu không động cùng chu nhất viên đã nhích lại gần ngay tiếp theo mai tị nhân vậy chủ động xích lại gần nghe lấy ba người nói chuyện vì cái này ngay thẳng trần thuật mà động cho quá trực tiếp. Liền nửa điểm nguyễn chuyển một chút ý tứ đều không có. Cánh vừa cứng rắn, liền mong muốn lựa chọn tự lập môn hộ. Chu nhất viên trong mắt chứa mong đợi. Tiếu không động âm thầm khóa lông mày, tâm tư rơi vào chỗ khác. Mai tỷ nhân thờ ơ, hắn tồn tại là tốt nhất dầu bôi trơn, thánh nô cùng trên trời đệ nhất lâu không dám quyết liệt. Ơ trước mặt đào chân tường. Quỷ nước một mặt buồn cười, đợi một hồi, gặp bác tôn am không nói chuyện, nhân tiện nói coi như ta hiện tại rời khỏi thánh nô, tại ngoại giới trong mắt cũng là một thể, qua chiến dịch này, ta cùng thánh nô không phân khác biệt. Cho nên, ta coi như rời đi, về sau cũng không thiếu được còn có lui tới, về phần ngươi cái kia cái gì trên trời đệ nhất lâu, có cái gì có thể hấp dẫn ta địa phương. Từ tiểu thụ lớn một chút đầu, có a, à, ngươi thủy tinh cung còn tại ta chỗ này đâu. Quỷ nước sắc mặt thay đổi bất thường, một cái âm trầm. Hắn nhớ tới nhiều lần bạo thể thống khổ, từ Tiểu Thụ ý vào không hiểu rõ tình hình làm hắn tốt cơ hội, hiện tại còn dám hết chuyện để nói. Nhận nhìn hầm hầm, bị động giá trị. Ha ha, chỉ đùa một chút. Ngươi nhìn, hắn không phản đối, liền là ngầm đồng ý. Từ Tiểu Thụ chỉ hướng biểu lộ mập mờ lập trường không rõ Bác Tôn Am. Ngươi là ý tưởng gì? Quỷ nước đồng dạng nhìn lại. Từ Tiểu Thụ không cho Bác Tôn Am nói chuyện cơ hội. Hắn nói, sẽ không trói buộc ta tự do, tùy thời có thể lấy tách ra đi hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Trên trời đệ nhất lâu cùng với thánh nô cái này cây đại thụ trưởng thành, lại độc lập bề ngoài, càng có thế mang đến rất nhiều trợ giúp. Ví dụ như, ngươi hiểu kỹ giác chi thế sao? Từ tiểu thụ khoa tay dưới, gặp cái này hai bẩn người thần sắc trở nên nghiền ngẫm, liền thở dài khí, buông xuống giải thích một phen dự định, thẳng vào chính đề. Ta rất nhanh có thể kéo đến tuốt nguyệt hôi cung phái chủ chiến kết minh, bởi vậy giao hảo phái bảo thủ vậy không phải là không được, tham thần trong tay ta. Hắn cầm ra một cái mèo béo nhỏ. Lệ Tịch Nhi bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, tham thần đều có thể lấy ra lợi dụng. Nhưng lợi dụng hiển nhiên cực kỳ thành công. Cái này vừa nói, Quỷ Nước cùng Bác Tôn Am hai mặt nhìn nhau. Tuất Nguyệt Hôi cung phái chủ chiến, từ tiểu thụ đã câu được. Từ Bạch trụ cung chủ tới tay, thống nhất Nam vực cùng Đông vực hắc ám thế lực, hình thành từ tiểu thụ nói kỹ giác chi thế liên minh, là Bác Tôn Am một mực tại trong bóng tối tiến lên sự tình. Vì thế bán nguyệt cư không ít giúp túc nguyệt hôi cung bận biệu cơ hồ dùng hết tất cả tồn kho chùi đít giấy nháp nhưng bạch trụ cung chủ hỉ nộ vô thường vĩnh viễn không cho tin chính xác liền là kéo lấy bác tôn am đương nhiên biết thánh nô thế mạnh mình thế mạnh ai đều sợ hãi bị làm vũ khí sử dụng cho nên bạch trụ lựa chọn có thể lý giải cho nên hắn đã muốn từ bỏ bắt đầu tay kế hoạch bá vương ngạnh thượng cung khả thi nhưng nếu như là trên trời đệ nhất lâu đang ngồi cơ hồ đều là thông minh người rất nhanh hơn phân nửa liền hiểu từ tiểu thụ lời này phân lượng. Trừ cái đó ra, luận cao tầng chiến lực, ta còn có ta thân ái lão sư. Từ tiểu thụ lại thêm trọng chú, nói xong một nắm kéo tới tỷ nhân tiên sinh. Mai tỷ nhân tính chất tượng trưng uống éo thân dãy dụa, liền nghe đồ nhi ngoan mắt hiện ngôi sao, tranh công giống như mở miệng. Lão sư, ta học được từ ngươi. Một kiếm trảm thánh bàn nhược vô, có đẹp trai hay không? Lão kiếm thánh một cái không kéo được hắn nhưng nhẫn nhịn hồi lâu, một mực không có đàm luận việc này. Chân trước tại hư không đảo hắn mới một kiếm thanh không nhị hào thánh niệm, chân sau từ tiểu thụ trong mèo vẽ hổ liền dùng này thức chém như yêu yêu. Học sinh như thế tập kiếm tiến cảnh, làm lão sư, há có thể không tự ngạo. Lập tức thấy sở hữu người ánh mắt trong lại, mang theo sùng kính. Mai tị nhân một thanh tiếng nói, hơi ngẩng đầu, thông dong phất tay áo, duy trì cao nhân không nói, chỉ cầm trong tay quạt giấy rung đi ra sở hữu người ánh mắt liền phối hợp một chút dời dễ nói dễ nói quá tao từ tiểu thụ thuận thế liền dao động lên lão sư cánh tay nhưng là còn có thật nhiều kiếm thuật không có học ta phải nhiều thỉnh giáo với ngài a ngài về sau có thế lưu tại trên trời để nhất lâu sau mai tị nhân trên mặt ý cười cứng đờ động tác trên tay dừng lại từ tiểu thụ hai tay liền bắt đi lên cự lực quấn đến mai tị nhân tay đều lắc không dưới không nói đến đổi phiến hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xem mặt quạt, một mặt mừng rỡ nói, dễ nói dễ nói. Lão sư ngài đây là đã đồng ý sao, quá tốt rồi, rốt cục có người có thể vì ta làm chủ. Mai tị nhân mới há miệng ra, còn chưa lên tiếng. Từ tiểu thụ sắc mặt so lật sách còn nhanh hơn, chớp mắt cực kỳ bi ai thở dài, một nắm nước mũi một nắm nước mắt bôi lên dùng biến hóa gạt ra một chút sền sệt buồn nôn trong suốt chất lỏng. Nghĩ tới ta cùng nhau đi tới, va va chạm chạm. Từ linh cung đi ra, lại bị hố tiếng bạch quật, trở về bác cung bên trong, lại dựa vào tan lão đầu vì ta thế thân ngăn đỡ mũi tên mới có thể sống sót. Nhưng ta là sống tiếp được, hắn lại tiến vào biển cơ hờ kết. Qua! Ta đau nhất qua! Không có lão sư hài tử giống viên cỏ A, ta bị người từ vân lôn dãy núi lợi dụng đến hư không đảo, đều không dám phản kháng. Bác tôn am khóe môi kéo một cái. Còn tốt, còn tốt. Từ tiểu thụ trùng điệp nắm lấy mai tị nhân cánh tay, mịt mờ trà sát hai lần. Còn tốt qua. May mà ta gặp ngài, lần này nhưng có người có thể thay ta làm chủ, thay ta kêu oan. Sở hữu người. Nhận xem thường bị động giá trị. Nhận nguyền rủa bị động giá trị. Lệ tịch nhi đem đầu hướng bên bên hông đi. a à, thua thiệt có một đôi thần ma đồng không có mắt thấy. Nàng nghe được lỗ tai đều hồng, không biết từ tiểu thụ lời này làm sao nói ra được. Chỉ có mai tị nhân nghe lọt được, lắc đầu có chút thổn thức, người đứa nhỏ này đúng là thụ không ít đắng cho nên ngài thật đáp ứng không đi từ tiểu thụ nhưng quá trực tiếp hắn biết được mình hí cũng liền có thế cảm động mình ở đây cái nào cá nhân tin nhìn không ra lão hữu ứng chính là mai tị nhân cười dùng quạt xếp điểm một cái từ tiểu thụ đầu hắn cũng không phải thật cưng chiều vậy có mình suy nghĩ đã vào cuộc giúp ai đều là giúp thánh nô vị trí đã đủ hệ thống thành hình hắn một cái lão tiền bối đi qua cứng rắn chen không hòa vào đám kia người trẻ tuổi không khí, tương phản hội hết sức khó xử. Hàng thứ mấy đâu? Hắn mai tị nhân sẽ không coi trọng cái này chút, chắc chắn sẽ có người coi trọng, hắn vậy sẽ không nghĩ cái này chút, nhưng chắc chắn sẽ có người muốn. Gia thành tinh, gia nhập thánh nô hậu quả, mai tị nhân sớm vuốt thanh. Cầm thủ tọa vị trí không có khả năng, khuất tại thứ hai, thánh nô lại sai bảo không dậy nổi. Như vậy xem xét, Tại trên trời đệ nhất lâu lăn lộn cái nguyên lão cho là nhất nơi đến cốt đẹp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên trời đệ nhất lâu thật có thể độc lập đi ra. Ngươi nhìn. Ta người. Từ tiểu thụ đạt được khẳng định đáp lại, con mắt lúc này tỏa ánh sáng, cuối cùng dừng lại, bay bổng một hô. Hàng gia. Chít chít. Bạch hổ môn một bên, một tiếng chói tai hót vang vang lên. Đã thu liễm thành một đầu bàn tay lớn nhỏ mập mạp trùng trắng hàng gia đông đưa xỏa tung cái đuôi thi triển ra siêu thánh độn, không dám trì hoãn nữa hơi chạy tới. Ấy! Thụ gia gọi ta tiểu hàng liền thành. Gặp qua bác tôn am đại nhân, gặp qua mai tị nhân tiên sinh, gặp qua quỷ nước tiền bối, gặp qua bên này cái, này, cái này cái này, cái này các vị tiền bối. Dù là tiếu không động, chu nhất viên đều là thái hư. Có thế đứng tại bác tôn am đại nhân bên người nói chuyện, hàng gia thực chất bên trong cũng cảm giác yếu đi bọn hắn bối phận. Hắn hèn mọn đã quen lúc này tới sau rung lẩy bẩy chờ đợi sai bảo tới lệ tịch như nhìn thấy cái này bán thánh trùng trắng nhỏ vậy mà thật đang phát rung mà không phải là giả vẫy tay một cái hàng gia như được đại xá nhảy một cái nhảy lên tiểu tổ tông trong lòng bàn tay lúc này mới cảm giác lòng có ngọn nguồn luận địa vị vị này lớn a vừa rồi nàng và thủ gia tay trong tay không trung đứng lặng có như thần tiên quyến lữ một màn ai chưa từng nhìn thấy Khục, vị này cũng là bán thánh từ tiểu thủ nhìn thấy hàng gia như thế hèn mọn đều không có ý tứ giới thiệu nhưng hắn phản ứng là cực nhanh đồ vật cái gì đồ vật hàng gia sững sờ thần ngục một góc hàng gia vội vàng đem đồ vật lật ra đi ra thánh đế lực ở trên người hắn đã rút đi nhưng lực lượng toàn bộ thu về cái này đến từ thần ngục thanh thạch đại nhân quà tặng bên trong cũng không có trôi qua từ tiểu thủ bắt qua thần ngục một góc đem lật cho đám người nhìn tiểu hàng liền là thần ngục thanh thạch đưa tới hắn lại nhìn về phía chu tước môn phương hướng thiên nhân ngũ suy tội nhất điện bên trong nói chuyện còn giữ lời sao chu tước môn huyết hồng chi thiên sớm tại tứ thần trụ lực biến mất sau đi theo rút đi đương nhiên lực lượng sẽ không xói mòn nội đảo vị nào sẽ buông tha cho biện pháp dự phòng cục cuối cùng thật sự về hang ổ nữa nha thất thụ đại đế lực lượng toàn bộ rót vào huyết thế châu thiên nhân ngũ suy còn tại tử vong nghe tiếng hắn cái kia thay thế bán thánh vị cách huyết thế châu nhảy một cái nhảy ra đỉnh đầu màu đỏ tươi vừa phun dưới mặt nạ thiên nhân ngũ suy liền mở ra mắt chắc chắn tự nhiên hắn lại phát ra hai âm thanh một đạo là suy yếu thiên nhân ngũ suy mình một đạo đến từ thất thụ đại đế diêm vương cùng ta vậy có hợp tác thiên nhân ngũ suy là ta trung thành nhất minh hữu thất thụ đại đế cũng là từ tiểu thụ lạnh nhạt nói ra lại chuyển mắt nhìn về phía thanh long môn long bảo lần này không cần hắn nói xong ngao thanh long môn một bên nương theo tứ thần trụ biến mất ma đế hắc long lực lượng đã không kiên trì được quá lâu hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng bay lên trời lướt đến tập trung vào từ tiểu thụ thánh đế vẫy rồng bên trong từ tiểu thụ nhớ kỹ giữa chúng ta ước định bản đế tại nội đảo chờ ngươi ma đế hắc long cùng từ tiểu thụ quan hệ đã tốt như vậy nghe thấy cái này hắc mạch chi chủ chủ động lấy lòng cực kỳ rõ ràng nhất vì từ tiểu thụ trợ uy lời nói liền bác tôn am đều nhiều một chút kinh ngạc hắc long cao ngạo hắn là biết từ tiểu thụ đã thành công tại ván này bên trong khuất phục nó nó nguyện ý vì này áp thưởng lớn nhận nhìn chăm chú bị động giá trị tám cảm thụ được bên người nhiều người như vậy kính ngưỡng ánh mắt từ tiểu thụ sướng cười một tiếng đột nhiên liền mở ra nổ tung tư thái kim bang nở rộ cái kia ẩn ẩn quy hết bờ cảm xúc đem sở hữu người giật nảy mình nhao nhao sau lại từ tiểu thụ phía sau lại triển khai che trời hai cánh một băng một hỏa khí ý ngang nhiên, ngạo sắc nói, thánh nô đã cơ hờ, kết, thiên lâu đương lập. Bản tọa cánh chim đã phong, đem tự lập môn hộ, làm cái kia đại vương. Bác Tôn Am, ngươi có gì dị nghị không? Bác Tôn Am mí mắt cơ bắp giật mạnh, vô cùng cứng nhắc nhìn xem cái này đột nhiên liền phát bệnh người trẻ tuổi, đầu ngón chân cũng không khỏi cuộn lên. Nhưng gặp từ tiểu thụ bể nghệ khắp nơi, cũng không biết tại nhìn quanh cái gì, rất nhanh lại đưa ánh mắt về phía quỷ nước. Quỷ nước, bản tọa cho ngươi thêm một lần cơ hội có hay không gia nhập ta thánh nô a à phi trên trời để nhất lâu quỷ nước lúc đầu thật còn có chút suy nghĩ thấy thế trong đôi mắt một cái liền đã mất đi sắc thái hắn quay đầu bước đi các ngươi tiếp tục chơi đi tha thứ ta không phụng bồi ấy chớ đi a à. từ tiểu thủ quính lên vội vàng thu thần thông xuống tới hướng về phía hắn bóng lưng hét lớn ngươi không cùng ta hợp tác ta liền dùng kẻ bắt chước biến thành ngươi bộ dáng đi tìm vũ linh tích đánh nhau quỷ nước bước chân dừng lại tiếp lấy càng nhanh rời đi ta liền nói với hắn nuôi ngươi nửa đời người liền bỏ qua ngươi cái lễ thành nhân dạy toàn cho chó ăn ngự hải thần kích cho ngươi ngươi liền muốn ngươi cũng xứng làm ta con trai quỷ nước rung động xuống kém chút không có xoay người lại thu thập người mắng xong hắn ta liền cùng hắn giảng ta quỷ nước là như thế nào bỏ bao công sức tại hư không đảo một ván bên trong bảo vệ ta con trai a à, con trai ô ô ô ta để hắn cảm động đến khóc ròng ròng. Thực sự còn không ta liền biến thân, ta giả gái lại đi lừa gạt vũ linh tích tình cảm, sách, tiểu gia hỏa vẫn rất non, ta muốn để hắn trải nghiệm lòng người hiểm. Ngô! Lệ tịch nhi, ngươi làm gì? Sở hữu người đầy mặt trung động nhìn xem bị cưỡng ép che miệng kéo đi từ tiểu thụ, như gặp kinh khủng quỷ thần. Ngay cả bác Tôn Am đều ngây ra như phỏng, hoàn toàn không gặp qua bực này ra bài con đường. Đây là cái người bọn hắn tại bên hông nghe lấy, đều vì quỷ nước lúng túng đến móc chân, từ tiểu thụ làm sao nói ra được. Còn có. Cái này, đây là có thể nói sao? Từ. Tiểu. Thụ. Viễn không một đạo gầm thét vang lên, mặt đỏ tới mang tay quỷ nước, lại dẫn theo một cây phong nguyên thương, bay bổng đâm tới. Giờ khắc này, hắn sát cơ lộ ra, hoàn toàn không giống như là tại nói đùa. Lệ tịch nhi, chu nhất viên, hàng gia như lâm đại địch, nhau nhau hướng phía trước bên cạnh bước. Mai Tị Nhân ấm áp hai mắt biến đổi, trong lòng giữ tận kiếm tượng lúc này thức tỉnh, Thái Thành kiếm trực tiếp lật ra. Ngươi cho ta tại nói đùa. Đã mất đi che miệng kiềm chế từ tiểu thụ, căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là biết tiếng thối, biết được mất, còn tại hung hãn không sợ cờ hờ tết hô to. Ngươi tin hay không, ta còn có thể đi rộng mà báo cho. Ta liền nói ngươi cái này bên ngoài lạnh bên trong tao gia hỏa, ưa thích nhưng thật ra là màu tím hồng đầu quỷ nước hoàn toàn biến sắc như rắn bên trong bảy tấc suýt nửa ngạt thở im miệng ta đáp ứng ngươi chính là đào từ tiểu thụ vội vàng tiến lên vẫy lui lệ tịch nhi mấy người đè xuống tị nhân tiên sinh thái thành kiếm làm gì chứ làm gì chứ quỷ nước tiền bối cùng ta nói giỡn thăm dò ta thành ý đâu các ngươi rút kiếm làm gì đè xuống đám người quá kích động phản ứng hắn mới vội vàng đi lên đi đến quỷ nước đằng trước đưa tay ra quỷ nước tức giận đến phát run, nào có nắm tay tâm tư. Nắm một cái mà. Từ tiểu thụ hắc hắc liếc nhìn quỷ nước bên hông, ánh mắt bay trở về. Quỷ nước sắc mặt cơ hồ đóng băng, kém chút thức tỉnh băng hệ áo nghĩa, rất nhanh lại bình thường trở lại, ngoài cười nhưng trong không cười đem trên mặt cơ bắp giật dưới, thả đi núi băng mặt lạnh. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Hai cánh tay. Chó. Quỷ nước liền lại nâng lên một cái tay khác, cầm thân mật vô gian hảo bằng hữu hợp tác vui vẻ. Từ tiểu thụ điên cùng vung hai tay, kém chút đem quỷ nước cánh tay tháo xuống. Chỉ là hợp tác, cụ thể chuyện gì, đến lúc đó lại nhìn, ta sẽ chỉ ở trên trời đệ nhất lâu treo cái tên. Quỷ nước lộ ra ôn hòa cười. Nhận khóa chặt, bị động giá trị. Nhận nhớ thương, bị động giá trị. Nhận uy hế bờ, bị động giá trị. Dễ nói dễ nói, lại nói lại nói. Từ tiểu thụ nhìn cũng không nhìn cuộc tin tức một chút, hắn cũng không sợ quỷ nước thủ hạ nha sợ cái gì bên ngoài sân tất cả mọi người đã nhìn tê cái này lịch sử tính thời khắc vì sao a à? vì sao a à nhiều như vậy uy Hế bờ không có uy Hế bờ được quỷ nước câu nói sau cùng quỷ nước liền từ bỏ chống lại hai bọn họ là phát sinh qua cái gì sao bác tôn am đều ngăn không được hiếu kỳ từ tiểu thụ màu tím hồng cái gì lệ tịch nhi hồ nghi ánh mắt tại từ thủy trên thân hai người vừa đi vừa về dao động rất nhanh nhướng mày mũi ngọc tinh xảo vậy đi theo nhíu một cái, lộ ra nhỏ không thể thấy ghét bỏ biểu lộ. Nhận nguyền rủa bị động giá trị. Như thế nào? Từ tiểu thụ yêu thích không buông tay vuốt ve quỷ nước tiền bối trơn mềm bàn tay, hướng ra phía ngoài phóng thích ra giữa lẫn nhau thân mật tình cảm, nhìn về phía bác Tôn Am. Bác Tôn Am cười, tay vươn vào trong ngực. Người xác thực trưởng thành, trên trời đệ nhất lâu có thể độc lập ra ngoài, cái này cũng tại ta trong kế hoạch từ tiểu thụ đều không nghĩ tới đơn giản như vậy bác tôn am lại đáp ứng hắn còn tưởng rằng cần lại nhiều phí một phen môi lưỡi cuối cùng thực sự vẫn không được vậy liền về sau làm việc bằng mặt không bằng lòng trong bóng tối đang từng bước đem thánh nô từng bước xâm chiếm rơi đào rỗng thánh nô làm lớn mình trên trời để nhất lâu tuyệt đối là tương lai lớn nhất chính nghĩa thế lực hắn hắn sao có thể đáp ứng chứ bác tôn am cười liền từ trong ngực móc ra cái gì đồ vật ném tới chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi có tư cách cầm tới sư phụ ngươi lưu cho ngươi đồ vật, tiếp tốt. Từ tiểu thụ vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với. Một viên lệnh bài. Từ tiểu thụ nắm vuốt lệnh bài lật xem, nghi hoặc ngước mắt, có ý tứ gì. Sư phụ ngươi hồi lâu trước đó, liền bởi vì cùng ta lý niệm bất hòa, tính nửa cái thoát ly thánh nô. Đây là hắn trước khi đi giao trả cho ta lệnh, chỉ là ta không có đồng ý hắn rời đi, tâm hắn vậy còn chưa đi. Từ tiểu thụ trong mắt lập tức tuôn ra hiếu kỳ hắn là biết được chút điểm mấy cái này bên trong nguyên do, nếu không tan lão sẽ không trở lại thiên tan linh cung. Nhưng cũng coi như chỉ dòng bề ngoài, không thấy nó tường, thế là hỏi, cho nên, các ngươi đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn cho rằng, ta vẫn là quá cực đoan, nóng lòng cầu thành. Phá vỡ đương kim tình thế của đại lục, lật đổ ngũ đại thánh đế thế gia thống trị, việc này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể tùy tiện hành động. Chúng ta hẳn là đợi thêm cái mấy chục năm, đợi đến hết thảy chuẩn bị chu toàn, Ngầm liên minh chi thế đại thành, quỷ thú lực cũng không hội xuất hiện phản vệ tình huống các loại. Như thế rời núi, đại cục nhất định. Từ tiểu thụ nghe tiếng gật đầu. Tăng lão suy nghĩ không phải không có lý. Bác Tôn Am đúng là mãn, thánh nô bây giờ còn chỉ có một cái thánh nô, liền Tuất nguyệt hôi cung minh cũng còn không có kết xuống, đã đối thánh thần điện đường tuyên chiến. Một bàn tay không vỗ nên tiếng A. Cái này thỏa đáng liền là ngạnh cương. Có lẽ bác Tôn Am cảm thấy cái này rất bình thường nhưng cái này cũng chỉ có thể là nhằm vào hắn cá nhân mà nói. Ở bên cạnh hắn người, tin tưởng từng cái đều là áp lực núi lớn. Mà nếu như vào lúc này nội đảo quỷ thú thả ra, lại thật xuất hiện không thể khống chế, hoặc là nho nhỏ một cái phản bội các loại tình huống. Trí mạng. Vạn kiếp bất phục. Từ tiểu thụ có thể tưởng tượng, trước đó hoặc là về sau hành động, dù là chỉ là một cái vòng như xe bị tuột xích, cũng có thể cho thánh nô mang đến bao lớn đau đớn. Hư không đảo một ván thánh thần điện đường có thể nói là bại hoàn toàn, bán thánh đều bỏ mình mấy vị, nhưng thương thế kia đến căn cơ sao? Không có. Đối với thánh thần điện đường mà nói, cái này thậm chí không tính là trọng thương, bọn hắn còn có rất nhiều lần có thể làm lại cơ hội. Nhưng mà, như vậy bại thế, nếu như thánh nô ăn một lần đâu? Từ tiểu thụ như vậy tưởng tượng, nghiêm nghị kinh hãi. Thánh đô chân chính cao tầng liền bán thánh đều không có mấy vị, toàn bộ nhờ nội đảo quỷ thú tại chống đỡ, căn bản ăn không được một lần đánh bại mà một khi bại lấy nội đảo quỷ thú như vậy nước tiểu tính từng người hẳn là tan tác như ông vỡ tổ quy về thiên địa cầu cầu tự thân an toàn vốn là lâm thời tụ tại bác tôn a một người danh nghĩa lỏng lẻo liên minh càng nhiều còn có khuất phục tại võ lực người tổ chức này nhìn như cường đại toàn bộ nhờ bác tôn a một người đỉnh lấy hắn giao động một cái thân sở hữu người cùng quỷ thú đều phải nhìn một chút có phải hay không muốn ngược lại hắn khục một tiếng thấu đám người đều phải ngẫm lại có phải hay không có thể kết thúc chiến đấu rời đi. Hết lần này tới lần khác hắn là bác Tôn Am, hắn quá mạnh. Ngươi đây. Từ tiểu thụ thật không có cái gọi là tuyệt đối thiên vị cùng lập trường, chỉ lấy một người ngoài cuộc thị giác làm hỏi, đối với tang lão lo lắng, ngươi ý nghĩ là cái gì? Bác Tôn Am một tiếng dễu cợt, răng môi hé ra, tầm nhìn hạn hẹp. T. Từ tiểu thụ hút mạnh khí lạnh, mắt nhìn bên hông đám người các hiển dị dạng biểu lộ, trong lòng tự nhủ ngươi cho ta tan lão đầu lưu chút mặt mũi có được hay không, hắn còn ở bên trong đâu. Ta cảm thấy hắn cân nhắc chưa hẳn liền có sai lầm bất công. Từ tiểu thụ cân nhắc tìm từ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ta vậy tầm nhìn hạn hẹp. Phàm phu suy nghĩ, một mực như thế. Bác công am bình thản nói ra, hắn đương nhiên không sai, sai là hắn xem thường đối thủ của hắn. Từ tiểu thụ lại một vòng chú ý đám người, thấy được từng người trong mắt đè ép vẻ giận. Khá lắm, còn kém không có chỉ cái mũi mắng các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Nguyện nghe cao kiến. Từ tiểu thụ âm dương quái khí mà nói. Cao chưa nói tới, lấy ngươi làm thí dụ, đã ra hư không đảo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian trưởng thành sao. Bác Tôn Am liếc mắt trông lại. Ách! Chủ đề một cái chuyển đến trên người mình, từ tiểu thụ sửng sốt hồi lâu, rất nhanh ý thức được phiền phức lớn rồi. Mình làm thịt nhiêu yêu yêu. Tại hư không đảo bên trên còn tốt quy tắc có hạn chế một khi thật về thánh thần đại lục, đừng nói thành lập trên trời để nhất lâu gây sự, có thể hay không có dù là một ngày thở dốc thời gian, cũng thành vấn đề. Thánh đế họ nhiêu, sẽ thả qua hắn. Tuyệt không có khả năng. Thánh thần điện đường 10 người nghị sự đoàn vẫn lạc ba vị, sẽ buông xuống cừu hận. Tuyệt không có khả năng. Bác Tôn Am ánh mắt trông về phía xa, thấy cực kỳ lâu dài, thản nhiên nói. Ra hư không đảo, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất treo giải thưởng mục tiêu, vô số phiền phức đem hội theo nhau mà đến ngươi so với ta tốt bắt lại chỉ là cái vương tọa đạo cảnh hư không đảo bên trên chiến tích trên thực chất là mượn ngoại lực truyền đi càng là nói nhảm lại khoảng cách ngươi thành là chân chính bán thánh còn có thời gian quá dài dù là ngươi có thế một khi ngộ đạo trút ngắn cái thời gian ngắn cần phải bao lâu mười ngày nửa tháng sở hữu người vốn còn đắm chìm trong đó trong lòng còn có sầu lo bỗng nhiên sững sờ đây chính là bác công am trong mắt một khi ngộ đạo vương tọa đạo cảnh đến bán thánh, nửa tháng thời gian. Ở giữa trảm đạo, cử tử lôi kiếp, thái hư cảnh, cho hết ngươi tóm tắt. Dù là đột phá không có bình cảnh, chỉ bằng vào từ tiểu thụ cứng như bàn thạch đạo cơ, muốn xông thánh cảnh, sợ là nửa tháng thời gian một mực đập thánh dược đều không nhất định xông đến đến đây đi. Cái này còn không nói ngươi có thể hay không một khi ngộ đạo đâu, cho nên thời gian vẫn phải sau này kéo dài. Theo các ngươi tư duy đến, 10 năm đều tính ngắn, mặc dù ta tin tưởng ngươi không cần bác tôn am nở nụ cười thu hồi ánh mắt cho nên ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành phát dục từ tiểu thụ nhất thời trầm mặt. hắn bây giờ bị động giá trị toàn mãn đều không nhất định có thế đạt đến còn tốt có cái kiếm thuật tinh thông tại mình vậy được cho nửa cái bán thánh nhưng bây giờ lại đạo cơ có hại nghĩ như vậy đầu đều có chút lớn về sau cực kỳ phiền phức a không dụng tâm tồn may mắn tiếp xuống thánh thần điện đường lại phái người tới đối phó ngươi tối thiểu bán thánh tức bước bởi vì ngươi đã vào đạo không thương mắt người khắc hội xem nhẹ ngươi hắn sẽ không vừa vặn mượn nhờ ngươi cái này ngoại lực ác bách đạo không thương hoặc là rời đi quế gãy thánh sơn hoặc là chỉnh hợp quế gãy thánh sơn bác tôn am dặn dò một câu về sau lời nói xoay chuyển như vậy trở lại thánh nô bên này a à. cao cao tại thượng người xác thực xem thương sinh như chó rơm nhưng làm ngươi dẫm đau đớn bọn hắn chân về sau, cái này chút giả bộ thánh nhân chi đồ, cũng hội lôi đình xuất kích. Thánh nô một mực tìm ẩn, tự nhiên sẽ không nhận đại quan chú, chỉ khi nào ngoi đầu lên, thương tổn tới ngũ đại thánh đế thế gia cùng thánh thần điện đường căn bản lợi ích. Dù là chỉ là có cái này xu hướng, có chút manh mối, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cho thánh nô thời gian cùng cơ hội sao? Bác Tôn Am cái này hỏi một chút, hỏi khó ở đây sở hữu người. Đúng vậy a. À từ tiểu thụ chém thánh thần điện đường mấy thánh bên kia thiếu chút nữa mất khống chế liền thánh đế đều xuất động thánh nô muốn động là bọn hắn căng làm sao có thể lại yên tĩnh chờ cái mấy chục năm đâu nào có vạn toàn chuẩn bị chỉ có tại thời gian chiến tranh mới có thể rõ ràng sống yên ổn từ tiểu thụ nhìn thấy chung quanh từng người yên tĩnh lại liền hiểu bác tôn am tẩy não chi thuật cường đại cỡ nào hắn là không bị ảnh hưởng còn có thể từ cái này quỷ biện bên trong nói ra mình một điểm suy nghĩ ngươi liền không có muốn qua ngươi bây giờ tất cả mọi thứ đều bởi vì ngươi một người mà tồn tại thánh nô quỷ thú còn có ta chỗ không biết ngươi cái khác ác chủ bài ta biết ngươi muốn nói cái gì bác tôn am cười như không cười đây chính là vô tụ thậm chí bọn hắn tất cả phàm phu tục tử đều hội cân nhắc vấn đề vậy là tốt rồi ta có hỏi một chút khả năng những người khác không dám hỏi từ tiểu thụ nhưng quá trực tiếp nói nếu ngươi ngã xuống nữa nha sở hữu người ánh mắt lúc này ngưng đến. Ngay cả quỷ nước cũng nhịn không được nhìn về phía bác Tôn Am, nhìn về phía vị này yếu đuối mong manh, phản phất một giây sau ho khang một cái liền hội an tường qua đời nghèo túng trung niên nhân. Bác Tôn Am chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói, ta sẽ không ngã xuống. Ngươi cực kỳ tự tin. Từ tiểu thụ cười. Ta như đều không tự tin, trên thế giới này liền không người dám đàm tự tin. Vậy ngươi còn có hay không nghĩ qua, nếu như không có thánh nô, thánh thần điện đường quản lý bên dưới thế giới, kỳ thật vậy tương đối yên tĩnh đâu. Đám người nghe tiếng, đặc biệt là đã có tuổi người, đều kinh ngạc nhìn về phía từ tiểu thụ. Cái này suy nghĩ kỳ thật vậy có người sinh ra qua, nhưng không có nhiều ý nghĩa, nghĩ quá nhiều chỉ hội lâm vào bản thân phủ định. Từ tiểu thụ tại hư không đảo chiến dịch sau rõ ràng có trưởng thành, có thể nghĩ đến cái này một tầng tới. Mai tị nhân đông đưa quạt, động tác cũng không khỏi tăng tốc. Sở hữu người ánh mắt lại nhìn về phía bác Tôn Am, mong đợi trả lời từ tiểu thụ nhìn như không đứng đắn có đôi khi nhân gian thanh tĩnh vấn đề tồn tại chiều sâu bác tôn am vẫn như củ cười hắn cái kia đục ngầu ánh mắt từ trên mặt mọi người quét qua tại quỷ nước mai tị nhân ngang bên trên dừng lại hồi lâu nói khẽ ta không nâng thánh nô tị nhân tiên sinh cho tới nay sẽ không phong thánh đương nhiên hắn không quan trọng nơi này ta không nâng thánh nô vũ mặt sẽ không trở thành quỷ nước linh bộ thủ tọa đại danh càng đem lan truyền thiên hạ đương nhiên hắn không quan trọng nơi này. Ta không nâng thánh nô, sầm kiều phu sẽ trở thành nam vực cao nhân, ninh hồng hồng hội lưu lạc hồng trần, tan thất diệp hội co đầu rút cổ linh cung, đương nhiên bọn hắn vậy không quan trọng nơi này. Ta không nâng thánh nô, cẩu vô nguyệt còn tại thánh, thần diệt ở chết thập tự nha giác, tào nhất hán mộng cờ hờ, kết say sinh, ôm đình lau kiếm tu đạo, mà nguyệt Bắc hoa nhiêu đạo cao tại trong mây, đương nhiên bọn hắn cũng không đáng kể nơi này. Bác tôn am ánh mắt trở xuống đến từ tiểu thụ trên thân, giọng điệu vẫn bình thản, tình cảm lại không còn đơn nhất. Cái thế giới này không có thánh nô, phàm nhân vẫn như cũ an nhàn, bởi vì có thánh nô không có thánh nô đối bọn họ mà nói kết cục một dạng, sinh lão bệnh tử. Nhưng cái thế giới này không có thánh nô, thiên tài vĩnh viễn không cách nào ra mặt, bọn hắn cố nhiên sẽ cảm thấy kỳ thật cũng có thể lấy tiếp nhận, bởi vì xưa nay đã như vậy. Nhưng đỉnh đầu có nắp, hoa chỉ có thể hướng bên hông nở rộ, không phải sao? Nhưng cái này không dị dạng sao? bác tôn am cười một tiếng dài hồi lâu lắc đầu lại nói người khác có thể nhịn ta không thể nhịn người khác có thể tránh ta tránh cũng không thể tránh kiếm tu một hơi khi nghịch cửu trọng thiên không quen nhìn hắc ám ta liền muốn đứng ra ta có chỗ gọi là nơi này thiên không sinh ta thế hưởng thái bình thiên như sinh ta lâu không bình an lời này bác tôn am nói đến bình thản bên hông đám người nghe tiếng như nghe kinh lôi không không động dung nếu như nói từ tiểu thụ suy nghĩ xác thực rất có chiều sâu cái kia bác tôn am lý niệm thì là rung động sở hữu người hắn đứng ở càng cao vĩ độ bên trên hắn một mực thanh tĩnh ngay cả mai tị nhân đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ý thức được nhẫn nhục chịu đựng đủ rồi người là hội thói quen nhưng nếu không có thánh nô nhưng nếu không có thánh thần điện đường nhưng nếu không có ngũ đại thánh đế thế gia tại hắn niên đại đó hắn cũng không hội dừng bước thái hư đợi lâu như thế mới tại hư không đảo bên trên phong thánh A. Là cái gì làm cho trước kia mình không quan trọng kiếm thánh hay không, đã mất đi kiếm tu hát vang tiếng mạnh chi tâm đâu. Mai tỷ nhân đều suýt nửa tìm không trở về dự tính ban đầu, nhưng bác Tôn Am tại giờ phút này cấp ra đáp án. Là thời đại. Một sai lầm thời đại, chỉ có thể khai ra sai lầm hoa. Nếu như không theo trên căn bản biến đổi, sắc màu rực rỡ cũng chỉ là nhà ấm đồ chơi, không có chút nào giả tính thơm. Động lòng người cũng là thú, vốn là có nhiệt huyết cùng giả tính làm sao có thể thật sự tự đoạn răng nanh cùng móng nhọn đâu quỷ nước im ắng trầm mặt. hắn biết đây chính là hắn muốn tìm đáp án kia vậy là mình tu đạo sơ tâm mà bây giờ bác tôn am mượn cùng từ tiểu thụ một phen đối thoại đem hắn đáp án nói đi ra đây chính là đại đạo chi tranh sao từ tiểu thụ đồng dạng tâm cảnh có chỗ gần sóng lại phóng tầm mắt nhìn thấy được hư không đảo bên trên đầy đất thương tích phát ngang thi cốt vỡ vụn quốc gia quan hồn cùng không cam lòng sen lẫn thành gió ô ô rung động, nhỏ yếu cùng từ ngải hóa thành trái cây màng bao đắng chua. Thần tiên đang đánh khung, phàm nhân thì gặp nạn. Hư không đảo như thế, trở lại thánh thần đại lục về sau, đại đạo chi tranh lại mở, lại nên hội nhất lên bao nhiêu mưa gió. Từ tiểu thụ tận lực không đi suy nghĩ cái này chút cùng mình không quá mức cái gọi là sự tình, hắn hiện tại chỉ chú ý mình cùng người bên cạnh. Nhưng tại lúc này, hắn bị bác tôn am một lời dẫn ra, nhiều chút hoang mang, ngơ ngẩn. Bác công Am nhìn xem người trẻ tuổi kia, như là thấy được trước kia mình, cười nói. Ta đã từng cùng ngươi có qua một dạng mê võng, hoặc là nói chỉ cần là người, còn có nhân tính, đều nên có qua như vậy suy nghĩ. Nhưng từ tiểu thụ, ngươi sai. Từ tiểu thụ ngẩng đầu lên, ánh mắt không hiểu. Bọn hắn cũng không phải là vô tội. Người vì tiền mà cơ hờ kết, chim vì ăn mà vong, vận mệnh nhất định bọn hắn phải bỏ mạng nơi đây, coi như nơi đây trốn qua một kiếp bọn hắn không có kết thúc yên lành kết cục phong hiển cùng cơ duyên cùng tồn tại đây là bọn hắn lựa chọn không có quan hệ gì với ngươi hối hận sẽ không để cho ngươi càng thêm thanh tĩnh sẽ chỉ làm tâm trói tại bản thân sinh sôi ma chướng từ tiểu thụ sững sờ về sau giống như giác ngộ đúng vậy a à, cùng nhau đi tới mình trải qua cái nào người không có đường đến chỗ cờ hờ kết đâu từ văn trùng phong không thiệu ất trương tân hùng trương thái danh thậm chí toàn bộ trương thị từ hồng cẩu sông ngốc kim túc ba nén hương các đại sát thủ cùng dị nhiêu yêu yêu thậm chí mình chi phối qua tử cục đằng sơn hải hương bố y nhan vô sắc các loại ai không đường đến chỗ cờ hờ tết đâu mọi người từng người tại vì từng người lợi ích tranh đấu lấy được làm vua thua làm giặc sao là thương hại nói chuyện ta hiểu được từ tiểu thụ nhìn xem bác tôn am cùng một thời gian rõ ràng rất nhiều rất nhiều hắn lại lật lên trên tay tan lão lệnh bỗng nhiên lại ý thức được bác tôn am vì sao cùng với chính mình nói nhiều như vậy gia hỏa này rõ ràng cực kỳ chán ghét phiền phức vậy xem thường sở hữu người ở trong đó tất nhiên cũng nên bao quát mình cái này là có ý gì từ tiểu thụ nhất lên lệnh bài ngươi đoán được nhưng đó là sư phụ ngươi lệnh ta chỉ là trả lại ngươi bảo quản thôi ngươi bây giờ hẳn là có thể bảo vệ tốt nó bác tôn am nói xong từ trong ngực lại lấy ra một viên lệnh bài lệnh bài này màu đen Mặt sau vẫn như cũ là Thánh Nô Huy, chính diện thì là đổi cái chữ, một cái, thụ, chữ. Quỷ nước sắc mặt khẽ động. Tiếu không động lông mày nhíu lại. Mai tị nhân quạt giấy dừng lại, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Chu Nhất Viên nhìn xem lệnh bài kia, hai mắt thì là đã tại bắt đầu sáng lên. Bác Tôn Am đem cái này, chữ thụ lệnh, truyền đạt, miễn cười nói. Trước đó, người ta chỉ là đơn giản ép buộc quan hệ, chi tại Thánh Nô mà nói, người vậy vẫn còn thảo hạch giai đoạn hư không đảo chiến dịch, ta thấy được ngươi trưởng thành, có trưởng cờ người một mình đảm đương một phía năng lực. Trên trời đệ nhất lâu đương nhiên có thể độc lập ra ngoài, lại còn cần thánh nô giúp đỡ, từ từng cái phương diện. Vô tụ sau khi rời đi lưu lại xuống vị trí trống chỗ, đồng dạng cấp bách cần đền bù. Mà ta nghĩ, ngươi bây giờ đã có thế sức dẹp nghị luận của mọi người, đem chỗ có âm thanh đều đè xuống. Bị kinh sợ, bị động giá trị. Từ tiểu thụ sững sờ nhìn qua cái này quen thuộc vừa xa lạ lệnh bài màu đen không dám tin nhìn qua bác Tôn Am. Bác Tôn Am vẫn như cũ duy trì đưa ra lệnh bài động tác, hắn giọng một cái, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo một chút trêu tức, giọng điệu có chút cổ quái nói ra. Hiện tại, ta bác Tôn Am, chính thức đối ngươi phát ra mời. Thụ gia, ngài ghế xếp ta đã đúc tốt, nhưng nể mặt đến ta thánh nô, hạ mình một tòa. Thụ gia, bác Tôn Am, gọi ta thụ gia. Bị kinh sợ, bị động giá trị. Không phải là từ tiểu thụ làm cho giật mình, ngay cả bốn phía đám người, đều bị một tiếng xưng hô cho làm cho thần sắc cổ quái. Cái này quá kinh điển. Từ tiểu thụ vốn là cái cực kỳ hoang đường người, thỉnh thoảng phát bệnh, nói chuyện phím bên trong đột nhiên cho ngươi mở cái nổ tung tư thái, cùng bạo cự nhân, đều là loại bình thường thao tác. Nhưng phát bệnh thời khắc gặp nhiều, mọi người cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn tự xưng bản tọa, tự xưng từ thiếu đều có thể hiểu được, nhưng bác Tôn Am cũng tới một tiếng này, thụ gia, hắn là xuất từ tâm lý gì? Sở hữu người trước tiên muốn cười. Mong muốn hướng bác Tôn Am, gia hỏa này cố nhiên nói đến khó đọc, nói đến quá dị, ngôn từ bên trong còn có bảy điểm vẽ nghiêm túc. Hắn đùa lúng túng, vậy đùa thật. Ngươi, ngươi nói cái gì? Từ tiểu thụ có chút khó mà áp chế tâm tình mình. Hắn khóe môi thoáng dương lên, lại cảm giác cái này ra vẻ mình quá giá rẻ, thế là bộ mặt biểu lộ run rẩy nhìn qua cái kia chữ thụ lệnh, nửa ngày không thể tỉnh táo lại ta nói. Bác Tôn Am Ý cười sầm sầm, lắc lắc trên tay lệnh nói, thủ gia, ngài lệnh bài ta đã đánh tốt, chỉ cần hiện tại gật đầu, thánh nô người đứng thứ hai vị trí, liền là ngươi. Người đứng thứ hai. Cái này tiếng thứ hai, thủ gia, đem trên mặt tất cả mọi người cái kia phần quái dị trực tiếp chém giết, mà người đứng thứ hai, ba chữ, thì khiến cho người lâm vào ngủ lôi oanh đỉnh rung động ở trong. Quỷ nước sắc mặt cứng đờ. Tiếu không động miệng không khép lại được. Chu Nhất Viên tại phía sau chỉ cảm thấy mắt bốc kim tinh, nhìn qua thụ gia cùng xưng hô thụ gia vì thụ gia trong truyền thuyết nhân vật, như phàm nhân trông thấy chân long. Tại lệ tịch nhi trên lòng bàn tay bỏ túi trồng trắng nhỏ hàng da, càng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Hắn là tại chân hoàng điện nghe được xong thụ gia trò chuyện hắn cùng bác tôn am quan hệ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hiện thực sau so lúc ấy nghe thấy càng thêm để trồn sóc hoảng sợ. Bác tôn am đại nhân dùng ngài, dùng thụ gia làm xưng hô, dùng người đứng thứ hai vị trí vì thể đánh bạc liền vì trói chặt từ tiểu thụ xưng hô này cố nhiên có làm quá thành phần tại nhưng thử hỏi trong thiên hạ còn có ai có thể làm cho bác tôn am đại nhân dùng cho dù là loại này hoang đường quá dị giọng điệu tôn sưng một tiếng ngài ta à. người trong cuộc từ tiểu thụ đưa tay lại có chút khống chế không nổi tiểu rung động cái này thật mất thể diện rất nhanh bị hắn ngăn chặn hắn giờ phút này tính hoàn toàn nghe rõ ràng bác tôn am lời nói nhưng động tác trên tay có thể ép, khóe miệng đã ngăn không được liệt đến vành tay đi. Hắn A. Bác Tôn Am A. Từ tiểu thụ có thể miệng này người này, quán thầm người này, nhưng cũng hoàn toàn thừa nhận bác Tôn Am thành tựu. Vẹn vẹn từ trước đó cùng tiếu không động cái kia một thơ một kiếm trong quyết đấu liền cùng một cái tên giả mạo đánh, hắn đều phải gặp đỉnh phong thời kỳ bác Tôn Am có bao nhiêu tiêu sái, có bao nhiêu đáng sợ. Bực này nhân vật, thật muốn soi mói, Liền hắn từ tiểu thụ đều chỉ có thế lấy ra cái cũng liền còn có hô hấp loại này bệnh vặt. Bác tôn am khoảng cách thành là chân chính truyền thuyết, còn kém một cái qua đời. Phàm là qua đời, sợ liền thập đoạn kiếm chỉ đều phải trở thành thất lạc thần kỷ, bị hậu thế điên cùng nghiên cứu, chỉ vì ngộ được kiếm niệm. Càng đừng đề cập hắn tùy thân bội kiếm, hắn quan kiếm điển, hắn đối các đại kiếm thuật các cực hạn vận dụng. Mà bây giờ bực này nhân vật, mời mình, gia nhập thánh nô vẫn là tiếp nhận tan lão vị trí hàng người đứng thứ hai, tại quỷ nước phía trên. Hắc. Khục, ân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ. Từ tiểu thụ rõ ràng tiếng nói nghiêm túc hỏi thăm, trên mặt cơ bắp lại đều có chút co rút. Hắn phần ngoài biểu lộ rất bình tĩnh, kỳ thực trên má thịt một mực tại co giật, chỉ là dùng biến hóa, khống chế lại không biểu hiện ra đến. Đây cũng quá không biết xấu hổ a à. Một hai lần có thể lý giải lại mà ba liền có chút qua. Lần này, ngay cả đầu óc đi theo biến nhỏ trồn trắng nhỏ, cũng nhìn ra được thụ gia tại giả ngay giả dại, hiển nhiên là nghe tới nghiện. Nhưng bác Tôn Am lại giống cái kẻ ngu một dạng cái gì đều nghe không hiểu, khóe môi nhếch lên, thập phần có kiên nhẫn trúng chiêu, cần ta nói thứ tư lượt à, thụ gia. Hắc hắc hắc. Từ tiểu thụ lập tức không kéo được cười ra đến, quay đầu liền nhìn về phía tiểu sư muội, ta lúc đầu muốn cự tuyệt hắn, Lệ tịch nhi thoáng nhìn từ tiểu thụ trên mặt cái này giá rẻ cười, đều có chút buồn cười, ngươi có thể làm được. Nhưng hắn quá có thành ý. Ba tiếng thụ gia, vẫn là trước mặt mọi người gọi. Cái này ai chịu nổi a? À? Đổi lại là quỷ nước đến, đều phải nói một câu tốt, cái kia cũng không cần đáp án, ta miễn phí giúp ngươi lần này. Từ tiểu thụ quay đầu lại nhìn về phía bác tôn am thời điểm, đều cảm thấy lão tiểu tử này dáng dấp mi thanh một tú, liền cặp kia đục ngầu hai mắt đều tản ra thành thục nam nhân mới có mị lực. Nhưng hắn nói với chính mình không thể loạn, cố gắng khống chế lấy trên mặt ý cười, khôi phục lại bình tĩnh nói, ta hẳn là cự tuyệt ngươi, nói thật. Ta chính là trên trời đệ nhất lâu lâu chủ, muốn thành ngươi thánh nô người đứng thứ hai, chẳng phải là tự xuống giá mình. Không không không. Bác Tôn Am khoát tay, mỉm cười đánh gãy, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, thụ gia. Ngày, đừng có lại kêu, cầu ngươi. Từ tiểu thủ bên môi nhếch lên, kém chút không có trực tiếp đắc cốt, hắn dùng sức đè xuống khóe miệng. Bác Tôn Am nói tiếp: "Trên trời đệ nhất lâu đã tách ra đi, là độc lập mà cao quý. Tựa như vô tụ cùng ta bình thường, người ta sau này vậy sẽ chỉ là bình đẳng hợp tác quan hệ. Ta không thể sai bảo ngươi, vậy sẽ không sai bảo ngươi, dù sao ngươi vậy không còn hội nghe sai bảo, chúng ta đến thương nghị, đến thảo luận, đến cộng đồng chế định kế hoạch cùng phân phối nhiệm vụ, ai đều không so với ai khác cao quý." Ngừng tạm, bác tôn am trên mặt lại nhiều loại kia cổ quái nghiền ngẫm biểu lộ. Từ tiểu thụ trong lòng trầm xuống, ám đạo không tốt, đang muốn đưa tay che cái này lão bác miệng, đánh gãy thi pháp. Hắn lời đã nói ra. Đổi cái góc độ ngẫm lại, ngươi còn ở trên ta đâu? Ngươi là cao cao tại thượng trên trời để nhất lâu lâu chủ, hiện tại lùi lại mà cầu việc khác đến kim nhiệm ta thánh nô người đứng thứ hai vị trí, cái này khiến ta thánh nô đám người đều cùng có vinh yên, không phải sao? Ta! À, từ tiểu thụ tay băng định giữa không trung, hiển nhiên là bị đảo ngược đánh gãy thi pháp. cái này một hồi, hắn liền biến hóa đều bóp không ngừng, cười hắc hắc liền nhìn về phía lệ tịch nhi, chỉ vào bác tôn am nói: hắn 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 quá biết nói chuyện. lệ tịch nhi trong mắt ý cười đều vung đi không được, muốn bị hai người này gặp dịp thì chơi cho vui cờ hờ tết, nhưng chỉ điềm tĩnh đáp: ngươi bây giờ nhìn lại giống cái kẻ ngu. đúng vậy a, à. ta xác thực giống cái kẻ ngu. Bác Tôn Am lên tiếng như vậy, như thế cho mặt, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết đằng sau sẽ có hố to, làm sao có thể lấy mắt lừa đâu. Hắn rõ ràng hố mình nhiều lần như vậy. Làm sao lúc này, Cam Nguyện mắt lừa xúc động, vẫn như cũ mãnh liệt như vậy đâu. Từ tiểu thụ ánh mắt từ xung quanh trên mặt mọi người quét qua, rốt cục hoàn toàn thu liễm lại cảm xúc, làm đủ chuẩn bị tâm lý, dự định thật cự tuyệt về sau, nhìn về phía Bác Tôn Am. Thụ gia coi là thật không nể mặt a. À này đáng cơ hờ tết gia hỏa lại cướp lên tiếng. Khác bất luận, coi như là cho ta bác tôn am một bộ mặt, có thể không? Cỏ. Từ tiểu thụ triệt để đỡ không nổi. Mượn bác tôn am mặt mũi nhiều lần như vậy, hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai gia hỏa này mặt mũi uy lực, lại thật là khủng bố như vậy. Hắn quá hội. Cái này một đợt, từ tiểu thụ thề, liền xem như nguyệt cung nô tới đều chống đỡ không được. Cho. Hôm nay, ta từ tiểu thụ tất cho ngươi mặt mũi này. Trên trời đệ nhất lâu sáng lập mới bắt đầu, vốn cũng không khả năng thật thoát ly thánh nô. Bác Tôn Am năm lần bảy lượt, lại mà bảy thành ý mời, liền xem như cái người qua đường, từ tiểu thụ đều muốn bị đánh động, huống chi hắn là bác Tôn Am. Cái này làm ta tiếp. Dù là ngươi vẫn là muốn lừa ta, ta vậy nhận. Từ tiểu thụ vung tay lên, tuyết miệng liền nhổ tới chữ thụ lệnh. Cho đến băng lãnh lệnh bài tới tay, hắn mới từ mềm mại miên tùng trên tầng mây rơi tỉnh táo lại đến. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi muốn hố quá mức lời nói, ta không nói hai lời, quay đầu rời đi. Cái này bác tôn am. Thật đáng sợ há miệng, có thể thi triển không phát động tinh thần thức tỉnh nguyễn kiếm thuật, đem người nâng lên trong mây. Bị kinh sợ, bị động giá trị. Làm sao lại thế? Bác tôn am mỉm cười đưa tay ra đến, hợp tác vui vẻ. Từ tiểu thụ gục đầu xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái tay kia, cái kia chỉ có bốn đầu ngón tay tay. Cái này sẽ là cái lịch sử tính thời khắc. Trên trời đệ nhất lâu đồng bạn, cùng còn chưa gia nhập gia đình chúng ta, nếu như sau này thật bị hố. Không trách ta. Muốn trách thì trách bác tôn am quá đỉnh. Từ tiểu thụ thật dài làm một cái hít sâu, đè xuống trong lòng như nước thủy triều gợn sóng, tại sở hữu người chứng kiến phía dưới, dùng sức nắm lấy cái tay kia. Hợp tác du. suy, Một tiếng dị hưởng, màu máu vẫy ra. Từ Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn qua cái kia bị mình tay phải dùng sức tháo xuống bốn đầu ngón tay, hai mắt trong nháy mắt đã mất đi ánh sáng. Thiên địa tự sinh một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân tư nhập, thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Ít ít ít. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta quá kích động, cho tới quên ngươi bây giờ là cái phế vật. A à không phải, ta cũng không phải ý tứ này. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Từ Tiểu Thụ kịp phản ứng sau liều mạng xin lỗi hắn thậm chí chụp tới bát tôn am cổ tay, vội vã a ra sinh mệnh linh khí, giống che chở cỏ non bình thường liền muốn đem đối diện người tàn tật này cận tồn bốn đầu ngón tay liều lên, đem hắn tôn nghiêm tiếp về, thuận tiện đem vừa rồi sự tình đều xem như không có phát sinh qua. suy Lại là một tiếng dị hưởng. Từ tiểu thủ tiếng ngừng lại. Giờ khắc này, linh hồn hắn cơ hồ cách xác, chỉ hai mắt dại ra nhìn qua trong tay trái lại thêm ra một đoạn cổ tay. Hắn lại nhìn về tay phải, một đống đẫm máu đầu ngón tay. Hắn vừa nhìn về phía bác tôn am mặt. Tốt nghiêm túc. Vì sao A bộ dạng này? Thế giới an tĩnh, Mỹ Diệu giai điệu lập tức tại từ tiểu thụ trong đầu vang lên. Tê. Bên hông rốt cục tuôn ra một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mai tị nhân quạt giấy tại chỗ liền rơi mất. Lệ tịch nhi duỗi tay vịn chặt tráng, thuận tiện che khuất hai mắt. Quỷ nước da đầu đều tê, cả kinh liên tục lùi bước, thân thể như rơi cửu u hầm băng cho rét lạnh thành cái băng quỷ. Tiếu không động nói câu, A-di-đà Phật, sau liền hướng sau ngã tới, Chu nhất viên vô ý thức đưa tay đón ở hắn sau đó kịp phản ứng cùng nhau thuận thế nằm xuống. Hàng gia chưa hề cảm giác giấc ngủ khối lượng giống như hôm nay tốt như vậy, ngắn nhỏ chân đạp một cái, ngã đầu liền sinh hãn. A. 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 Từ tiểu thụ ngửa mặt lên trời cao cười bốn tiếng, cười vui cởi mở mà bá khí, trời trong gió nhẹ, trời cao khí sản tốt một hư không thiên hắn vội vàng đem trên tay phải đóng kia ngón tay nhét vào bàn tay trái đưa tay hướng hư không một hao a à. a à. hết thảy đều hội lãng quên qua lại đều là mây khói ra đi ta bảo lại một hao a à. a à. lão tử thời tổ ảnh trượng đâu lại lại hao nha hoắt mặc dù các ngươi không nhìn thấy nhưng nó là tồn tại vật này chính là không dư hận đem tặng, không nghĩ tới sao, ta từ tiểu thụ cùng không dư hận còn nhận biết, liền là vị kia trăng rơi trong rượu. Đủ. Bác Tôn Am lạnh lùng đánh gãy. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thời khắc mấu chốt, từ tiểu thụ triệu hoán không ra thời tổ ảnh trường, đã không đất dung thân. Hư không vỡ ra một khe hở không gian, tới là như thế kịp thời, nhưng che chở lúng túng. Từ tiểu thụ bóng dáng xe dịch. Một giây sau, từ tiểu thụ liền mang theo tiếng khóc nức nở lên tiếng. "Lão đại, không mang theo dạng này chơi a. À. Người tốt xấu đem ngón tay cùng cổ tay cho ta lại đi, ta tốt trả lại người ta a." À. "Xốc." Lệ Tịch Nhi không kéo được che miệng cười ra tiếng. "Cái này một cái chớp mắt, sở hữu người từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía nàng. Thứ hai chân thân như được đại xá, lấy một loại hết sức kinh ngạc cùng đối xử chú cứu thế biểu lộ, vậy nhìn về phía nàng, bác Tôn Am cũng nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Lệ tịch nhi trên mặt ý cười ngưng kết, gương mặt xinh đẹp một cái đỏ lên, liền mang tay đều giống như có thế nhỏ ra máu. Xin lỗi, ta vậy không phải cố ý. Nàng thấp như rùi mũi nói một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Lời nói vừa xong, lệ tịch nhi một đầu tóc bạc liền bắt đầu biến sắc, bắt đầu biến thành đen, đồng thời thân thể tại co nhỏ lại đúng là lựa chọn sư xuất đồng môn vô địch đụng thuật. Nhưng thể một nửa, lệ tịch nhi màu tóc biến không trở về, miệng một trương liền phát ra một đạo tràn ngập kháng cự lô ly âm hoảng sợ mà bén nhọn ta đừng đi ra ngoài a à. không ngươi muốn ngươi không muốn vào đến a à. không ta muốn là chính ngươi cười không liên quan ta chuyện a à. a à. cuối cùng tiếng thét chói tai này đúng là ngày bình thường cao lạnh vô cùng lệ tịch nhi phát ra tràn diện hoàn toàn mất khống chế sở hữu người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua bỏ chạy thành công từ tiểu thụ lại nhìn về phía bỏ chạy thất bại lệ tịch nhi, cảm giác thế giới đều trở nên thập phần đặc sắc. Bác Tôn Am hít sâu một hơi. Hắn vốn là không quá mức cái gọi là, cũng biết mọi người hội làm như không thấy. Lần này khiến cho. Đủ rồi, thật. Các ngươi hai cái. Bác Tôn Am nắm một cái tay khác nắm đấm, khớp ngón tay đông đúc rung động, hắn khóe mắt đều tại run rẩy. Thế giới trong nháy mắt quay về tĩnh lặng. Lệ tịch nhi kẹt tại nửa lui không lùi ở giữa đầu tóc nửa bạc nửa đen, thứ hai chân thân liền hô hấp đều ngừng lại, sợ lên tiếng. Phía sau bị bừng tỉnh sở hữu người lần này liền con mắt cũng không dám lại nhắm lại, phản phất mí mắt khép kín hội phát ra lớn lao âm thanh, làm cho sở hữu người lực chú ý rơi xuống trên người mình. Tỉnh mịch hư không đảo bên trên, trầm mặt tại lan tràn. Bác công am đang muốn lên tiếng lần nữa, đánh vỡ trầm mặt, ra hiệu mình độ lượng cực lớn, còn có thể làm được bất kể hiềm khích lúc trước. Hư không cực kỳ đột ngột bị mở bung ra một khe hở không gian rất chậm, rất nhẹ. Tốc độ cùng rùa bò giống như. Phản phất chỉ cần như thế, mọi người liền đều nhìn không thấy. Tất cả trừng to mắt người đều là mù lòa. Trong cái khe, Lặng Yên không một tiếng động nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng chọc chọc thứ hai chân thân thận. Sau đó hướng bàn tay hắn, bắt đầu nhét đầu ngón tay. Thứ nhất căng, thứ hai căng. Nhét xong đầu ngón tay, lại nhét cái kia gần nửa đoạn cổ tay. Ấy phát hiện dung lượng không đủ về sau, cái tay kia lặng lẽ meo meo chuyển đến bên trái, đem thuộc về bác tôn am cổ tay nhét vào thứ hai chân thân bàn tay trái. Xác thực không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng trước mắt bao người, giờ phút này chi trầm mặt, đinh tai nhức óc. Ta nhịn ngươi rất lâu. Từ thiên tang linh cung bắt đầu, ta liền muốn giết ngươi. Bác tôn am hai đầu lông mày mãnh liệt đứng đấy, một tiếng quát lớn về sau, thuận tay liền đưa tới mai tị nhân rơi xuống đất quạt xếp, hóa thành chọc trời một kiếm mãnh lực đâm tới tốt ngươi giết ta đi ta đáng cờ hờ tết ta không xứng còn sống thứ hai chân thân tan nát cõi lòng rống lên một câu hai mắt nhắm lại sử dụng chung cực phải giết thủ đoạn ý đồ lấy tiếng làm lùi tỉnh lại bác tôn am lương tri bác tôn am cuối cùng tâm tính thượng dai có thể dung người lớn qua huống chi từ tiểu thụ vừa gia nhập thánh nô nói xong muốn bình đẳng thời khắc cuối cùng hắn thu lại thế không có đem lửa giận phát tiết đến cái này một cái vô tội thế thân đi lên. Sở hữu người cái này mới phát giác được nâng lên cổ họng tim, trở xuống nó nên đến vị trí đi. Liền lúc này, bác Tôn Am thu lực về sau, đã mất đi lực lượng chế ước quạt xếp, hoặc một tiếng, mình dương ra. Một tiếng này nhưng quá chói tai. So tổ nguyên đế kiếp thanh âm còn lớn hơn. Sở hữu người không khỏi ghé mắt nhìn phía cái kia bị bác Tôn Am nắm phần đuôi, cao sách mà lên quạt giấy. Mặt quạt chữ lớn, trồng bay phượng múa, được không đột nhiên. Đám người nhìn thấy một mặt là dễ nói dễ nói. Bác Tôn Am nhìn thấy một mặt là lợi hại lợi hại. Mai Tị Nhân trái tim co lại, cơ hồ ngưng đập. Bác Tôn Am như là đề tuyến như tượng gỗ, ken két quay đầu, liếc nhìn vị này tiên phong đạo cốt Tị Nhân tiên sinh. Lão kiếm thánh đã sớm nhắm hai mắt lại, trước mặt còn nhiều thêm một cái khác thanh mở ra quạt giấy che trắng. Mặt quạt bên trên hai cái nổi bật chữ lớn xin lỗi ngươi vậy không phải cố ý ngô bác công am kêu lên một tiếng đau đớn lồng ngực vừa lồi lên khóe môi tràn ra đỏ thẫm